Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 25. Già Thiên, chương 241, cực đạo hoàng huyết xích kim. Những mảnh đất có trăng rằm nhuốm máu in rõ lên được gọi là xích nguyệt quật, chính là tuyệt địa chí âm chí nhu. Các đại thánh chủ cũng không thể động đến nó được, có thể nói nó là một vùng đất ma quỷ kinh khủng. Mặt trời màu đen hiện bóng in lên, vùng đất ấy được gọi là Đọa Thiên Lĩnh, là vùng đất ma quỷ chí cương chí dương. Nó có thể thiêu đốt hết mọi thứ trên thế gian, ngay cả hoàng chủ cũng phải lui bước, nổi tiếng là một trong những hung địa thiên hạ đều biết. Chỉ cần thấy một nơi thôi đã đủ kinh hãi, nhưng hai địa thế này bây giờ lại ở cùng một nơi, có thể nói là vùng đất ma quỷ xưa nay hiếm thấy. Theo Diệp Phàm biết thì không có quá ba nơi tồn tại hai địa thế như vậy và không thể phá giải được. Vị đại đế kia mạnh như vậy thật sao? Diệp Phàm giật mình. Nơi này chính là cấm địa Thái Sơ, xích nguyệt quật và Đọa Thiên Lĩnh tương sinh làm bạn, uy lực càng mạnh hơn. Những gì đại đế Khương gia đã làm quả thật gây chấn động cho người khác. Tu vi của ông ta tất nhiên rất cao thâm, mà xưa nay có mấy vị đại đế chứ? Hằng Vũ Đại Đế là người khai sáng thế gia hoang cổ Khương gia vang dội cổ kim, cũng là đại biểu cho cảnh giới cực cao của nhân tộc. Diệp Phàm bất chợt xuất thần. Nhân vật như vậy quả đúng là danh chấn cổ kim, lại dám đến mỏ cổ Thái Sơ để luyện khí, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Vô tận năm tháng trước, các đại thánh chủ và hoàng chủ cũng có tới đây, nhưng không thể ra ngoài được. Ngay cả Đông Hoang Thần Vương cũng không thể kéo dài tính mạng ở đây. Thế nhưng vị đại đế này lại xem cấm địa Thái Sơ thành nơi tế luyện binh khí, đây là một phong thái cỡ nào chứ? Đáng tiếc, thời gian trôi qua như một dòng nước, không thể nào nhìn thấy nhân vật kinh thế như vậy. Vì sao ông ta lại tới nơi này để tế luyện thần binh? Lão Đao Cầm nói, Hằng Vũ Đại Đế, tu, vi ngạo thị cổ kim, khắp Đông Hoang đều phục dưới thần uy của ông ta. Đã luyện binh thì tất nhiên ông ta phải tìm địa phương tốt nhất để luyện, cấm địa Thái Sơ cũng không làm gì được. Chỉ cần không vào cổ mỏ kia, những chỗ còn lại trong cấm địa Thái Sơ không gây nguy hiểm cho ông ta được. Theo truyền thuyết, ông ta là người có đại cơ duyên, từng nhận được một bộ xương cốt Phượng Hoàng. Nếu như muốn luyện hóa bộ xương cốt Phượng Hoàng ấy thành vũ khí cực đạo, tất nhiên phải tế luyện ở địa phương đặc biệt, cũng chỉ có Đọa Thiên Lĩnh này phù hợp với yêu cầu đó. Vẻ mặt Lý Đức Sinh trở nên ngẩn người mê mẩn. Xương cốt Phượng Hoàng. Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng thuần huyết có thể sánh được với tiên nhân, nhưng loài vật này đã không còn trên thế gian nữa. Thế nhưng Hằng Vũ Đại Đế có thể lấy được xương cốt của nó, thực làm cho hắn phải sợ hãi. Đây chỉ là lời đồn mà thôi, thế gian này làm gì có Phượng Hoàng. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu, nói, Hằng Vũ Đại Đế lấy được hoàng huyết xích kim, thần vật này cũng có giá trị tương đương với xương cốt Phượng Hoàng rồi. Thế gian này không còn Phượng Hoàng, nhưng đúng là có thần vật hoàng huyết xích kim. Hoàng huyết xích kim, thần vật trăm ngàn năm cũng khó gặp, lấp lánh phát sáng, đỏ ngầu như máu phượng, cực kỳ quý hiếm, nghe nói trên đó có hoa văn hình phượng. Giá trị của thần vật này không thể đo đếm được, nếu rơi vào trong tay các đại đế, chắc chắn mấy người này sẽ luyện hóa nó thành vũ khí cực đạo. Theo truyền thuyết, Đọa Thiên Lĩnh là do con của mặt trời rơi xuống tạo thành, là tuyệt địa chí cương chí dương. Hoàng huyết xích kim là thần vật mang thuộc tính chí dương chí xí, cứng rắn đến mức tận cùng, gần như không thể phá vỡ. Nếu muốn tế luyện nó thành vũ khí cực đạo, Đọa Thiên Lĩnh chính là địa phương được lựa chọn đầu tiên. Vô Lượng Thiên Tôn, hoàng huyết xích kim có hình dạng thế nào? Các vị từng thấy rồi. Diệp Phàm hỏi Diêu Hy và Giao Trì Thánh Nữ. Hai vị, mỹ nữ tuyệt sắc nhìn nhau, loại thần vật trăm ngàn năm mới thấy này, ai có thể thấy được? Nếu như dễ dàng thấy được thì vì sao cả Đông Hoang chỉ có vài vũ khí cực đạo? Nguyên nhân một vị đại đế cả đời chỉ có thể tế luyện được một vũ khí cực đạo, không chỉ vì cách tế luyện quá mức khó khăn, mà còn vì các tài liệu chân quý dùng để tế luyện thật quá quý hiếm. Những tài liệu như hoàng huyết xích kim có tìm cả Đông Hoang cũng không được bao nhiêu. Hiện giờ chỉ có những nhân vật trực hệ của Khương gia là từng tận mắt nhìn thấy hoàng huyết xích kim. Nhưng đã hơn 4.000 năm rồi,
vũ khí cực đạo kia cũng chưa xuất thế lại. Diêu Quang Thánh Tử đáp, Hằng Vũ Đại Đế thật quá kinh khủng, Diệp Phàm chỉ có thể cảm thán. Đây là nơi Xích Nguyệt Quật và Đọa Thiên Lĩnh cùng tồn tại với nhau, có thể nói là đại hung. Nhưng Hằng Vũ Đại Đế lại có thể lấy nơi này làm nơi tế binh, làm cho người ta không thể nào tin nổi. Diệp Phàm cũng nhanh chóng hiểu được vì sao dương khí ở Đọa Thiên Lĩnh có dấu hiệu không đủ, giống như đã bị hút khô qua. Rất có thể là vì chúng đã đúc kết thành Hoàng Huyết Xích Kim, sau đó được Hằng Vũ Đại Đế dùng luyện chế thành vũ khí cực đạo. Tài hoa như Hằng Vũ Đại Đế, nếu như ta có tu vi như vậy, Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần. Nếu như đạo trưởng có thần uy như Hằng Vũ Đại Đế, người tính sẽ làm gì? Diêu Hy đưa mắt nhìn hắn, cười nói, tất nhiên là khai sáng một hoàng triều bất hủ. Thiếu chút nữa hắn đã lỡ miệng nói khác, thật ra lời hắn muốn nói ra từ đáy lòng nhất chính là muốn đi tới các đại thánh địa, bắt bọn họ lấy cổ kinh ra để hắn nhìn một chút, rồi thử uy lực vũ khí cực đạo của họ một chút. Chúng ta đi nhanh lên đi, không thể ở đây lâu được. Sắc mặt lão Đao Cầm ngưng trọng. Sáu người rời xa khỏi Xích Nguyệt Quật, rồi hơi dựa sát vào Đọa Thiên Lĩnh để tiến về phía trước. Ai ai cũng cầu nguyện là đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không, sợ rằng không có ai cứu bọn họ được. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rõ bóng của họ dài trên mặt đất. Âm minh nhãn của Lý Đức Sinh lấp lánh phát sáng ánh sáng đen. Hắn ta khẩn trương nhìn bốn phương, cảm giác như có vật gì đó đang âm thầm quan sát. Ngươi đừng có giật mình như thế, làm chúng ta sợ hết hồn hết vía thật đó. Lão Đao Cầm liếc hắn một cái. Ta cảm thấy có gì đó lạ lạ, giống như là ở trong bóng tối có một đôi mắt nhìn trộm chúng ta, nhưng lại không thể thấy được bóng dáng của nó. Lý Đức Sinh hơi mất bình tĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nó không xuất hiện, chúng ta cứ xem như nó là hư vô. Diêu Quang Thánh Tử tỏ ra bình thường. Càng đi về phía trước, sáu người càng tỏ ra cẩn thận, nhìn xung quanh kỹ càng, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Đây là một vùng đất đại hung, chỉ cần bước đi nhầm một chỗ là cả bọn sẽ bỏ mạng lại nơi này. Vì sao trăng tối nay lại sáng như vậy? Hôm nay đâu phải là ngày trăng tròn. Lão Đao Cầm thì thầm, đúng là rất lạ, ánh trăng như sóng nước, chiếu sáng khắp nơi. Diêu Hy cũng gật đầu, nghe được mấy lời này, Diệp Phàm dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói, không đúng. Đạo trưởng, có phát hiện gì sao? Giao Trì Thánh Nữ nhẹ giọng hỏi. Không phải là ánh trăng tỏa sáng, mà là do Xích Nguyệt Quật có vấn đề. Diệp Phàm cau mày, nhìn về vầng trăng tròn máu ở cách đó không xa. Diêu Hy không hiểu, nói, Xích Nguyệt Quật không có gì lạ, tại sao nói vấn đề ở nó? Chúng ta hãy mau chóng rời xa khỏi nơi này, nếu như có gì thì phải mau chóng tiến vào Đọa Thiên Lĩnh. Dù sao dương khí ở nơi đó cũng không đầy, còn cái Xích Nguyệt Quật này luôn làm ta bất an. Diệp Phàm trầm giọng nói, rồi từ từ đi về phía trước. Mấy người này thấy Diệp Phàm tinh thông nguyên thuật huyền ảo, có lẽ đã nhận được chút sở học của vị nguyên thiên sư nào đó. Nay thấy hắn nói như thế, nên cả bọn vội vã làm theo hắn. Không lâu sau đó, cát sỏi ở nơi đây bỗng nhiên phập phồng lên, rồi Xích Nguyệt Quật dao động truyền ra những tia sáng màu máu đỏ tươi. Nhìn từ xa giống như là thủy triều mênh mông dâng lên, bên trong còn có bão cát. Đây là Xích Nguyệt Thủy Triều. Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi. Hắn vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Đọa Thiên Lĩnh, giống như tránh rắn độc. Nắm người kia thấy vậy cũng thi triển thần thông, chạy nhanh tới khu di tích. Lý Điều Sinh là người chậm nhất, bị lưu lại ở phía sau. Cơn thủy triều màu máu tươi kia trong nháy mắt đã cuốn tới, hắn hoảng sợ kêu to, không. Cơn thủy triều máu máu đỏ tươi kia dao động rất nhẹ nhàng, nhưng lại tản phát khí tức làm người ta kinh hãi. Sắc mặt Lý Đức Sinh biến thảm, cắn răng tế một vị thần trong đạo cung ra chắn ở phía sau. Xoẹt, vị thần kia lập tức biến thành một vũng máu mà không có chút tiếng động nào. Lý Đức Sinh nhân đó hét lên một tiếng rồi rơi vào trong khu di tích, sắc mặt tái nhợt. Tình thế vừa rồi cực kỳ hung hiểm. Nếu như không phải hắn quyết đoán bỏ qua một vị thần thì giờ này đã mất mạng rồi. Này, mấy người khác cả kinh. Thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, nói, đây chính là Xích Nguyệt Thủy Triều, do Xích Nguyệt Quật phát ra.
Nó có thể làm tan rã vạn vật, không thể nào ngăn cản, nhu hòa vô cùng nhưng lại phá được vạn pháp. Có thể thấy rõ ràng trên mặt đất đằng xa có một vầng trăng rằm nhuốm đỏ, đó chính là xích nguyệt quật. Xích nguyệt quật hô ứng với ánh trăng ở trên cao, dẫn phát từng tia sáng màu máu đỏ tươi như những làn nước, cuốn động cả hư không. Chúng ta nên cảm tạ Hằng Vũ Đại Đế, ông ta đã phá đi địa thế Đọa Thiên Lĩnh. Chứ nếu nó còn nguyên, một khi âm dương giao nhau thì chắc chắn chúng ta phải chết. Không biết ở dưới xích nguyệt quật hay Đọa Thiên Lĩnh này có vật gì đó hay không? Lão Đao Cầm tự nói, lão ra già, lão có thể đừng nói nữa không? Lão nói chuyện gì là chuyện đó trở thành sự thật ngay. Lý Đức Sinh có cảm giác muốn phát khóc. Sáu người đi thẳng về phía trước. Lúc này Diệp Phàm chỉ có một ý nguyện duy nhất, đó là mau chóng rời khỏi mỏ cổ Thái Sơ. Hắn cũng cầu nguyện hy vọng Hằng Vũ Đại Đế đã giải quyết cái Đọa Thiên Lĩnh này sạch sẽ rồi. Khu di tích này đã sớm mục nát, vách tường lung lay, chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ một cái là sẽ biến thành bụi bậm ngay, mấy cột đá ở bên trong cũng như thế. Ở phía trước có một mảnh đất yên tĩnh và trống trải, các dấu tích của khu di tích đã biến thành bụi bay. Nếu như dùng tâm cảm nhận, có thể thấy rõ trên mặt đất có một mặt trời màu đen mơ hồ. Nó chỉ có chu vi mấy trăm trượng, so với xích nguyệt quật còn nhỏ hơn nhiều. Đã qua hơn mấy vạn năm, nhưng dương khí ở bên trong vẫn chưa đầy. Làm cho người ta kinh ngạc chính là ở ngay sát mặt trời màu đen ấy có một kiến trúc cổ xưa, to lớn đứng vững, không sụp đổ như những nơi khác. Phía trên nó có một tấm đồng biển, khắc hai chữ Hằng Vũ. Đây là nơi Hằng Vũ Đại Đế tế binh. Mấy người này giật mình, cẩn thận quan sát. Kiến trúc cổ xưa bên trong không phải là di tích từ thời Thái Cổ, mà chính là kiến trúc do Hằng Vũ Đại Đế lưu lại. Theo truyền thuyết, ông ta phải tự mình rèn luyện vũ khí ở cấm địa Thái Sơ nhiều năm mới làm cho vũ khí của mình đạt đến cấp bậc cực đạo. Đây là chỗ ở năm của ông ta, mặc dù có hơi siêu vẹo, nhưng nó vẫn đứng vững không ngã, XUG quanh có đạo vận lưu chuyển. Rốt cuộc khí phách của Hằng Vũ Đại Đế cao đến đâu cơ chứ? Người khác vào cấm địa Thái Sơ là phải lo sợ, hồn phách như muốn mất đi, nhưng ông ta lại ẩn cư ở đây đến vài năm. Mấy người này không mở miệng, nhưng lại có sự lựa chọn giống nhau. Tất cả đều đi tới kiến trúc cổ xưa, đó là nơi Hằng Vũ Đại Đế sống năm xưa, rất có thể còn đồ vật gì đó ở bên trong. Tòa kiến trúc này được xây thành từ nguyên thạch khổng lồ, vô cùng to lớn, gây cho người ta có cảm giác đại đạo như trời, cao đến nỗi không thể chạm tới. Đó chính là đạo của Hằng Vũ Đại Đế. Nhiều hài cốt như vậy, sáu người biến sắc. Khi nãy tầm mắt bị tòa kiến trúc che khuất, nên mọi người không thể nhìn thấy gì. Nhưng lúc này đi tới gần, mấy người này mới phát hiện được bên cạnh tòa kiến trúc cổ xưa có vô số hài cốt, nhiều đến nỗi chất lên cao thành một núi nhỏ. Dù đã qua mấy chục vạn năm, nhưng đống xương cốt kia vẫn lấp lánh phát sáng, tất cả có trên trăm bộ, phần lớn đều có hình người, nhưng chắc chắn không phải nhân tộc. Mấy khúc xương này đều lấp lánh tỏa sáng, có thể thấy lực lực bọn họ rất kinh khủng. Hằng Vũ Đại Đế quả nhiên đáng sợ, không hổ là một trong những cường giả mạnh nhất nhân tộc hiện nay. Một mình ông ta có thể giết nhiều sinh vật đáng sợ như vậy, nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Căn cứ vào cốt chất của mấy bộ xương cốt này, mọi người có thể đoán đây đều là những sinh vật cấp cao. Này, sáu người thấy vậy đều kinh hãi, cũng chỉ có Đại Đế mới dám chạy đến mỏ cổ Thái Sơ để đại khai sát giới như vậy. Hằng Vũ Đại Đế thật làm chúng ta phải kinh hãi. Ông ta dám ở đây chém giết như thế, ít nhất cũng phải trên trăm con, mà những sinh vật này đều là cường giả tuyệt đỉnh a. Xương cốt rất sáng loáng. Tất cả chỉ vì muốn tế luyện một vũ khí cực đạo. Lão Đao Cầm cảm thán. Đại Đế thượng cổ đều là những người tài kinh diễm, bọn họ sáng tạo ra cổ kinh truyền thừa cho đến nay, mấy thánh địa còn phồn thịnh được cũng là nhờ những đồ vật các đại đế lưu lại. Trừ việc đó ra, mỗi một vị đại đế đều nghĩ biện pháp lưu lại một vũ khí cực đạo, bởi vì vật này giống như có thể kéo dài tính mạng của bọn họ, phát ra thần uy vô thượng mãi không tiêu tán. Nếu xét ở một mặt nào đó, vũ khí cực đạo còn quan trọng hơn cổ kinh rất nhiều.
Hằng Vũ Đại Đế có thể luyện hóa hoàng huyết xích kim thành vũ khí cực đạo, đúng là tỏ rõ đế uy à. Diêu Quang Thánh Tử cảm thán, mục tiêu lớn nhất của hắn ở kiếp này chính là trở thành một đại đế. Rốt cuộc Hằng Vũ Đại Đế đã luyện hóa hoàng huyết xích kim thành dạng vũ khí như thế nào? Diệp Phàm hỏi, hắn không biết nhiều việc lắm liên quan tới Khương gia. Thái Dương Thần Lò, Giao Trì Thánh Nữ đáp, cái gì? Diệp Phàm giật mình. Không phải ngươi đang nghĩ tới cái lò lửa kỳ quái kia đó chứ? Lão Đao Cầm hút một hơi thuốc lá. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, rồi lấy ly hỏa thần lô ra ngoài. Mặc dù cái lò cao khoảng một tấc này vẫn trong suốt lấp lánh, nhưng lại bị lồi lõm nhiều chỗ, không khác gì một quả hồng bị vắt khô cả. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, làm sao Khương gia để vũ khí cực đạo lưu lạc ra bên ngoài được. Hơn nữa, cái lò này ngoại trừ bền chắc ra, thì cả uy lực và những phương diện khác chẳng ra sao cả. Lão Đao Cầm trêu chọc, đã 4.000 năm Thái Dương Thần Lò không xuất thế rồi, thế nhân cũng quên mất đi hình dạng của nó. Diêu Quang Thánh Nữ mở miệng nói, rốt cuộc vũ khí cực đạo đáng sợ đến mức nào? Diệp Phàm hỏi, đáng sợ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thần lực người sử dụng càng thâm hậu thì uy lực càng lớn. Một khi thi triển đến mức tận cùng, còn có thể hiện ra thần uy vô thượng của Đại Đế. Lão Đao Cầm đáp, Diệp Phàm kinh hãi, như vậy chẳng phải có thể thi triển được thần uy mạnh nhất của nhân tộc sao? Lúc đó người sử dụng vũ khí cực đạo hoàn toàn quét ngang được thiên hạ, khó gặp được đối thủ. Đáng tiếc, muốn sử dụng vũ khí cực đạo thì cần hao tổn rất nhiều thần lực, người bình thường không thể động được. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu, nói, dù sao đó cũng là vũ khí đặc biệt của các đại đế hoang cổ. Nếu như là đồng cấp đối kháng, một người thi triển vũ khí cực đạo sẽ có hiệu quả như thế nào? Diêu Quang Thánh Tử cười, nói, lấy Thái Dương Thần Lò làm ví dụ, năm xưa thần vương Khương Thái Hư đại chiến với một nhân vật cái thế không thua gì hắn ở Trung Châu. Nhưng Thái Dương Thần Lò vừa ra, đối thủ đã biến thành tro bụi. Cái này cũng quá kinh khủng. Lý Đức Sinh nghe thấy mà cảm thấy lạnh lẽo. Đông Hoang Thần Vương đại thành cách chúng ta rất xa, không thể nào suy đoán được. Nhưng theo những gì các đại thánh chủ thường nói, chỉ cần sử dụng vũ khí cực đạo là họ có thể dễ dàng chém chết một vị đại năng. Giao Chỉ Thánh Nữ đáp, đáng tiếc, các đại thánh địa bọn ngươi lại ít khi sử dụng vũ khí cực đạo, suốt ngày cứ dùng nó để trấn áp mấy cái gọi là thực lực ẩn sâu gì gì đó. Lão Đao Cầm lắc đầu, lão cũng biết mấy thứ này sao? Con ngươi của Diêu Quang Thánh Tử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, rồi lặng lẽ biến mất. Diêu Hy chuyển sang chuyện khác, nói, thủ lĩnh nhóm giặc cướp lớn thứ bảy, Đồ Thiên và Thanh Giao Vương đã từng liên thủ tế ra vũ khí cực đạo. Suýt chút nữa đã làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa ta phải nuốt hận, cũng may đó không phải là một vũ khí cực đạo hoàn chỉnh. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã thấy uy lực của nó kinh khủng tới mức nào. Diêu Phàm biết được điều này. Hắn từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, khi đó Khổng Tước Vương cầm chân Diêu Quang Thánh Chủ. Đồ Thiên và Thanh Giao Vương hợp sức tế ra cái bình gốm cổ, thiếu chút nữa đã đánh chết một đám đại nhân vật Diêu Quang Thánh Địa. Đó là một cái bình gốm ma thượng cổ, thôn thiên. Đáng tiếc là nó bị thiếu mất cái nắp đậy, không thể tái hiện lại thần uy cực đạo. Lão Đao Cầm lắc đầu. Bọn họ không đứng ở đó quá lâu, liền tiến vào bên trong tòa kiến trúc cổ xưa ở đằng trước. Họ muốn xem thử Hằng Vũ Đại Đế có để lại vật gì hay không. Lúc này cả bọn đã đi vào trong tòa kiến trúc cổ. Đại, điện ở bên trong rất cổ xưa, cao lớn và rộng rãi, làm cho người ta có cảm giác đại đạo vô tận. Trên mặt đất có rất nhiều tro bụi đen nhánh, mấy người thấy thế cũng không kiêng kỵ gì, chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Diệp Phàm sử dụng phương pháp xem địa thế nhìn khắp đại điện, bỗng nhiên lòng hắn chấn động, tim cứ đập thình thịch lên. Phương pháp xem địa thế của Nguyên Thiên Thư có thể hiểu rõ những huyền bí ẩn sâu bên trong địa thế sông núi, có thể tìm ra được nguyên. Ngay một khắc này, hắn cảm thấy hai mắt mình rất rát, ở xa xa có một vật thể tỏa ánh sáng chói mặt, chói hơn cả mặt trời đang tỏa sáng, làm hắn không thể nào nhìn thẳng được. Chẳng lẽ là thần nguyên sao? Diệp Phàm kích động trong lòng, động tác mất đi tự nhiên. Bên cạnh đám tro bụi có một tảng đá đen nhánh,
chỉ lớn bằng đầu nắm tay, nhưng tảng đá ấy lại tỏa ánh sáng chói mắt làm cho hắn phải chảy nước mắt. Diệp Phàm vội vàng thu hồi phương pháp xem địa thế. Nếu như còn tiếp tục nhìn nữa, có khi vật này làm hỏng mắt hắn mất. Khối nguyên thạch này rất bình thường, nếu không sử dụng phương pháp xem địa thế xem xét thì không thể nhận thấy được gì. Đây đúng là một vầng mặt trời thần thánh, tản phát ánh sáng chói mắt làm người ta không chịu được, nhất định là thần nguyên. Diệp Phàm đi tới, muốn nhặt tảng đá màu đen đó lên. Nhưng hắn lại thất kinh, hắn không thể lấy nó lên hoàn toàn được. Ầm, ầm, ầm. Tảng đá màu đen rơi xuống đất lại, làm cho cả đại điện cũng phải lung lay. Tảng đá màu đen này chỉ có kích thước như một nắm đấm thôi, nhưng lại nặng hơn vạn cân. Tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ thấy qua lần chấn động vừa rồi, lớp da đá bao phủ bên ngoài đã bị chóc ra một chút, rồi một đạo ánh sáng đẹp mắt bắn ra ngoài. Đạo ánh sáng này rực rỡ như cầu vồng, vô cùng chói mắt, không thể nào nhìn thẳng được. Hoàng huyết xích kim. Trời ạ, dĩ nhiên là hoàng huyết xích kim. Mấy người này đồng thời thất kinh, hô to lên. Diệp Phàm dùng sức thu tảng đá màu đen vào trong tay mình, rồi lui về phía sau mấy bước. Hắn cũng không ngờ rằng bên trong khối nguyên thạch ấy không phải là thần nguyên, mà lại là hoàng huyết xích kim trăm ngàn năm mới xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 242, Hoàng huyết động nhân tâm. Hoàng huyết xích kim chính là thánh vật cực đạo, hàng trăm ngàn năm cũng hiếm khi xuất hiện. Mười mấy vạn năm từ thời hoang cổ đến nay, chỉ có Hằng Vũ Đại Đế từng chiếm được. Sự chân quý của nó là không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là thánh vật dành riêng cho Đại Đế, người thường đừng nói là chiếm được, chỉ nhìn thấy một chút thôi cũng không thể. Đối với người thường, nó cũng như một giấc mộng trăm ngàn năm, mãi mãi không trở thành hiện thực. Không thể nào đo đếm giá trị của nó, từ xưa đến nay chỉ có vài vị Đại Đế, và chỉ có đúng một vị may mắn chiếm được hoàng huyết xích kim. Đây là thứ các đại đế thượng cổ tha thiết mơ ước, rất nhiều thánh hiền cũng mong muốn nhưng không thành. Khi cầm một đồ vật quý hiếm như vậy trong tay, đầu tiên Diệp Phàm cảm thấy kích động, sau đó lại cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng. Khối đá màu đen này quá quý giá, ẩn chứa trong đó là báu vật vô giá, nhưng có thể giữ được hay không mới là quan trọng. Vì sao lại nặng như vậy? Trong lòng hắn oán giận, nếu như cẩn thận không để rơi ra trên đất, trực tiếp thu lại ngay từ lúc đầu thì đã không gặp phải tình cảnh trước mắt này. Năm đôi mắt bên cạnh đều đang chìm chằm chằm vào khối đá màu đen trong tay hắn, không khí nóng rực này có thể làm tan chảy cả kim cương à. Sau đầu Diêu Quang Thánh Tử phát ra ánh sáng, thánh quang bao phủ cơ thể, từng đạo ánh sáng buông xuống bảo phủ lấy. Tài năng người này ngút trời, từ nhỏ đã có ý định trở thành đại đế, bây giờ nhìn thấy thánh vật như vậy, làm sao không động lòng được. Khối đá này giống như một phôi thô vũ khí cực đạo, là đồ vật làm người ta điên cuồng, chính là thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế. Diêu Quang Thánh Tử thường ngày đều có bộ dáng vui vẻ ôn hòa, nhưng vào lúc này cũng khó mà bình tĩnh được, trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngay lúc này, bỗng nhiên lão đao cầm trực tiếp bước tới vài bước rồi dừng lại, tỏa ra một cỗ khí thế làm cho người ta phải kinh sợ, có dáng vẻ khác hẳn một lão già bình thường. Lúc này trông lão ta mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, như một con giao long đang ngủ đông bỗng chốc nhảy ra khỏi mặt nước, làm người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm và kinh khủng. Dung nhan xinh đẹp của Diêu Hy cũng khó giấu được sóng gió trong lòng, đôi mắt tản phát từng đạo ánh sáng mơ hồ. Tay ngọc nhỏ nhắn khẽ bắt một đạo tiên ấn, hoàng huyết xích kim làm cho nàng không thể bình tĩnh được. Tuy nàng không tiến lên trước, nhưng cũng đang đứng tại vị trí thuận lợi nhất. Nếu có người ra tay cướp đoạt, nàng có thể dễ dàng đưa ra quyết định, đánh hay lui tất cả chỉ trong tích tắc. Trong lúc này, Lý Đức Sinh là kẻ ít uy hiếp nhất đối với Diệp Phàm. Tuy ánh mắt hắn thể hiện rõ sự thèm muốn, nhưng người này cũng biết điều lùi lại mấy bước, nhanh chóng biểu lộ quyết định của mình. Trời sinh hắn có âm minh nhãn hiếm thấy trên thế gian, có thể nói là dị bẩm và cũng là lực lượng kỳ lạ hiếm có. Nhưng nó không được dùng để chiến đấu,
Vì thế hắn là người yếu nhất trong những người ở đây, không thể không lùi bước. Tuy nhiên, trong những người ở đây thì Giao Trì Thánh Nữ lại là người tương đối bình tĩnh. Mặc dù đôi mắt đẹp có chút dao động, tâm tình lung lay nhưng nàng ta lại không có ý xuất thủ. Nàng lặng lặng đứng yên đó, tay áo phấp phới tung bay, tâm tình trong sáng. Giao Trì Thánh Địa từ trước đến nay không tranh với đời, nên tâm tính của các đệ tử phái này cũng rất thiện lương, ít khi tranh đấu cùng người khác. Diệp Phàm nhìn thấy hết mọi việc, trong lòng bỗng nhiên, có quỷ. Những người này cứ nhìn hắn chằm chằm, muốn bảo vệ hoàng huyết xích kim thuộc về mình quả thật khó khăn. Các vị như vậy là có ý gì? Hắn không nói không được, cứ để tình thế rằng co như vậy thật không hay. Hoàng huyết xích kim là đồ vật thậm chí các đại đế thời cổ cũng không có được, chúng ta ai cũng động lòng, muốn xem qua nó một chút. Diêu Quang Thánh Tử tiến lên, cơ thể hắn được bao phủ trong một quầng sáng, vô hình trung tạo ra một cỗ áp lực không gì sánh nổi. Dục vọng của Diêu Hy như muốn xé rách cả dung nhan như ngọc của mình, hiển lộ phong tình làm động lòng người. Nàng ta cười nói, đạo trưởng muốn nói điều gì khác sao? Ta muốn nói, tại sao khối đá này nặng như vậy? Đến lúc này, tâm tình của Diệp Phàm quả thật rất giận dữ. Khối đá đen thui chỉ to bằng nắm tay nhưng lại nặng đến vạn cân, nhưng cũng chỉ có như vậy mới cho thấy bên trong nó có đồ vật quý hiếm. Lão Đao Cầm cũng bước lên phía trước, uy thế càng lúc càng mạnh mẽ. Lão ta nói, bảo vật thuộc về người có duyên. Nếu như ngươi đã cầm trên tay thì chúng ta sẽ không cướp lấy, nhưng bọn ta thực sự muốn nhìn kỹ qua một lần. Diệp Phàm nghe lão nói như thế, thực sự cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì hắn vừa cảm giác được sát ý của lão già này. Nhưng lão ta nói như vậy cứ như muốn làm người hộ tống hắn vậy. Đạo trưởng cứ yên lòng, tuy chúng ta động lòng nhưng cũng chưa đến mức ra tay giết người cướp của. Nếu đạo trưởng muốn trao đổi, ta nguyện giao ra bất cứ vật gì để được đổi lấy nó. Khuôn mặt Diêu Quang Thánh Tử tỏa ánh sáng rực rỡ. Tuyệt đối không thể trao đổi được, Diệp Phàm còn muốn dùng vật này để đúc đỉnh. Đây chính là vật các đại đế thời cổ cầu còn không có đó, không có vật gì có thể đổi được. Diêu Hy chớp chớp hai mắt, cử chỉ lúc cười nói trông rất lẳng lơ, hàm răng sáng bóng làm động lòng người. Nàng ta nói, đạo trưởng đừng lo, đưa bảo vật ra cho. Chúng ta xem một chút đi. Lý Đức Sinh thấy mấy người này không tranh chấp, cũng tiến tới một chút. Giao Trì Thánh Nữ bước từng bước nhẹ nhàng, tiến lên phía trước, nói, đạo trưởng cứ yên tâm, sẽ không có ai ra tay đâu. Diệp Phàm cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn bây giờ sẽ không có tranh đoạt. Dù sao bọn họ vẫn còn ở trong cấm địa Thái Sơ, nơi đây chỉ có hắn thông hiểu nguyên thuật, cùng lắm là lưỡng bại cầu thương, mấy người này vẫn cần hắn chỉ đường. Nhưng tới khi rời khỏi cấm địa Thái Sơ, tất cả mọi chuyện lại rất khó nói. Mời các vị xem, Diệp Phàm nắm chặt khối đá màu đen trong tay, không phòng ấn lại. Vỏ đá đã chóc một miếng to như đồng xu, lộ ra một phần thần vật bên trong. Trong nó có một màu sáng như ngọc bích, tản phát vạn đạo cầu vồng thần thánh, ánh sáng rực rỡ bắn ra xung quanh. Thật là đẹp đẽ, đẹp đến mức làm cho người ta phải mê say. Từng tia sáng óng ánh lưu chuyển bên trong làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào, chỉ loáng thoáng thấy được những hoa văn phượng hoàng được khắc trên đó, mỹ lệ mà thần bí. Đây chính là hoàng huyết xích kim a. Mấy người đều kinh thán, dục vọng hiện rõ lên trong mắt. Chỉ có một lớp vỏ đá mỏng manh, khối hoàng huyết xích kim nặng hơn vạn vân này không nhỏ hơn một nắm đấm đâu, đủ để tế luyện vũ khí rồi. Lão Đao Cầm mở miệng, một khối tài liệu to bằng nắm tay, đúng thật có thể luyện ra một cái vũ khí. Nhưng cũng không ai biết được một vũ khí cực đạo cần đến bao nhiêu tài liệu, ngoại trừ đại đế ra người khác không thể biết rõ. Diệp Phàm không bóc hết vỏ đá ra, ngược lại còn lấy mảnh vỏ đã bị chóc ra che lại, để cho tinh hoa trong thánh vật không bị trôi mất đi. Nếu như không có vỏ đá phong ấn tinh hoa, sau này hắn không thể dùng khối hoàng huyết xích kim này để luyện chế vũ khí được nữa. Hào quang rực rỡ bị che đậy đi, đại điện khôi phục lại dáng vẻ mờ mờ ảo ảo. Diệp Phàm thu hồi hoàng huyết xích kim. Lại, trừ khi có người dùng kinh cổ đại đế để trao đổi thánh vật này, chứ những vật khác khó làm hắn động tâm được.
Chỉ như đó mà muốn tế luyện ra vũ khí cực đạo thì sợ rằng còn chưa đủ, chắc hắn khối này là một phần còn dư của Hằng Vũ Đại Đế năm xưa. Diêu Quang Thánh Tử phán đoán như thế. Hoàng huyết xích kim là thánh vật có thể so với Phượng Hoàng, thế gian này không có mấy đồ vật có thể so sánh được. Lão Đao Cầm cảm thán, nói, thánh vật ở Đông Hoang đều bị mấy vị đại đế tiêu tốn hết. Nếu như có một ngày lại xuất hiện đại đế quân lâm thiên hạ, e rằng rất khó tìm ra thánh vật. Diêu Hy cũng nói như vậy. Mấy người tìm kiếm kỹ lưỡng trong đại điện, phát hiện mấy dòng chữ được Hằng Vũ Đại Đế lưu lại, ý chính là để cho người có duyên. Hằng Vũ Đại Đế tài năng ngút trời, tu vi thâm sâu vang dội cổ kim. Mặc dù ông ta nhận được cơ duyên lớn, nhưng cũng không lấy hết đi, chung quy còn lưu lại một đường cơ duyên cho người đời sau. Sáu người tỉ mỉ tìm kiếm cũng không thấy vật gì khác trong đại điện, các loại bí pháp cũng không có, chỉ có cho tàn sau khi tế luyện vũ khí cực đạo, ghi lại phong thái năm đó của đại đế. Đi ra khỏi tòa kiến trúc cổ này, mọi người nhìn lại đều thấy mặt trên tấm biển khắc hai chữ Hằng Vũ cứng cáp mạnh mẽ, tản phát khí thế xé trời. Mỗi người đều đứng im tại chỗ, lặng lẽ quan sát, hy vọng có thể ngộ ra được điều gì đó. Đây không phải là một cách truyền pháp cụ thể, mà là ý cảnh của đại đạo, có khi làm người ta chợt hiểu được. Diệp Phàm có cảm giác kỳ lạ trong lòng, hai chữ kia làm hắn rung động. Hắn muốn sử dụng đấu chiến thánh pháp ngay lập tức, nhưng chỉ có thể áp chế trong lòng, dùng tâm cảm nhận. Không thể không nói Diêu Quang Thánh Tử đúng là nhân vật phi phàm, người này đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, thánh quang tản phát ra lại có thể động đến thần uy của đại đế, tràn khắp cả tòa. Kiến trúc cổ xưa này, Giao Trì Thánh Nữ và Diêu Hy, cả hai đều là những nhân vật phi phàm, đồng thời có thu hoạch, yên lặng lĩnh ngộ. Còn Lão Đao Cầm lại trầm tĩnh, đứng yên không nhúc nhích tựa như một cây khô. Còn Lý Đức Sinh không thể bình tĩnh được, âm minh nhãn lấp lóe, hắn nói, hình như ta cảm giác được có vật gì đó trong bóng tối đang lén quan sát chúng ta. Không lâu sau, mọi người đều từ trong trạng thái kỳ ảo kia tỉnh lại, khôi phục thần thái như cũ. Thần thức phóng về bốn phương tám hướng để thăm dò, nhưng không thấy có gì lạ. Đoạ Thiên Lĩnh vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ vầng mặt trời màu đen in bóng trên mặt đất ra, bọn họ không cảm nhận được gì nữa. Tâm Diệp Phàm chợt động, vội lấy ly hỏa thần lô ra. Tuy cái lò lửa này vẫn còn lồi lõm, nhưng đã khôi phục hơn trước rất nhiều. Hắn mở nắp lò ra, sau đó quăng cái lò lửa cao khoảng một tấc này về phía trước. Xoẹt hào quang lóe lên một cái, ly hỏa thần lô rơi vào chính giữa mặt trời màu đen, cùng lúc có ngọn lửa màu đen cháy lên hừng hực. Đạo trưởng đang làm gì vậy? Lý Đức Sinh kinh ngạc, đại đế thời cổ lựa chọn nơi đây để tế binh, chứng tỏ Đoạ Thiên Lĩnh chính là nơi tập hợp dương khí cường thịnh trong thiên hạ. Ta lấy đi một ít, sau này còn luyện một cái vũ khí cực đạo. Lý Đức Sinh há mồm líu lưỡi, không biết nói gì thêm. Ngoại trừ các đại đế cổ đại kia, còn có người muốn luyện ra vũ khí cực đạo ư, lời này rõ là nói hưu nói vượn mà. Mấy người này biết Đoạ Thiên Lĩnh có ngọn lửa cực dương trong thiên hạ, chí cương chí dương. Thần hỏa được xúc tích dưới đất cũng là một loại bảo vật, nếu có thể thu được nó thì chắc chắn có chỗ dùng sau này. Ly hỏa thần lô tiến vào trong mặt trời màu đen rồi tiến sâu vào trong lòng đất, thu lấy ngọn lửa màu đen. Ngươi đừng có làm bậy. Lão Đao Cầm cau mày nhắc nhở, lão sợ lỡ tay kinh động tới vật gì trong lòng đất. Cứ yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Diệp Phàm gật đầu, hắn có học tập nguyên thuật nên biết được giới hạn. Bếp lò nát của đạo trưởng muốn nóng chảy kìa. Âm minh nhãn của Lý Đức Sinh nháy động, nhìn xuyên không gian, bỗng nhiên buồn cười nói. Diệp Phàm cau mày, lò lửa này bị thiêu có chút biến dạng thật, hắn vội thu hồi lại. Càng tiến sâu vào trong lòng đất, nhiệt độ càng tăng cao, ngọn lửa càng bất phàm. Hắn chỉ có thể thu lấy một phần ngọn lửa trên đất, sau khi để đầy lò thì dùng nắp lò che lại, thu vào trong thể nội. Diêu Quang Thánh Tử, Lão Đao Cầm, Diêu Hy, Giao Trì Thánh Nữ cũng nghĩ ngợi một chút, rồi cũng ra tay. Bốn người này lấy vũ khí thần bí của mình ra, tìm cách thu lấy ngọn lửa màu đen. Nhưng mà bọn họ chỉ lấy được một tia liền thu tay lại, bởi vì cảm thấy nhiệt độ quá nóng. Nếu ngọn lửa này bất phàm như vậy, ta cũng phải thu một ít.
Lý Đức Sinh tự mình lấy ra một cái hồ lô màu bạc xoẹt, một chuyện làm người ta giật mình xảy ra. Hồ lô màu bạc bị nấu chảy trong nháy mắt, bị hủy ngay trong mặt trời màu đen. Chuyện này, vũ khí của tu sĩ bí cảnh đạo cung cứ như vậy mà bị phá hủy, bảo bối của ta à. Hắn đau lòng kêu gào thảm thiết không ngơi. Diệp Phàm âm thầm đánh giá một lúc. Mặt trời màu đen trên đất này có ẩn chứa một ngọn lửa vô cùng khủng bố. Chỉ là mấy tia lửa màu đen ở bên ngoài thôi đã đủ đối kháng với ngọn lửa màu tím ở tầng thứ 6 hỏa vực rồi. Như vậy phần ngọn lửa ở dưới mặt đất càng kinh khủng hơn nữa, không thể nào tưởng tượng được. Như vậy thì còn nói gì đến ngọn lửa trong lòng đất, căn bản không thể nào tưởng tượng được sự kinh khủng của nó. Hằng Vũ Đại Đế lựa chọn nơi này để tế binh, quả nhiên là bất phàm. Hắn cảm thấy ngọn lửa hắn thu được dưới đất so với ngọn lửa đã đốt chết Thái Thượng Trưởng Lão Cơ gia kia cũng không thua kém hơn bao nhiêu. Đây đúng là đồ tốt a. Sắc mặt Diệp Phàm không đổi. Nếu như buộc phải ra tay khi thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, hắn cảm thấy cứ phỏng hỏa trước rồi tính tiếp cũng được. Sau đó, mấy người này tiếp tục cẩn thận tiến tới. Được Diệp Phàm dẫn đi, mọi người đều an toàn vượt qua, từ từ rời xa khỏi tuyệt địa này. Sau khi đi được một lúc, mọi người liền nhìn thấy một vùng đất trống trải, dường như đã thoát khỏi cấm địa Thái Sơ. Thật sự đi ra được rồi. Phía sau xuất hiện hai vật gì đó. Lý Đức Sinh đột nhiên biến sắc. Đi. Đến lúc này mọi người không lo sợ nữa, tất cả đều phóng lên trời, bay về phương xa đi ra được bên ngoài cấm địa Thái Sơ. Mọi người không còn bất kỳ lo lắng gì, rốt cuộc cũng thoát khỏi vùng đất ma quỷ. Lúc này đã quá nửa đêm, trời đất tĩnh lặng, ánh sáng trăng mỏng manh như một màn nước, soi rõ vạn vật. Đạo trưởng, xin dừng bước. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười ôn hòa, chặn ngang đường đi của Diệp Phàm. Diêu Hy cũng cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất mê người, đứng ở một phía khác. Lão Đao Cầm cùng Giao Trì Thánh Nữ cũng đứng cách đó không xa. Trong phương viên xung quanh có sát khí nhàn nhạt, nhưng không biết rõ là do ai phát ra. Diệp Phàm chợt sáng tỏ. Hoàng huyết xích kim động lòng người, là đồ vật dành riêng cho đại đế, làm sao có khả năng không dậy sóng gió đây? Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 243, Trí ở Tây Hoàng Kinh. Ánh trăng trong trẻo treo ở trên cao chiếu rõ vùng đất màu nâu đỏ kéo dài không thấy cuối, làm toát lên ý vị xa xưa. Mấy vị muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn mấy người kia, sắc mặt không chút thay đổi, tay nắm chặt ly hỏa thần lô cao một tấc. Diêu Quang Thánh Tử vẫn giữ nụ cười, nói, đạo trưởng không nên hiểu nhầm, ta không có ác ý, chỉ muốn thương lượng cùng đạo trưởng mà thôi. Thương lượng về việc gì? Ta muốn cùng đạo trưởng trao đổi khối hoàng huyết xích kim kia. Diêu Quang Thánh Tử đáp, ngươi lấy cái gì để đổi? Cả người Diệp Phàm được ánh trăng bao phủ, hắn bình tĩnh hỏi. Ta có thể đứng ra làm chủ, mở bảo khố của Diêu Quang Thánh Địa ra, đạo trưởng tùy ý lựa chọn. Diêu Quang Thánh Tử nói ra điều kiện như thế thật làm người ta sợ hãi. Diêu Quang Thánh Địa truyền thừa mười mấy vạn năm, từ xưa đến nay vô cùng cường thịnh, thực lực ẩn sâu bên trong cũng như bảo vật được họ tích lũy rất thâm sâu, người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Mười mấy vạn năm tích trữ, thiên tài địa bảo của thánh địa này nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng lúc này hắn lại nói mặc cho Diệp Phàm tùy ý chọn, việc này thật làm người khác động tâm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn không thể đáp ứng. Những thiên tài địa bảo kia sao có thể so sánh với hoàng huyết xích kim, đây chính là thánh vật thuộc về đại đế thời cổ. Ngươi tự thấy có vật gì có giá trị ngang bằng hoàng huyết xích kim? Diệp Phàm hỏi. Giá trị hoàng huyết xích kim thực sự không cách nào so sánh được, nhưng từ trước đến nay ta không muốn làm khó dễ người khác, không biết một quyển cổ kinh có thể đánh động đạo trưởng hay không. Gió đêm khẽ nổi, cả người Diêu Quang Thánh Tử phát ra hào quang, quanh thân thể như được khảm lên một viền sáng màu vàng. Một quyển cổ kinh, sắc mặt Diệp Phàm biến đổi. Bên cạnh đó, Lão Đao Cầm và Giao Trì Thánh Nữ cùng giật mình, đến Diêu Hy cũng lộ ra một vẻ kinh sợ. Vị Diêu Quang Thánh Nữ này không ngờ rằng Thánh Tử đồng môn với mình dám nói ra những lời như thế.
Theo ta thấy, đạo trưởng đang bị vây khốn ở bí cảnh đạo cung. Ta muốn đổi với ngươi một quyển cổ kinh viết về bí cảnh tứ cực, không biết có làm đạo trưởng vừa lòng hay không? Diêu Quang Thánh Tử cười nói, thì ra không phải là một bộ cổ kinh, chỉ là một quyển kinh về bí cảnh nào đó. Diệp Phàm không tỏ rõ ý kiến. Diêu Quang Thánh Tử khẽ lắc đầu, nói, đạo trưởng quá tham rồi, mặc dù hoàng huyết xích kim là báu vật vô giá trên đời, nhưng dù sao cũng chỉ có một khối to, bằng nắm tay, thực sự quá ít ỏi. Là cổ kinh của Diêu Quang Thánh Địa sao? Diệp Phàm chợt hỏi. Diêu Hy bên cạnh lo lắng, tuy nàng biết thân phận Diêu Quang Thánh Tử thân phận rất cao, nhưng còn chưa đến mức có thể đem cổ kinh của Thánh Địa cho người ngoài xem. Mấy lão tiền bối trong môn phái chắc chắn không bao giờ đồng ý. Diêu Quang Thánh Tử lắc đầu, nói, đây không phải là tâm pháp của Diêu Quang Thánh Địa ta, chỉ là một bộ tàn kinh ta bất ngờ đoạt được trong một lần đi du lịch. Mấy người này không ai không biến sắc, Diêu Quang Thánh Tử quả nhiên gặp cơ duyên lớn. Vốn bản thân đã tu một trong những cổ kinh thâm ảo nhất Đông Hoang, ra ngoài du lịch một chuyến cũng đoạt được một bộ tàn kinh. Bộ kinh đó có thể sánh ngang với các tiên điển khác sao? Diệp Phàm hỏi, quả thật hắn có chút động lòng. Tuyệt đối không thua kém, Diêu Quang Thánh Tử khẳng định. Diệp Phàm cảm thán trong lòng, đây chính là chênh lệch a. Trong nhà vị thánh tử này đã có một bộ cổ kinh, bây giờ lại có thêm một quyển tàn kinh để tham khảo, còn hắn thì sao? Vì các pháp môn tu hành mà mất ăn mất ngủ. Kỳ thật ta muốn hai pháp môn tu hành hai đại bí cảnh đạo cung và tứ cực, không biết thánh tử có thể đáp ứng không? Diệp Phàm cười hỏi, đạo trưởng không thể quá tham lam được. Hơn nữa, bộ kinh này là tàn quyển, cũng không có pháp môn tu bí cảnh đạo cung. Diêu Quang Thánh Tử đáp, ai, thật sự khó nghĩ a. Nói tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía lão Đao Cầm, cười nói, ta thấy tinh hoa lão trưởng xúc tích ở bên trong. Nhìn qua là biết nhân vật đã thành tinh, lão có vật gì muốn trao đổi cùng ta sao? Dù sao lão cũng không nên động thủ cướp lấy đấy, phải biết rằng mấy vị nhân kiệt thánh địa ở đây sẽ không mặc kệ ngồi xem đâu. Vì Diêu Quang Thánh Tử không trực tiếp động thủ, nên Diệp Phàm uyển chuyển nói lời thăm dò lão Đao Cầm. Ta là một lão già gần đất xa trời rồi, làm sao như thế? Được, không biết ngươi muốn cái gì đây? Lão Đao Cầm nhàn nhạt đáp, mang một vẻ cao thâm khó dò. Diệp Phàm dùng mình một cái, hắn cảm thấy lão nhân này không hề sợ mấy vị truyền nhân thánh địa ở đây, dường như ẩn giấu rất sâu. Ta vừa mới nói xong, muốn một bộ cổ kinh ghi chép tâm pháp. Cả Đông Hoang chỉ có mấy bộ cổ kinh như thế, cái giá này ta không bỏ ra nổi. Lão Đao Cầm lắc đầu. Diệp Phàm nhìn về phía Diêu Hy và Giao Trì Thánh Nữ, cười nói, hai vị tiên tử cũng có ý định với Hoàng Huyết Xích Kim ư. Diêu Hy nở nụ cười, nói, kỳ lạ nhỉ, sao ta cảm thấy dường như ngươi đang mê hoặc ta. Mặc dù nàng là Diêu Quang Thánh Nữ, thanh khiết xuất trần, nhưng khi cười lên lại có chút lả lơi quyến rũ. Cổ thon trắng ngần, dung nhan kiều diễm, thật sự có một mùi vị mê người. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, Diêu Hy tiên tử không có ý gì thì thôi vậy. Hắn cũng không dám trêu chọc nhiều. Diêu Quang Thánh Tử đang ở đó, nếu dám đùa giỡn phu nhân thánh chủ tương lai, sợ rằng sẽ tạo cho người này một lý do để ra tay. Giao Trì Thánh Nữ hơi trầm ngâm, nói, nếu vậy, Giao Trì ta cũng có thể xuất ra một quyển cổ kinh. Tiên tử đang nói thật sao? Có phải là tâm pháp Tây Hoàng Kinh của Giao Trì không? Diệp Phàm chợt động, mục đích chủ yếu đến Bắc Vực của hắn lần này là tìm kiếm cổ kinh truyền thừa xuống từ Giao Trì Tây Hoàng Mẫu. Vậy thì không phải, Tây Hoàng Kinh không thể truyền ra bên ngoài, nhưng Giao Trì ta cũng có được nửa bộ tàn kinh khác. Giao Trì Thánh Nữ vội đáp. Diệp Phàm thật sự giật mình, cả Đông Hoang chỉ có mấy bộ cổ kinh, vậy mà Giao Trì lại có thêm một bộ tàn kinh khác. Nhưng tâm trí của hắn lại ở Tây Hoàng Kinh, đây là quyển kinh có pháp môn tu hành đạo cung thâm ảo nhất, chắc chắn mấy cuốn tàn kinh không thể so sánh với nó được. Việc này để ta cân nhắc đã. Hắn không dám trực tiếp từ chối, vì hắn không muốn những người này mất hết hy vọng ngay lúc này. Nếu không, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức ra tay. Trong mấy người ở đây, hắn yên tâm nhất với Giao Trì Thánh Nữ. Danh tiếng thánh địa này vô cùng tốt,
người trong phái không màng danh lợi, từ xưa đến nay chưa từng thấy làm qua điều ác. Nhưng hắn phải hết sức đề phòng với Diêu Quang Thánh Tử. Tài năng người này ngút trời, tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm không tin vị thánh tử này chịu xuất ra một quyển cổ kinh để trao đổi. Hơn nữa, hắn cũng rất kiêng kỵ lão Đao Cầm, lão già này có một vẻ cao thâm khó dò, làm hắn không thể an tâm. Đạo trưởng, dù có được hoàng huyết xích kim hay không, nhưng chỉ cần dựa vào nguyên thuật người có được, người đã là khách quý của Giao Trì ta. Giao Trì thánh nữ mỉm nói, nàng nói những lời như vậy, rõ ràng là đang giúp Diệp Phàm, đồng thời tỏ rõ lập trường của mình. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, có thể nói là bạn bè cùng chung hoạn nạn, tất nhiên không thể làm tổn thương hòa khí. Dù đạo trưởng có đồng ý trao đổi hay không, chúng ta đều có giao tình. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười, từng sợi tóc trên đầu đều tỏa ra kim quang. Không xong rồi, bọn nó đã tới. Lý Đức Sinh run rẩy, lời nói không tự nhiên. Nãy giờ hắn ở bên để tâm quan sát, cũng không tham dự vào, giờ phút này chợt lên tiếng làm mọi người cả kinh. Sát ngay bên cấm địa Thái Sơ có hai đạo thân ảnh hiện ra như hai tấm bia mộ, dáng người bọn họ cao to, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Một sinh vật tóc xám dài chấm đất bao phủ lấy thân thể, phát ra một cỗ khí tức khiến người ta kinh sợ. Đây chính là con vật đã từng xuất hiện, đuổi theo bọn hắn tới tận Xích Nguyệt Quật rồi mới dừng lại. Một sinh vật khác, cả người được một bộ lông trắng bệch bao trùm, cả mặt cũng bị phủ lấy. Hình dáng của nó như một người đang đứng thẳng, chăm chú quan sát bọn hắn, cặp mắt xanh thẳm phát một cỗ khí tức mãnh liệt ập tới, giống như một con hung thú thời hoang cổ đang đứng đó, làm người ta phát lạnh cả người. Hai con sinh vật cũng không đuổi tới, bọn nó chỉ dừng lại trước biên giới của cấm địa Thái Sơ, lạnh lùng nhìn bọn họ. Tuy rằng vẫn còn cách rất xa, nhưng cũng làm cho mấy người sợ hết cả hồn. Ngay lập tức, bọn họ đều trốn đi, không ai nhắc đến hoàng huyết xích kim nữa. Lỡ như hai sinh vật hình người kia đuổi theo, nói không chừng bọn họ sẽ chết hết ở đây. Cực khổ lắm mới thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, nếu như giờ phút này bị chết ở bên ngoài, thật là chết không nhắm mắt mà. Đột nhiên phía trước xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng tiến tới. Sư đệ, sư muội là các người phải không? Mấy người kia truyền âm từ xa tới. Diệp Phàm thầm kêu xui xẻo, người Diêu Quang Thánh Địa xuất hiện chặn ở phía trước. Diêu Quang Thánh Tử cùng Diêu Hy tiến lên gặp mặt với mấy người kia, nhưng dường như cả hai người đã chặn đường đi của Diệp Phàm lại. Ở xa xa, một đám tiên tử áo quần phấp phới bay tới, đây là các đệ tử Giao Trì Thánh Địa. May mà các ngươi bình yên vô sự. Những đệ tử trẻ tuổi này đi tới, hỏi thăm bọn họ đã gặp phải chuyện gì. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, rời khỏi nơi này trước đã, Diêu Quang Thánh Tử nói. Hắn là người có uy vọng cao, mặc dù trong những người ở đây có không ít sư huynh của hắn, nhưng tất cả lại kính cẩn làm theo, dù sao hắn cũng là thánh chủ tương lai. Đạo trưởng đi cùng chúng ta đi, Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười mời. Ta nghĩ chắc không cần đâu, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chúng ta ai đi đường nấy thôi. Diệp Phàm đáp, như vậy sao được, đạo trưởng dẫn đường lúc ở trong cấm địa Thái Sơ, có ơn với ta. Ít ra đạo trưởng phải cho chúng ta tiễn đạo trưởng một đoạn đường chứ. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười, Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, cảm thấy không ổn. Nếu như đi cùng một chỗ với người Diêu Quang Thánh Địa, sợ rằng đến lúc cuối cũng không còn mạng giữ lại, lão trưởng sẽ... Đi đường nào? Diệp Phàm hỏi lão Đao Cầm. Ta sẽ đi một mình, hay là ngươi đi cùng với ta? Lão Đao Cầm đáp. Thôi quên đi, con đường lão đi quá vắng vẻ, vậy ta sẽ cùng đi với Giao Trì tiên tử vậy. Diệp Phàm trực tiếp đi về phía đệ tử Giao Trì. Diêu Hy mỉm cười ngọt ngào, nói, đạo trưởng làm sao vậy? Sợ rằng Diêu Quang Thánh Địa bọn ta ăn thịt ngươi hả? Giao Trì thánh nữ đi tới, cười nhẹ nói, nếu đạo trưởng muốn đi cùng bọn ta vậy thì cùng đi thôi, chúng ta đang muốn mời ngươi tới Giao Trì một chuyến, đại hội đổ thạch cũng sắp bắt đầu rồi. Cầu còn không được, Diệp Phàm nhanh chóng gật đầu. Nét mặt Diêu Hy tươi như hoa, nói, Diêu Quang cùng Giao Trì từ trước đến giờ cùng tiến cùng lùi, cần gì phân biệt tách ra, chúng ta cùng nhau đi đi.
Cuối cùng mọi người cũng đi chung một nhóm, cả lão Đao Cầm cũng không đi một mình. Cách đó hơn ngàn dặm có khu mỏ quặng của thánh địa, có rất nhiều nhân thủ. Sau khi đi tới mỏ quặng, bọn hắn cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đi lên một cái đài bằng ngọc đen có khắc hạ đạo văn. Xem ra bọn họ muốn mở ra vực môn, vượt qua hư không đi tới Nguyên Thành. Cấm địa Thái Sơ phát ra một cơn gió xoáy đen kịt khác thường, tạm thời nên rút khỏi nơi đây để khỏi phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Một vị trưởng lão giao trì giải thích, xung quanh Nguyên Thành là những mỏ quặng nối dài nhau, tòa thành này chỉ cách mỏ cổ Thái Sơ khoảng 3 vạn dặm. Sau khi tiến vào hư không đen nhánh, chỉ không lâu sau mấy người này đã vượt qua hư không xong. Lúc tiến vào Nguyên Thành, mặt trời đã dần mọc lên ở hướng đông, sắc trời dần sáng tỏ. Thật ra Diệp Phàm rất muốn một mình rời đi, nhưng trước mắt không thể làm được. Hắn phát hiện người của Diêu Quang Thánh Địa thỉnh thoảng quan sát hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành đi theo phía sau mấy người giao trì Thánh Địa, chứ không muốn ở cùng với mấy người Diêu Quang Thánh Địa. Sau đó Diệp Phàm được mấy vị nữ từ giao trì sắp xếp chỗ nghỉ trong một tiểu viện. Hoàng huyết xích kim à, lực hấp dẫn của ngươi quá lớn rồi. Diệp Phàm thầm quyết định, lần này tiến vào giao trì Thánh Địa nhất định phải tìm cách lấy được phần tâm pháp đạo cung của Tây Hoàng Kinh. Tâm trí các ngươi tại thánh vật dành riêng đại đế thời cổ, Hoàng huyết xích kim, nhưng ta chỉ muốn xem cổ kinh của các ngươi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 244, Cấm Tiên Lục Phong. Bình an đến Nguyên Thành không bao lâu, lão Đao Cầm liền im lặng biến mất không thấy bóng dáng. Lý Đức Sinh cũng không có rời khỏi, người bên Diêu Quang Thánh Địa cố gắng giữ hắn lại, các nữ tử giao trì cũng đưa ra lời mời. Âm Minh Nhãn là năng lực gần như không thể tu luyện, đều là dị bẩm trời sinh, thế gian rất hiếm thấy những người sở hữu nó. Nó có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể nhìn thấy được, một khi xuất hiện người có Âm Minh Nhãn, các thế lực lớn đều muốn lôi kéo. Sau giờ ngọ, Diệp Phàm nghỉ ngơi một chút, rồi bước ra bên ngoài, đúng lúc Lý Đức Sinh cũng ra ngoài. Hai người cùng ở trong một tiểu viện u tĩnh. Trong tiểu viện này có mấy cái hòn non bộ, phía trên nước suối chảy róc rách, bên cạnh có một giàn cây nho, giàn khung này có rất nhiều quả nho màu tím, lá xanh phủ đầy tạo thành bóng râm ở dưới. Bên dưới giàn nho có bàn đá và ghế đá, dùng để cho người ngồi hóng mát. Trà xanh tỏa mùi hương thoang thoảng. Hai người ngồi ở bên dưới giàn nho mát, tùy ý tán gẫu, nguyên thuật của đạo trưởng thực sự rất cao. Làm cho người ta phải sợ hãi than thở, chắc có thể tùy ý đi ra đi vào các hung địa trên thế gian. Lý Đức Sinh bắt chuyện, không tính, lần này là may mắn. Ngoại trừ đại đế ra, những người khác tiến vào trong cấm địa Thái Sơ chỉ có một kết quả, chính là tử vong. Diệp Phàm đang nói sự thật, nếu như không phải tổ sư đời thứ tư tạo, ra một con đường sống trong khu rừng tùng, nếu như không phải Hằng Vũ đại đế phá địa thế đọa thiên lĩnh, thì bọn họ đã chết từ lâu rồi. Chắc chắn ở bên trong mỏ cổ Thái Sơ còn những vùng đất ma quỷ hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu như đi vào đó lần nữa rồi lạc vào trong một khu vực xa lạ, chắc chắn giữ nhiều lành ít, chứ đừng nói chi đến việc đi vào cái cổ mỏ kia. Đạo trưởng, không biết làm sao ngươi tu thành được nguyên thuật. Lý Đức Sinh tỏ vẻ hâm mộ, ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, cười cười. Lý Đức Sinh gật đầu nói, cũng hơi ham muốn, nếu có thể học được một chút vụn vặt, bảo ta làm gì cũng được. Không có gì cả, sau này ta sẽ dạy ngươi một chút, có thể dạy ta thật sao? Ngươi có thiên phú dị bẩm Âm Minh Nhãn xưa nay hiếm thấy. Mấy việc như tìm nguyên hay tỏa long mạch đều được tiến hành ở dưới đất. Lúc đó rất cần lực lượng kỳ dị của ngươi. Đạo trưởng, xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Lý Đức Sinh có chút kích động, thu đồ đệ thì miễn. Ta và ngươi đã từng hoạn nạn cùng nhau, dạy ngươi một chút cũng không có vấn đề gì. Ngươi xuất thân ở môn phái nào? Diệp Phàm uống một ngụm trà xanh, hỏi. Người này trời sinh có Âm Minh Nhãn, rất thích hợp tham gia vào mấy người làm nguyên thiên sư như hắn. Tương lai nếu hắn có đi tìm thần nguyên tỏa long mạch, chắc chắn Lý Đức Sinh có thể trợ giúp rất nhiều.
Nếu như Lý Đức Sinh đã muốn học nguyên thuật, coi như Diệp Phàm đã có thêm một thợ mỏ miễn phí, tính qua tính lại đều có lợi cho hắn. Nhớ những chuyện đã nói hôm nay, sau này ta sẽ tới tìm ngươi. Cuối cùng, Diệp Phàm cười đứng dậy. Người của Giao Trì Thánh Địa ở đây nghỉ ngơi hồi phục, cũng không tính rời đi. Các nàng còn muốn quay lại khu vực biên giới cấm địa Thái Sơ. Diệp Phàm biết Giao Trì Thánh Địa tìm được một cái mỏ bỏ hoang tại biên giới cấm địa Thái Sơ, các nàng có vận chuyển một số loại đá kỳ quái ra ngoài, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục. Đến tối, Diệp Phàm gặp Giao Trì Thánh Nữ, hắn muốn biết thêm một chút về việc này. Tiên tử, các ngươi khai quật cái mỏ đó làm gì, mấy tảng đá kia có gì đặc biệt? Đạo trưởng tinh thông nguyên thật, nhất định là đã từng nghe nói đến việc phong nguyên rồi chứ. Giao Trì Thánh Nữ đứng cạnh hòn non bộ, ánh nắng chiều chiếu qua người nàng cũng bị lây nhiễm một chút sắc hồng thánh khiết. Đương nhiên là biết, chẳng lẽ các ngươi cần phong ấn một chút nguyên thạch? Diệp Phàm khẽ động trong lòng. Những tảng đá khai thác được không nhất định phải cắt hết ra, có vài môn phái để lại tích trữ. Như năm tháng trôi qua, sau khi rời khỏi nguyên mạch thì lớp da đá xung quanh cũng từ từ tróc ra ngoài. Lúc này, một số đại nhân vật sẽ trực tiếp lấy nguyên ở bên trong lớp da đá ra. Nhưng cũng có những lúc đặc biệt người ta không hy vọng nguyên ở bên trong lộ ra bên ngoài, nên đã tìm biện pháp phong nguyên lại. Tất nhiên những khối nguyên đó đều là kỳ nguyên. Từ những kinh nghiệm người xưa để lại, mọi người đều biết những lớp da đá xưa nhất trong cấm địa Thái Sơ chính là những vật liệu tốt nhất để phong nguyên lại một lần nữa. Rốt cuộc đó là những loại nguyên nào mà các ngươi lại phong ấn một lần nữa? Rất ít người dùng thuật phong nguyên này. Diệp Phàm không hiểu được. Nếu như lớp da đá đã bị tróc ra thì cứ lấy nguyên ra là được, tại sao phải phong ấn một lần nữa? Đó là một số loại đá do người trước để lại, có ý nghĩa rất lớn, không thể tùy ý cắt ra. Lần này chúng ta mời các kỳ nhân tinh thông nguyên thuật trong thiên hạ tới là muốn tìm ra biện pháp ổn thỏa để phong ấn lại. Giao Trì Thánh Nữ đáp, thuật phong nguyên không có hiệu quả sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Giao Trì Thánh Nữ hơi lắc đầu, âm thanh êm tai dễ nghe, nàng ta nói hiệu quả rất ít, chỉ phong ấn được một chút thôi. Đây là loại nguyên nào, cả thuật phong nguyên cũng không phong được, chắc chắn có cổ quái. Bỗng nhiên Diệp Phàm nghĩ tới 9 khối đá Giao Trì Thánh Địa đã từng lấy ra trưng bày. Trong 9 khối đá đó, có một khối lúc Diệp Phàm cảm nhận thì tựa như biển máu, khối khác lại có ẩn chứa lực lượng ma tính. Diệp Phàm cảm thấy sợ hãi. Đây chỉ là 2 khối đá trong đám đá đó, chắc chắn là những loại bình thường nhất. Nếu như là những tảng đá được Giao Trì Thánh Địa cất giữ cẩn thận thì sẽ có hình dạng như thế nào? Hắn khẽ suy nghĩ, sợ rằng số đá đang được vận chuyển có lai lịch rất lớn, điều này càng làm hắn lo sợ hơn. Xem ra, dù có đi đến Giao Trì Thánh Địa thì cũng chưa chắc hắn sẽ được bình an. Những lớp da đá cổ xưa nhất trong cổ mỏ tại cấm địa Thái Sơ đều là những tài liệu được lựa chọn đầu tiên để phong ấn, đáng lẽ phải phong ấn được chứ. Hắn nhìn Giao Trì Thánh Nữ, có vài điều không thể hiểu được. Quả thật không có tác dụng, chúng ta đã vận chuyển rất nhiều loại đá kỳ dị từ trong cấm địa Thái Sơ ra ngoài, nhưng cũng không phong được. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu, tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm nhíu mày. Nếu như những gì Giao Trì Thánh Nữ nói là thật, vậy những khối đá kia chắc chắn rất đặc biệt. Năm xưa có một vị tiền bối đã để lại những khối đá đó, người đã từng nói nếu như có một ngày cần phong ấn lại. Có lẽ chỉ có 6 loại da đá cổ xưa nhất trong cấm địa Thái Sơ mới làm được. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta chỉ tìm được 2 loại. Cái gì? Nhất thời Diệp Phàm cả kinh, hắn liền nghĩ tới một khả năng, rất có thể 6 loại da đá đó được dùng để thực hiện cấm tiên lục phong. Đây là một loại nguyên thuật tuyệt đỉnh, cần 6 loại da đá thần nguyên làm tài liệu. Kỹ thuật của môn nguyên thuật này gần như chạm tới đại đạo. Không những phong được nguyên mà còn có thể phong được cả sông núi, thậm chí là các cao thủ tuyệt thế. Nguyên Thiên Thư cũng có ghi lại cấm tiên lục phong, nhưng chỉ có vài câu ít ỏi. Mà thôi, vô cùng khó hiểu. Nguyên Thiên Thư có chú thích rằng đây là một loại nguyên thuật suy diễn vật ở bên trong, lúc thi triển chưa chắc đã thành công. Tiên tử, ta có thể hỏi vài lời không? Rốt cuộc mấy khối đá đó có lai lịch như thế nào? Diệp Phàm rất giật mình, càng lúc càng không hiểu.
Thật ra nói cho đạo trưởng biết cũng không sao, đó là những khối đá do một vị kỳ nhân có nguyên thuật vô song lưu lại. Diệp Phàm hơi động, hắn nghĩ tới một người, Trương Lâm, nguyên thiên sư đời thứ năm. Năm xưa, vị nguyên thiên sư này có quan hệ không tầm thường với Giao Trì Thánh Địa. Có người nói rằng Giao Trì Thánh Nữ là hồng nhan tri kỷ của hắn, hoặc hắn là khách quý của Giao Trì, thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng hắn là hộ pháp chân nhân bên ngoài của Giao Trì. Nguyên thiên sư chính là những con người đạt tới cảnh giới nguyên thuật cực hạn, những khối đá do một người như thế lưu lại chắc chắn không phải là đồ tầm thường. Thánh địa ta có tất cả 7 khối đá, trong đó có 3 khối là do người này lưu lại. Giao Trì Thánh Nữ nhẹ giọng nói, quả nhiên là kỳ nhân, những thứ Trương Lâm lưu lại không có vật nào là tầm thường cả. 9 khối kỳ thạch mà Giao Trì đã từng trưng bày chỉ là những khối đá nằm trong một khối đá lớn hơn được bóc ra từ trong lớp da đá mà thôi. Diệp Phàm nhíu mày, 9 khối đá được trưng bày đó có lai lịch quá lớn, ngay cả hắn cũng phải giật mình. Trong ngày trưng bày kỳ thạch hôm đó, có một khối nặng 2.000 cân, nhưng cũng chỉ là một khối đá nằm trong khối khác, chứ không phải là chủ thạch. Vậy rốt cuộc tổng thể khối đá đó to lớn đến mức nào? Hắn không lên tiếng, lẳng lặng ngồi nghe thánh nữ hỏi. Không lâu sau hắn phải tiến vào Giao Trì rồi, nên phải tìm hiểu kỹ những điều này. Trương Lâm là một người tràn đầy truyền kỳ, đã từng đi khắp thâm sơn cổ địa, thăm dò vô số tuyệt địa trên thế gian. Cả đời ông ta đều đi tìm nguyên, cất giấu vô số kỳ thạch, trong đó có 3 khối ngay cả ông ta cũng không biết trong đó có gì. Trải qua nhiều năm mà cũng không có kết quả, ông ta không hề cắt 3 khối đá đó ra mà chuyển giao cho Giao Trì Thánh Địa. Không phải có tất cả 7 khối ư, còn 4 khối khác đâu? Diệp Phàm hỏi. 4 khối khác cũng có lai lịch thần bí, được các đời vương mẫu tìm thấy, vô cùng đặc biệt, còn cổ xưa hơn 3 khối đá kia nhiều. Đáng tiếc là chúng không được ghi chép lại. Trương Lâm đã từng sợ hãi than thở khi nhìn thấy 4 khối đá đó, bởi vì lớp da đá của 4 khối đá đó đã từng bị chóc ra và Trương Lâm được mời tới xem xét. Khi đó, ông ta cảm thấy thủ đoạn phong ấn 4 khối đá này rất giống như cấm tiên lục phong, nhưng tuyệt đối không phải là cấm tiên lục phong. Chẳng lẽ trừ Nguyên Thiên Sư ra, còn có những người khác tinh thông nguyên thuật sao? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ, nhưng chỉ dám nói thầm trong bụng. Trương Tiền Bối từng cẩn thận nghiên cứu 4 khối đá đó đến mấy tháng, người cứ than thở không thôi, Giao Trì Thánh Nữ nói. Vị tổ tiên đầu tiên của Trương gia kết luận rằng 4 khối đá ấy là vật xa xưa, từng được cổ nhân đào lên rồi phong ấn lại, sau đó bị Giao Trì Vương Mẫu đoạt lấy. Ta thấy mấy khối đá ấy chắc chắn không phải là thiện thạch, những khối đá được dùng cấm tiên lục phong ấn lại có lai lịch rất kinh người. Mà một khi 7 khối hợp lại thì chắc chắn nơi đó sẽ trở thành đại hung, các ngươi lại dám đặt ở trong Giao Trì sao? Mấy khối đá đó quả thật rất kinh khủng, nếu như không phải có vũ khí cực đạo trấn áp, chúng ta không thể an tâm nổi. Giao Trì Thánh Nữ đáp, vậy vì sao không nghĩ cách cắt ra đi, lưu lại có ích lợi gì? Đây cũng là điều Diệp Phàm không hiểu, bởi vì với thực lực sâu thâm của Giao Trì Thánh Địa, chắc chắn việc cắt nó ra không phải là vấn đề gì to lớn. Bởi vì Giao Trì Thánh Địa còn chưa có người thích hợp xuất hiện, đó là một loại cơ duyên. Giao Trì Thánh Nữ cũng không nói rõ ràng. Diệp Phàm biết nhất định Trương Lâm đã nhìn được điều gì đó, nên mới chỉ điểm Giao Trì Thánh Địa đừng cắt ra vội. Càng lúc hắn càng tò mò, rất muốn đi xem thử mấy khối đá kia có gì bất phàm. Tìm được một vài huyết mạch đặc biệt, phối hợp với nguyên thuật cường đại. Nếu như Giao Trì Thánh Địa lại xuất hiện một người thích hợp, có thể cắt đá ra. Trước khi vào Giao Trì mà biết được những thông tin này, có thể nói là rất có lợi cho Diệp Phàm. Cuối cùng Giao Trì Thánh Nữ cũng rời đi, không đề cập đến chuyện hoàng huyết xích kim. Màn đêm buông xuống, tiểu viện Diệp Phàm ở trở nên rất u tĩnh, vô cùng an bình. Đã đến lúc thắp đèn rồi, cả nguyên thành sáng rực trong ánh đèn dầu. A, à, bỗng nhiên có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi liên tiếp, dường như không phải do một người mà là nhiều người hét lên. Giống như có một thanh ma đao liên tục giết người, nhanh đến nỗi không thể ngờ được. Chuyện gì xảy ra? Khu vực này nhất thời trở nên hỗn loạn.
Đây chính là nơi ở của Diêu Quang Thánh Địa và Giao Trì Thánh Địa. Ai dám tới đây giết người? Không xong, trưởng lão bị giết rồi. Có những tiếng hô từ bên khu vực của Diêu Quang Thánh Địa truyền tới, tiếng quát và tiếng thét không ngừng truyền đến. Mới bước ra ngoài mà Diệp Phàm đã nghe nói có mười mấy người bị chết, hắn nhất thời cả kinh, rốt cuộc có việc gì? Không đúng, mặc dù hung thủ không đến Giao Trì, nhưng sự việc diễn ra không bình thường. Chẳng lẽ là vì hoàng huyết xích kim? Hắn vội vàng xông ra ngoài sân, hòa mình vào trong bóng tối. Trong một giây thoáng qua đó, dường như hắn thấy được có một bóng đen cao lớn không một tiếng động tiến vào trong phòng của hắn. Sinh vật vô danh, không phải chứ? A, tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến, cả đệ tử Giao Trì Thánh Địa cũng bị ám sát. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Già Thiên, chương 245, con chó đen thùi. Diệp Phàm hòa mình trong bóng tối, nhìn thấy hết mọi chuyện trong phòng. Mặc dù thân ảnh màu đen kia cường tráng như một ngọn núi bằng sắt, nhưng lại vô thanh vô tức như một u linh, động tác rất nhanh nhẹn. Chạy thẳng tới phòng của ta, mục đích vô cùng rõ ràng. Tiếng kêu giết ở khu vực đằng trước vang lên rung trời, không ngừng có tiếng thét thảm thiết thê lương truyền đến. Rất nhiều thân ảnh tìm cách phóng lên cao, nhưng lại bị đánh xuống dưới, máu tươi phun ra khắp nơi. Diệp Phàm kinh hãi, người xâm phạm thật quá cường đại. Hắn vội vàng thu liễm khí tức của mình lại, lẳng lặng quan sát. Có tiếng bước chân truyền đến, các nữ đệ tử Giao Trì Thánh Địa xông vào trong sân. Bỗng nhiên có tiếng cọt kẹt mở cửa truyền ra, sắc mặt Lý Đức Sinh tái nhợt, hắn vội vàng xông ra ngoài như vớt được một cọng rơm cứu mạng. Âm gian phòng của Diệp Phàm trực tiếp bị đánh sụp xuống, cửa sổ nát bấy, mấy cây trụ chống nhà bị bẽ gãy, gạch ngói vụn bay tứ phương. Một thân ảnh màu xám cho đứng ở trong bụi mù, trông nó giống như một bức tường ma quỷ chặn lại đường đi đằng trước. Ngươi là ai? Một vị nữ đệ tử Giao Trì Thánh Địa quát khẽ. Tiên tử muội muội, hắn không phải là người, là quái vật từ bên trong cấm địa Thái Sơ chạy tới đó, mau mau trốn đi. Lý Đức Sinh khóc nức nở, vội vàng chạy mất. Đám bụi mù màu xám cho từ trên đầu sinh vật cao lớn rơi xuống mặt đất, khuôn mặt của nó cũng bị lớp bụi mù này che mất. Từng tia ánh sáng trăng xuyên thấu qua sợi tóc, nhưng lại không chiếu vào con ngươi đen ngòm của nó được. Bỗng chốc bóng đêm ở Nguyên Thành lúc này trở nên rất đáng sợ. Các đệ tử Giao Trì Thánh Địa rút lui, sinh vật này thật quá nguy hiểm, làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại được. Các nàng muốn chạy trốn, nhưng lại bị khóa chặt rồi, đồng thời các nàng còn có cảm giác chỉ cần có hành động nào khác thường là sẽ bị tấn công ngay. Một, tiếng gầm trầm thấp vang lên làm người ta cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, giống như cả thân thể bị rơi vào trong một hầm băng. Sinh vật màu xám cho kia mới bước ra một bước liền đã xông tới trước. Xoẹt xoẹt những tia ánh sáng sáng bóng lóe lên, sáu thanh vũ khí bị bàn tay của nó chấn nát, trên mặt đất xuất hiện một đống sắt vụn. Phốc, cùng lúc đó, toàn thân nó tản phát ra một đám sương mù xám cho nồng đậm, vừa xông qua bên kia thì sáu tên đệ tử Giao Trì Thánh Địa còn chưa kịp hét lên, thân thể đã bị nó xé vụn. Máu tươi chảy ra khắp nơi, quần áo dính máu bay tán loạn. Diệp Phàm sợ hết hồn hết vía, con sinh vật xám cho này thật quá mạnh mẽ, chỉ mới dùng một chiêu mà đã giết chết sáu vị đệ tử Giao Trì Thánh Địa. Một tiếng quát khẽ truyền đến, một nam một nữ đồng thời hạ xuống. Một người là trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa, một người khác là trưởng lão Giao Trì Thánh Địa, cả hai đồng thời xuất thủ tấn công sinh vật màu cho xám. Giống, tiếng gầm thét trầm thấp như tiếng sấm, làm cho máu huyết trong cơ thể con người sôi trào cả lên. Cũng không biết từ khi nào mà trong tay của nó đã có thêm một thanh kiếm máu khổng lồ, dài đến 2 thước, rộng khoảng 1 thước, toàn thân kiếm bị nhuốm đỏ, phảng phất như có máu tươi đang chảy trên đó. Phốc, uy thế con sinh vật này rất khủng khiếp, bộ dáng vô cùng hung tợn. Nó cầm thanh kiếm máu trong tay rồi xông về phía trước, bụi mù bay ra khắp nơi làm cho cả bầu trời cũng bị màu xám cho bao phủ. Nồng nặc đến nỗi giống như có từng đạo thác nước màu xám đang đổ xuống. Không thể nào ngăn cản nó được,
Thanh kiếm máu khổng lồ của nó không những chém nát vũ khí của trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa, mà còn bổ đôi thân thể người này ra. Nó đi xuyên qua thân thể bị bổ đôi, mặc cho máu tươi vung vẩy khắp nơi. Uy thế thật khủng khiếp, không thể nào đối địch với nó được. Thanh kiếm máu dài 2 thước lại quét ngang ra, trưởng lão Giao Chỉ cũng không tránh. Được một kiếp, cứ thế bị nó chém chết. Đơn giản trực tiếp, thô bạo mà hiệu quả, tàn nhẫn và vô tình. Diệp Phàm vội vàng thu liễm khí tức của mình đến mức không thể thu liễm được nữa, nhịp đập và sự sống của thân thể cũng gần như dừng lại. Con sinh vật này thật quá kinh khủng, không thể nào đối địch với nó được. Nó giống như một ma vương tái hiện lại trên nhân gian, hắn phải ẩn mình cho kỹ càng. Nhưng con sinh vật ấy lại không tìm kiếm trong bóng tối, nó hướng theo đường lớn bay ra ngoài, lưu lại một làn sáng màu đỏ tươi dài đến vài trăm thước ở ngay không trung. Thật sự là sinh vật từ bên trong cấm địa Thái Sơ sao? Diệp Phàm nhanh chóng xông ra ngoài, rồi lôi luôn cả Lý Đức Sinh đang té ngửa ở bên cạnh hòn non bộ trong sân cùng đi. Đừng giết ta, da dày thịt béo không dễ ăn đâu. Lý Đức Sinh ôm đầu, cả người phát run. Là ta. Diệp Phàm tát cho hắn một cái để hắn tỉnh táo lại, rồi nói, ngươi có âm minh nhãn, con sinh vật hồi nãy từ bên trong cấm địa Thái Sơ đi ra thật sao? Đúng, chính là nó, ngươi không thấy được hình dáng nó sao? Lý Đức Sinh thấy người đang lôi mình đi là Diệp Phàm, cũng hơi bình tĩnh lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn rất sợ hãi. Ngươi đã dùng âm minh nhãn nhìn sao? Diệp Phàm lắc lắc bờ vai của hắn. Ta chạy trối chết còn không kịp đây, chẳng lẽ là giả sao? Lý Đức Sinh hơi bối rối, nói, đạo trưởng, chúng ta mau rời đi đi. Khi nãy nó cách ngươi 10 thước mà cũng không ra tay giết người, ngươi còn lo lắng cái gì? Nói tới đây, Diệp Phàm trầm giọng nói, ngươi hãy ở đây âm thầm quan sát, xem thử con sinh vật vừa rồi là chạy từ bên trong cấm địa Thái Sơ ra thật, hay là có người đang giả mạo. Nói xong những lời này, hắn liền hòa mình vào trong bóng đêm biến mất. Khi nãy con sinh vật này chạy thẳng tới phòng của hắn, nên hắn không thể ở đây lâu được. Dù có thái thượng trưởng lão của Diêu Quang và Giao Trì, thánh địa ở đây chỉ sợ cũng không ngăn nó được. Diệp Phàm cảm thấy rất đáng nghi, hắn không tin sinh vật kia là từ cấm địa Thái Sơ tới đây, có rất nhiều điểm đáng nghi. Hắn cảm thấy hình như đối phương vì hoàng huyết xích kim trong người hắn, nên mới tới đây chém giết. Đây là một cơ hội tốt, người của Giao Trì thánh địa cũng không giữ hắn được, Diệp Phàm muốn thừa dịp loạn bỏ chạy. Lúc này không có ai ngăn trở, hắn cảm thấy mình có thể thoát thân được. Hắn tìm một địa phương vắng vẻ, rồi vận dụng thuật pháp cải thiên hoán địa thay đổi hình dạng. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên, rồi Diệp Phàm ném đạo bào màu xám cho vào trong ly hỏa thần lô, đốt cháy thành tro tàn. Một lúc sau hắn đã hóa thành một thiếu niên, thân mặc y phục màu tím. Thuật pháp cải thiên hoán địa đã có những thành tựu đầu tiên, không chỉ có thể thay đổi dung mạo, ngay cả thần vận khí chất trên người cũng đổi được. Không đúng. Hắn ngừng bước lại. Nếu như con sinh vật hồi nãy không phải là sinh vật vô danh trong mỏ cổ Thái Sơ, mà là một người nào đó cải trang. Hơn nữa còn đến đây vì hoàng huyết xích kim, như vậy rất có thể đối phương còn đang chờ ở bên ngoài. Bây giờ mà tùy tiện xông ra bên ngoài, chắc chắn sẽ làm cho đối phương chú ý. Đúng. Hiện giờ không phải là lúc chạy trốn, hắn cần phải tiếp tục ẩn núp ở đây. Tiếng kêu chém giết ở tiền viện vẫn phát ra không ngừng, một con sinh vật cả người được một bộ lông trắng bao phủ đang huyền phù ở không trung, tay cầm một thanh kiếm lớn đen nhánh. Nó chỉ cần chém một kiếm ra thôi, liền có một làn máu tươi vung vẩy ra bên ngoài. Con sinh vật này dũng mãnh đến mức không thể ngăn cản, ngay cả trưởng lão bí cảnh tứ cực cũng không thể chống đỡ. Con sinh vật kinh khủng này giết người không chớp mắt, cứ xông thẳng vào chém giết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chẳng lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều? Thật sự là sinh vật trong mỏ cổ Thái Sơ chạy tới ư? Nhưng vì sao con sinh vật màu xám cho kia lại chạy tới chỗ của ta? Diệp Phàm cẩn thận nhớ lại, rồi lấy ra một miếng ngọc màu xanh hình con rùa. Miếng ngọc này tản phát ánh sáng óng ánh. Ngoại trừ cái này ra, hắn không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác làm cho sinh vật này tới đây chém giết như thế. Giết, thái thượng trưởng lão trở lại. Có người hô to,
mọi người không còn sợ hãi nữa. Cùng một thời gian, các thế lực lớn khác trong Nguyên Thành cũng chạy tới giúp đỡ. Tiếng kêu giết vang lên khắp nơi, rất nhiều người đang chạy tới nơi này. Diệp Phàm lại biến thành đạo sĩ, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Lý Đức Sinh, quát hỏi, nhìn cẩn thận cho ta, con sinh vật lông trắng kia có phải là sinh vật chạy từ bên trong cấm địa Thái Sơ ra hay không? Lý Đức Sinh run rẩy, nhanh chóng đưa mắt nhìn về chân trời. Nhưng con sinh vật được lông trắng bao phủ kia lại sắp biến mất, tốc độ nhanh đến nỗi Diệp Phàm phải khiếp sợ, Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa cũng không đuổi theo. Đúng là sinh vật từ cấm địa Thái Sơ chạy ra sao? Nó, trên người nó có sương mù thần bí bao phủ, ta không thể chắc chắn được. Âm thanh Lý Đức Sinh run rẩy. Diệp Phàm lấy tay đẩy Lý Đức Sinh ra, rồi không kéo dài thời gian nữa, vội vàng tới một chỗ khuất hóa thành một thiếu niên xa lạ. Sau đó thừa dịp các thế lực lớn trong Nguyên Thành đến giúp, hắn thoát khỏi tiểu viện này. Dù cho con sinh vật màu xám cho kia đang âm thầm nhìn trộm, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Tình thế bây giờ rất hỗn loạn, người ra vào rất nhiều, hắn cũng không phải là người duy nhất rời khỏi tiểu viện này. Thánh vật đại đế thượng cổ ao ước dùng để tế binh, thật đúng làm cho người ta sống không yên ổn mà. Diệp Phàm cảm thấy đối phương không phải là sinh vật bên trong cấm địa Thái Sơ, rất có thể là có người giả mạo, vì ham muốn hoàng huyết xích kim nên đã tới đây đại khai sát giới. Lão Đao Cầm, Diêu Quang Thánh Tử, hay là... Diệp Phàm nhớ lại những việc đã xảy ra. Con sinh vật màu xám cho kia cầm một thanh kiếm máu lớn dài khoảng 2 thước, rộng khoảng 1 thước, chỉ cần một kiếm là đã chém nát trưởng lão Diêu Quang và giao trì thánh địa. Uy thế kinh khủng đến nỗi làm cho người ta phải phát rét. Lão Đao Cầm ẩn giấu rất sâu, không thể nào đoán được thực lực lão ta cao sâu thế nào. Diêu Quang Thánh Tử đạt tới bí cảnh thứ 3, thiên tư ngút trời, chiến lực có thể so với thần vương cùng giai, những người đạt tới bí cảnh tứ cực gần như không phải là đối thủ của hắn. Về việc một người hóa ra hai thì càng không phải là vấn đề. Trừ Diệp Phàm ra, những tu sĩ khác khi đạt tới cảnh giới đạo cung đỉnh phong, trong thân thể đều có 5 vị thần. Một đêm này Nguyên Thành không còn yên lặng nữa, Diêu Quang Thánh Địa chết 27 người, bao gồm 4 tên trưởng lão bí cảnh thứ 3. Giao trì Thánh Địa vẫn lạc 18 người, trong đó có 2 trưởng lão đạt đến bí cảnh tứ cực. Tổng cộng có khoảng 45 tu sĩ bị chém chết, tất cả đều là một kiếm mất mạng, không có người nào kháng cự được thanh kiếm lớn đỏ như máu hay thanh kiếm màu đen ấy. Hai con sinh vật kia chỉ vừa lướt qua thôi, đã làm cho hai đại thánh địa tổn thất nghiêm trọng. Trời vừa sáng tỏ, tin tức này liền làm chấn động cả khu vực rộng lớn, truyền tới các khu khai thác mỏ. Có rất nhiều thái thượng trưởng lão Diêu Quang và giao trì thánh địa vội vàng chạy tới đây. Dám động thủ với thánh địa, dám dùng đao máu để huyết tẩy trong một đêm, tin tức này tuyệt đối làm người ta phải khiếp sợ, rất nhiều thế lực lớn ở Bắc Vực cũng bị kinh động. Diêu Quang Thánh Địa chết nhiều người như vậy, rất có thể là do lão Đao Cầm xuất thủ. Diệp Phàm kinh hãi, sau khi trời sáng, hắn liền đi tới phía Nam Thành. Căn nhà tranh đổ nát vẫn còn nơi đó, nhưng người không còn ở đây, khung cảnh rất yên tĩnh. Chẳng lẽ lão già này là người đã hạ thủ thật sao? Diệp Phàm quen tay, dùng tay vuốt cằm một chút. Hắn ở lại Nguyên Thành, yên lặng theo dõi cuộc phong ba này, liên tục thấy có các đại nhân vật của hai thánh địa chạy tới xem xét. Mạch nước ngầm ở khu vực này bắt đầu chuyển động, không còn bình tĩnh nữa. 3 ngày sau Diệp Phàm rời khỏi Nguyên Thành, hắn không muốn chờ đợi ở đây nữa, rời xa nơi thị phi mới là thượng sách. Nếu như muốn vào giao trì thánh địa thì còn rất nhiều biện pháp khác, nhưng hắn không thể sử dụng thân phận đạo sĩ nữa. Thân phận ấy của hắn bây giờ là người có vật dành riêng của đại đế, hoàng huyết xích kim. Tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn làm thiên hạ chấn động và hắn sẽ bị người khác truy sát. Nửa tháng sau, Diệp Phàm rời xa khỏi khu vực khai thác mỏ, đi về phía một ốc đảo, tìm trở về thôn trại ở cạnh Tử Sơn. Mới vừa đến gần thôn trại, liền có một bóng đen khổng lồ đánh tới. Tuy tốc độ Diệp Phàm rất nhanh, gần như độc bộ bí cảnh đạo cung, nhưng vẫn không né được. Hắn bị đẩy bổ nhào xuống đất, sau đó có một móng vuốt lớn màu đen sắc bén đánh thẳng xuống, móng vuốt này vừa to vừa khỏe. Diệp Phàm liền dùng sức đẩy móng vuốt này ra ngoài,
rồi bật mình dậy, thoáng cái đã cưỡi lên bóng đen to lớn này. Thật không ngờ bóng đen này là một con chó mực lớn, lớn hơn mấy con chó khác rất nhiều, trông nó như một con trâu vậy. Toàn thân con chó này có màu nước đen, cái đầu rất to, nhìn toàn người thì còn lớn hơn con cọp. Phịch, con chó mực này không chỉ rất khỏe, mà còn rất nhanh nhẹn. Nó mới chỉ dùng sức một chút là đã đánh ngã Diệp Phàm xuống đất, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Con chó mực này nhìn hắn, nước miếng chảy từ trong miệng ra, trông rất ghê gớm, nó không ngừng liếm đầu lưỡi. Diệp Phàm thấy như vậy thật không biết phải nói gì, tức giận muốn tát cho một cái. Vèo, nhưng con chó mực này lại rất nhanh nhẹn, trốn sang một bên như một tia chớp màu đen, sau đó mở cái miệng to như chậu máu ra cắn hắn. Phịch, Diệp Phàm dùng tay tát một cái, còn chó mực lảo đảo té qua một bên, nhưng nó không có việc gì, ngược lại còn cắn trúng áo hắn một mảng lớn. Hắn rất khiếp sợ, chẳng lẽ con chó này thành tinh rồi sao? Nhưng cho dù là chó tinh thì cũng không ngăn cản được hắn à. Con chó hoang này ở đâu ra vậy? Ta không tin đánh không chết được ngươi. Diệp Phàm tiến lên phía trước, đánh ra một bàn chưởng màu vàng tới phía trước, trong đó còn ẩn chứa đấu chiến thánh pháp. Ngươi mới là chó hoang. Đột nhiên con chó lớn màu đen kia mở miệng nói tiếng người. Lần này đến phiên Diệp Phàm giật mình, kinh ngạc đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Con chó này có thể mở miệng được, chẳng lẽ thành tinh thật sao? Chó tinh, miệng ngọc không nói bậy, ngươi không nói chuyện thì tốt hơn đấy. Con chó mực đó lại xông tới trước, nhe răng nanh tuyết trắng sắc bén như lưỡi dao ra cắn Diệp Phàm. Diệp tiểu ca, ngươi trở lại rồi. Vương Xu từ trong trại đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phàm, liền vui mừng chào đón. Nơi này có một con chó hoang thành tinh, đừng tới đây. Sự việc có chút cổ quái, chờ ta thu thập nó đã, khuya hôm nay ăn thịt chó đen. Ai ăn ai còn chưa biết đâu. Con chó mực này gầm thét, nhào tới trước một lần nữa. Diệp tiểu ca đừng động thủ, đó là con chó Trương Ngũ gia nuôi, không ăn được đâu. Vương Xu kêu to, đồng thời hô to với con chó mực, Hắc Hoàng, đừng có cắn người đó, đó là ân nhân của thôn trại chúng ta. Người trong thôn trại bị kinh động, rất nhiều người cũng chạy ra. Diệp tiểu ca trở lại rồi. Hắc Hoàng, đừng cắn bậy. Đó là con chó Trương Ngũ gia dẫn về, có tên là Hắc Hoàng, đã thông linh rồi. Nguyên một đám người nhiệt tình chạy lại chào hỏi. Diệp Phàm nghe thấy con chó mực lớn này là do Trương Ngũ gia dẫn về, cảm thấy rất kinh ngạc nên không thể ra tay tiếp được. Nhưng mà con chó mực này lại không buông tha cho hắn, che răng nhếch miệng cắn hắn không ngừng, chỉ lát sau đã cắn nát hơn nửa cái áo. Con bà nó, ngươi còn ngang tàng phách lối hơn mấy con chó cụt đuôi. Diệp Phàm đánh một chưởng lên mình nó, cảm thấy giống như đang đánh vào tường đồng vách sắt vậy, tạo nên âm thanh rung động leng keng. Nếu không sử dụng đấu chiến thánh pháp, căn bản không đánh động nó được. Con chó mực này nhe răng nhếch miệng, nói giọng khàn khàn. Nhưng nó cũng không cắn ra thịt hắn thật, chỉ cắn nát y phục của hắn thôi. Thật tức chết ta, đúng là một con chó cụt đuôi, hèn chi hung dữ đến thế. Diệp Phàm không biết nói gì nữa. Con chó mực này chỉ có nửa cái đuôi thô to, lông trên người gần như trụi sạch. Diệp tiểu ca, ngươi trở lại rồi, không bị con chó cụt đuôi kia cắn chứ? Nhị Lăng Tử Lôi Bột từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh, xem ra tu vi có tăng lên. Nhưng khi đi tới gần thấy có con chó mực kia trong đám người, sắc mặt hắn nhất thời tái đi, vội nói, gọi sai rồi, phải gọi là Hắc Hoàng. Đợi một lát, con chó cụt đuôi này là sao? Diệp Phàm lôi Vương Xu và Lôi Bột sang một bên, vội hỏi. Hai người còn chưa nói gì thì chó mực đã nhe răng ra, nói, còn dám gọi ta là chó cụt đuôi, bổn hoàng sẽ tiêu diệt các ngươi. Con chó đen thành tinh nhà ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Phàm nhìn Vương Xu và Lôi Bột, nói, không phải thôn trại bị con chó này chiếm lấy sao? Không có chuyện gì, các ngươi không cần sợ. Ta chỉ cần dùng một mồi lửa là thiêu chết được nó, rồi làm thịt chó cho các ngươi ăn. Không thể làm thế được, thật ra Hắc Hoàng rất tốt. Nếu nó ở đây thì từ đây về sau thôn trại không cần lo lắng vấn đề an toàn nữa. Diệp tiểu ca, đừng hiểu lầm, thật ra Hắc Hoàng là một con chó tốt.
Tất cả mọi người cùng nhau giải thích. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu rõ. Con chó này chính là bóng đen cướp đi toàn bộ con dê nướng trong buổi tiệc bữa tối mấy tháng trước. Sau đó nó thường xuyên lui tới vài lần, cuối cùng ở trong nhà Trương Ngũ Gia. Nhưng con chó mực này cũng không ăn uống chùa, có mấy lần đem về mấy khối nguyên hoàn trả. Diệp Phàm nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ con chó mực lớn này chính là sinh vật từng theo hắn từ trong Tử Sơn ra ngoài chứ? Hắc Hoàng, đừng cắn người đó. Diệp Tiểu Ca là người tốt. Lúc này Trương Ngũ Gia đã biết tin, chống gậy từ trong thôn chạy đi ra ngoài. Con chó mực này còn lớn hơn mãnh hổ, cường tráng hơn cả con trâu. Nó lắc lắc cái đuôi, đi tới gần Trương Ngũ Gia. Đây là sinh vật từ trong Tử Sơn chạy ra ngoài thật sao? Diệp Phàm cảm thấy khó tin. Hắn tiến lên hỏi Trương Ngũ Gia, nói, Ngũ Gia, con chó cụt đuôi này là... Tiểu tử, ngươi chán sống rồi hả? Ai là con chó cụt đuôi? Con chó lớn nhe răng, răng nanh của nó rất to, đôi mắt to trừng lớn lên như chuông đồng. Ngươi nói ngươi là... Hắc Hoàng. Diệp Phàm hỏi. Không sai, ngươi có thể gọi bổn hoàng như vậy. Con chó mực này tỏ ra kiêu ngạo. Hắc Hoàng con bà ngươi, ngươi cho mình là thánh hoàng thượng cổ thật sao? Diệp Phàm quét mắt nhìn nó một cái, nói, nể mặt các phụ lão ở thôn trại này, ta sẽ không gọi ngươi là chó cụt đuôi, vậy gọi ngươi là con chó đen thui đi. Con chó mực nổi giận, nói, tại sao bổn hoàng không thể sánh với các thánh hoàng thượng cổ? Bây giờ ta không nhịn nổi nữa rồi, ta muốn giết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 246, Hắc Hoàng. Con chó mực này cường tráng như trâu đực, đầu nó rất lớn, cái răng nanh tuyết trắng sắc bén như một thanh chủy thủ vậy. Cái miệng to của nó nói liên tục, lời lẽ hùng hồn, tự gọi mình là Hắc Hoàng. Diệp Phàm nhìn nó thật lâu nhưng không thể hiểu được một điều. Con chó mực này không có yêu khí, cũng không có thần lực dao động, nhưng làn da lại như tường đồng vách sắt, không thể nào đánh động được. Đi thôi, về thôn trại ăn dê nướng. Trương Ngũ Gia nói, rồi chống gậy đi về. Bắc vực này gần như là vùng đất chết, dê bò chính là những gia súc được làm thịt ăn nhiều nhất, chứ muốn ăn sơn hào hải vị là việc vô cùng khó khăn. Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, con chó mực này là sinh vật từ trong Tử Sơn đi ra thật sao? Nhưng nó lại có bộ dáng khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn. Thôn xóm xung quanh không có ai mất tích chứ? Diệp Phàm hỏi. Vương Xu lắc đầu, nói, kể từ khi phái Thanh Hà bị tiêu diệt, tất cả giặc cỏ trong phương viên 500 dặm đều mai danh ẩn tích hết rồi, không còn nạn trộm cướp nữa, khu vực này cũng rất an bình. Ngươi có ý gì? Cho rằng bổn hoàng ở đây gây sóng gió. Chó mực thông linh, thoáng cái đã biết ý tứ của hắn. Diệp Phàm không nói lại với nó. Lai lịch của con chó mực này không tầm thường, tốt nhất là không phát sinh mâu thuẫn. Bữa tiệc tối rất náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều ngồi dưới đất. Một ngọn lửa được thổi lên, thịt nướng phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt, rồi có từng giọt nước rơi xuống đống lửa, mùi thơm bay ra khắp nơi. Chó mực ăn ngốn nga ngốn nghiến, ngồi cách xa đống lửa. Diệp Phàm hỏi Trương Ngũ Gia, nói, lão nhân gia, lão biết lai lịch của nó chứ? Không biết, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy nó ta cũng rất giật mình. Trương Ngũ Gia chậm rãi nói, người bình thường nhìn thấy một con chó mực mở miệng nói tiếng người thì không bị hù sợ mới là chuyện lạ đó. Nhưng mà chó mực này cũng không đả thương người khác, còn đối xử rất tốt với Trương Ngũ Gia. Ta nhìn thấy nó ở gần Tử Sơn, lúc ấy nó đang đi vòng quanh nơi đó. Lôi Bột mới nhìn một cái đã nhận ra nó chính là bóng đen từng ăn trộm thịt dê nướng của chúng ta. Thường ngày nó đều ở thôn trại sao? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Cứ đến sáng sớm là nó lại chạy một vòng quanh Tử Sơn, phần lớn thời gian còn lại đều ở trong thôn trại, cắn nuốt tinh hoa ánh trăng. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Quả nhiên con chó mực này liên quan tới Tử Sơn, hắn có thể gần như chắc chắn. Nó chính là con sinh vật đã theo chân hắn đi ra ngoài. Nó không có ăn những súc vật khác hay làm chuyện ác gì sao? Rốt cuộc Diệp Phàm vẫn không yên lòng với con chó mực này,
tất cả cũng chỉ vì chủng tộc Thái Cổ để lại ấn tượng quá sâu sắc với hắn. Trên thế gian này, số lượng sinh vật vô danh mà hắn tiếp xúc sợ rằng còn nhiều hơn các đại thánh chủ rất nhiều. Bởi vì trong mấy ngàn năm qua, người ta còn chưa nhìn thấy được một con, nhưng hắn từng xâm nhập vào trong Tử Sơn gặp phải mấy con sinh vật tỉnh lại, hơn nữa còn chiến đấu với chúng. Về phần cấm địa Thái Sơ, thế nhân đều biết có mấy ai dám đi vào bên trong chứ. Trừ phi là những người như các hoàng chủ thọ nguyên sắp hết, bọn họ tiến vào bên trong để tìm được một cơ may sống sót, nhưng hầu như là có vào mà không có ra. Lần này mấy người Diệp Phàm có thể chạy thoát cũng là nhờ may mắn, thật không làm chuyện gì ác đâu. Ta đã từng sờ qua xương cốt của nó, đúng là một con chó lớn thành tinh, không phải là chủng tộc khác. Trương Ngũ Gia khẳng định, Vương Xu, ngươi cảm thấy nó thế nào? Không thể nói được, cảm giác không giống như một con chó, tính cách của nó không khác gì người thường cả. Vương Xu lắc đầu nói, con chó cụt đuôi này rất ngang tàng đó. Lôi Bột ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ chó mực nghe được. Lần đầu tiên gặp nhau, Lôi Bột đã bị con chó mực này đụng ngã, kết quả còn thê thảm hơn Diệp Phàm nhiều, ngay cả đai thắt lưng cũng bị cách, ngày thường còn bị tra tấn. Con chó cụt đuôi này thù rất dai, không phải ta chỉ đuổi theo nó một chút thôi sao? Nhưng mà nó cũng rất kỳ lạ, dạy cho ta và Vương Xu một chút pháp môn tu hành đặc biệt. Lôi Bột nói, nó chuyển cho các ngươi phương pháp tu hành. Diệp Phàm kinh ngạc. Nó luôn tự cho mình là Hắc Hoàng, chúng ta chỉ cần làm sai một chút là nó đã giơ móng vuốt lên. Lôi Bột oán trách, thiếu chút nữa Diệp Phàm đã phun rượu trong miệng ra, con chó mực này thật cổ quái. Nó dạy các ngươi pháp môn gì, nói cho ta nghe xem một chút. Ý của Diệp Phàm nói rằng Vương Xu hãy vận chuyển huyền pháp, rồi Diệp Phàm đưa tay để lên người hắn. Đây là một loại huyền pháp kỳ quái, đặc biệt nhằm vào thể chất đặc thù của Lôi Bột và Vương Xu, dẫn xuất năng lượng thần bí ở giữa trán bọn họ, rèn luyện mỗi một tấc huyết nhục. Con chó cụt đuôi này cũng có chút môn đạo. Diệp Phàm hơi giật mình, gật đầu rồi nói, các ngươi cứ học theo nó đi, không có chỗ xấu. Diệp Tiểu Ca, ngươi không được gọi nó là chó cụt đuôi đó, Lôi Bột vì gọi như thế mà thường xuyên bị nó cắn. Vương Xu thấp giọng nhắc nhở, nói, nó đã tới, phải gọi nó là Hắc Hoàng. Hắc Hoàng, con chó mực này thật đúng là to mồm, nó tưởng mình là Thánh Hoàng Thượng Cổ thật sao? Con chó mực này ăn hết hai cái đầu dê nướng, rồi ngẩng cao đầu lên. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy bộ lông màu đen trụi lủi của nó rất dài, sáng bóng giống như tơ lụa, đôi mắt to như chuông đồng vậy. Điểm duy nhất không hài hòa chính là cái đuôi cụt của nó. Hắc Hoàng ăn no rồi. Trương Ngũ Gia vỗ vỗ vào cái thảm mềm bên cạnh, chó mực thoải mái nằm xuống bên cạnh lão ta. Con chó mực này rất hung dữ, đối xử với ai cũng lạnh lẽo, nhưng lại rất ngoan ngoãn với Trương Ngũ Gia. Tại sao tên tiểu tử xấu xa nhà ngươi luôn có ác cảm với ta? Hắc Hoàng kiêu ngạo, liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm rất muốn tát cho nó một tát, đúng là một con chó dữ mà. Mới chỉ gặp mặt lần đầu mà đã bổ nhào ra cắn hắn, bây giờ cũng tỏ thái độ như vậy. Tâm pháp ngươi dạy cho Lôi Bột và Vương Xu là gì? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là cổ kinh vô thượng do bổn hoàng khai sáng. Chó mực tỏ ra kiêu ngạo. Cổ kinh vô thượng, có tên không? Diệp Phàm vừa chạm cốc uống rượu với người bên cạnh, vừa nói. Tên là Hắc Hoàng Kinh, chính là bí pháp vô thượng có. 102 cổ kim. Hắc Hoàng, một mình ngươi tự phong à? Lật hết toàn bộ sách cổ ở Đông Hoang, làm gì có tên này hả? Các đại đế danh chấn cổ kim cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Chó mực gầm thét, nói, bổn hoàng khinh thường việc tên được lưu vào sách cổ. Mới chỉ nói ngươi mập mà ngươi đã thở gấp như thế, ngay cả cái đuôi cũng bị cụt rồi đấy. Ngươi có thể sống được bao lâu? 300 năm? 1000 năm? Hay là 1500 năm? Chó mực kiêng kỵ nhất là người khác nói nó cụt đuôi, thoáng cái đã đứng lên, ánh mắt rất hung dữ, muốn dùng cái miệng to như chậu máu của mình cắn Diệp Phàm. Trương Ngũ Gia vội vàng an ủi, dùng bàn tay già nua thô ráp vuốt bộ lông bóng loáng phẳng phiu của nó, nói, Hắc Hoàng, đừng có nóng giận. Tiểu tử trẻ tuổi, nói chuyện chú ý một chút.
Chó mực uy hiếp, ấm ức đến nỗi không nằm xuống nữa, cứ đứng đó nói, bổn hoàng sống xuyên cổ kim, sống lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Diệp Phàm chê cười, nói, ta từng nghe nói qua Hằng Vũ Đại Đế, có nghe đến Hư Không Đại Đế và Tây Hoàng Mẫu, nhưng chưa từng nghe qua tên Hắc Hoàng, ngươi có thể sánh ngang với bọn họ sao? Chó mực muốn phản bác, nhưng mặc dù ba vị đại đế đã đi khỏi thế gian vô số năm tháng, tuy nhiên thần uy vô thượng vẫn còn ở đó. Nó chỉ dám nhe răng nhếch miệng, chứ không dám mở lời khinh nhờn. Đống lửa bốc cháy dưới ánh trăng nhu hòa, nam tử thanh tú trong thôn trại cùng nhau hát đôi và nhảy múa, không khí rất vui vẻ. Diệp Phàm dùng miệng cắn đùi dê nướng, uống vài chén rượu rồi nói, cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, bản thân ta có hiểu một bộ, hay là chúng ta tỉ thí một lần xem sao. Ngươi muốn đấu với ta? Chó mực nghiêng đầu nhìn, lộ răng nanh trắng như tuyết. Làm chó thì đừng có hung tàn được không? Chúng ta đấu với nhau, đọc một đoạn cổ kinh lên, xem thử ai hơn ai. Chó mực cười lạnh, nói, muốn gạt ta ư? Ngươi còn kém xa. Diệp Phàm lắc đầu, cười nói, ta chỉ muốn tỉ thí một chút thôi. Như vậy đi, nếu ngươi đã đề phòng như thế, ta sẽ đọc một đoạn trước. Cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, ngươi thông hiểu được bộ nào? Rõ ràng chó mực không tin. Chí hư cực, thủ tĩnh dốc. Giải thích chí hư cực, thủ tĩnh dốc là một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, dịch là hãy đạt sự hư không tới cực độ và giữ sự yên tĩnh rất kiên định. Hết giải thích, thần sắc Diệp Phàm trịnh trọng, nói ra một đoạn. Đoạn kinh này đúng là một đoạn trong cổ kinh, tất nhiên là không trọn vẹn và chính là tâm pháp của hư không cổ kinh cơ ra. Ngoài đại hư không thuật ra, Diệp Phàm cũng lấy được vài đoạn tâm pháp. Đây là cổ kinh vô thượng do Hư Không Đại Đế thượng cổ khai sáng ra khi xem vạn vật, nắm bắt được cái bất biến trong vĩnh hằng. Thật không ngờ ngươi cũng hiểu được một chút, không giống như mấy tên muốn học trộm bí điển vô thượng của ta. Chó mực chớp chớp đôi mắt, nói, ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ đọc cho ngươi một đoạn trong Hắc Hoàng Kinh của ta. Tốt, ta rửa tai lắng nghe. Diệp Phàm yên lặng, cẩn thận lắng nghe. Thôn dâng nhật nguyệt, chiếu sáng thần linh. Chó mực đọc lên một đoạn, quả thật vô cùng khó hiểu, rất thâm ảo. Nhưng càng nghe Diệp Phàm càng cảm thấy không ổn, đây không phải là pháp môn nhân tộc có thể tu hành được, rõ ràng là pháp môn của yêu thánh. Chờ một chút, ta không thể tu hành pháp môn của ngươi được, tỉ thí như vậy rõ ràng vô nghĩa. Diệp Phàm kêu nó dừng lại. Cổ kinh bổn hoàng khai sáng tất nhiên thích hợp bổn hoàng tu hành, chứ không phải sáng chế cho ngươi. Chó mực khinh thường nhìn hắn một cái. Cổ kinh của ta danh chấn cổ kim, cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ sánh được, ngay cả yêu thánh cũng có thể tham khảo, nhưng cái ngươi gọi là Hắc Hoàng Kinh còn không được như vậy. Tên tiểu tử hoang hoang, ngươi muốn dùng tay không bắt sói à? Muốn lợi dụng ta để lấy những bộ cổ kinh khác, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Chó mực tỏ vẻ ta đã nhìn thấu được ngươi. Sai rồi, là tay không bắt chó mực. Lôi Bột ở bên nhỏ giọng thì thầm. Gào tiếng kêu của chó mực làm cho Lôi Bột ngậm miệng lại. Cổ kinh danh chấn cổ kim của ta là do Hằng Vũ Đại Đế khai sáng, ta khinh thường nói cho ngươi biết. Diệp Phàm lắc đầu, thở dài nói, đường cuối tiên lộ ai là đỉnh, vừa thấy Hằng Vũ đạo thành không. Miệng ăn nói bậy bạ, cổ kinh của ngươi rõ ràng hư không cổ kinh của cơ gia, là Hư Không Đại Đế sáng chế, sao lại nói là của Hằng Vũ? Dường như chó mực rất kích động, nó nói, rồi nói tiếp, tại sao lại nói vừa thấy Hằng Vũ đạo thành không hả? Ta thừa nhận Hằng Vũ Đại Đế là một trong những người mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng câu nói kia không phải nói ông ta. Vậy là người nào? Diệp Phàm nở nụ cười. Tất nhiên là một nhân vật cái thế vang dội cổ kim, chính là một vị trong các vị đại đế. Đột nhiên chó mực không nói nữa. Qua nhiều lần dò xét, cuối cùng Diệp Phàm cũng có thu hoạch. Con chó mực này không phải là sinh vật thái cổ, nó tu hành tâm pháp của yêu thánh, rất có thể là con vật thân cận với Vô Thủy Đại Đế. Tiểu tử trẻ tuổi, muốn dùng tâm kế với bổn hoàng thì ngươi còn kém xa lắm, muốn cổ kinh ư? Còn khuya. Chó mực bình tĩnh lại, nói, quả thật bổn hoàng có biết tung tích vài bộ cổ kinh, ngươi muốn biết không? Diệp Phàm tức cười,
Rõ ràng con chó mực này đang chơi đòn tâm lý với hắn. Chỉ bằng một con chó mực già lão như ngươi thì biết cái gì, mấy bộ cổ kinh mạnh nhất đều được các đại thánh địa cất giữ. Chó mực làm bộ khinh thường, nói, bổn hoàng biết nơi Hằng Vũ đại đế ngộ đạo, cũng biết Tây Hoàng mẫu ngồi ở nơi đâu sáng chế ra được Tây Hoàng kinh đấy. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 247, Giao chỉ cố địa. Đến lúc này Diệp Phàm đã kết luận được một vài điều, con chó mực này không phải là chủng tộc Thái Cổ, nhưng lại có chút thân cận với Vô Thủy Đại Đế. Nhưng hắn cũng nếm phải không ít quả đắng, mấy ngày sau bị chó cắn thường xuyên. Con chó mực này thù rất dai, lâu lâu lại bất thình lình cắn hắn một phát, làm cho hắn dù đang ăn cơm hay ra bên ngoài đều phải cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Con bà nó, ngày nào cũng bị chó cắn, chuyện này là sao chứ? Thật sự hắn cũng không biết nói gì, chưa từng thấy con chó nào thù dai đến thế. Đường đường là một tu sĩ nhưng lại bị chó cắn, chuyện này mà truyền ra ngoài sợ rằng sẽ làm cho thiên hạ cười lăn cười bò, thật sự rất mất mặt. Nếu như không phải thân thể hắn có thể sánh với thần thiết thì cũng khó mà chịu đựng nổi. Dù vậy, trên người hắn cũng có không ít chỗ bầm tím. Còn dám cắn ta, ta liền lột da ngươi ăn thịt chó. Hắn vừa nói câu này liền gây ra họa lớn. Mười mấy ngày sau không có ngày nào được yên ổn, chó mực thỉnh thoảng lại xông tới cắn hắn. Cũng có vài lần Diệp Phàm ra tay đánh lại, nhưng không thể làm gì được nó. Cái thân thể bóng loáng đen thùi lùi kia thật quá cứng rắn, bàn chưởng màu vàng phát ra uy thế rung trời của hắn cũng không làm gì được nó. Con chó này được đúc từ cái gì vậy? Thật là quá biến thái. Điều duy nhất Diệp Phàm cảm thấy may mắn là chó mực không cần biết chuyện gì xảy ra liền lao vào cắn xé, vồ giết, nhưng tuyệt không thi triển pháp thuật, thậm chí cũng không thể bay lên trời. Quái, một con chó yêu tộc bình thường cũng biết bay mà. Diệp Phàm quan sát mười mấy ngày liền, thấy vào sáng sớm mỗi ngày chó mực đều lượn một vòng quanh Tử Sơn, sau đó bắt đầu phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Ngoài việc này ra, nó không có hành động nào khác thường nữa. Hắc Hoàng, ngươi tu luyện kiểu gì mà đến bay cũng không biết, uy thế vô thượng của ngươi đâu. Rồi, chó mực liếc mắt nhìn hắn, nói, đại đạo của ta huyền diệu khó lường, cảnh giới đã đạt đến mức phản pháp quy chân, làm sao ngươi hiểu được? Đừng hòng có ý đồ với ta. Rõ ràng kinh văn của ngươi không thích hợp để nhân tộc tu hành, ta có ý đồ với nó làm gì? Diệp Phàm cảm thấy con chó lớn rất cảnh giác, muốn lấy được lợi lộc gì từ nó thì còn khó hơn đi lên trời. Đừng nghĩ là ta không biết ngươi muốn làm gì. Chó mực ngẩng cái đầu to lớn lên, tỏ vẻ kiêu ngạo, nói cho ngươi biết sao? Chuyện đùa à? Mau mau từ bỏ hy vọng viễn vông đó đi. Diệp Phàm sờ sờ cằm, cảm thấy đã hết cách đối phó với yêu nghiệt này, nó sống lâu quá nên khôn hơn cả người rồi. Cũng không phải không thể có cổ kinh, chỉ cần đưa ta một khối thần nguyên là được. Diệp Phàm muốn đập nó một trận, nói, sao ngươi không nói đưa nguyên trong mỏ cổ Thái Sơ cho ngươi ăn luôn đi. Muốn thần nguyên cơ đấy, cái đó ta còn chưa thấy qua đây này. Vậy thì miễn bàn nhé. Chó mực nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi nghênh ngang rời đi. Thật ra ta có biết tung tích cổ kinh của một vị đại đế yêu tộc. Diệp Phàm hờ hững nói, cho hề như vậy cũng nói ra được. Chó mực tỏ vẻ xem thường, không thèm ngoái đầu lại, lắc lắc cái đuôi cụt rồi rời đi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trích ra một giọt máu tươi, sau đó không nói gì thêm, rời đi theo hướng ngược lại. Chó mực sủa gâu một tiếng, nhanh chóng chạy lại, nhe hàm răng trắng như tuyết ra cản đường đi của hắn. Hắc Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi từng được ăn thịt yêu đế phải không? Ta ngửi thấy được mùi yêu huyết vô thượng ở đây. Sắc mặt nó rất khó coi, thần thái còn sinh động hơn con người. Ngươi nghĩ ta dã man như ngươi à? Cả đời này ta còn chưa từng sát sinh đó. Có gặp quỷ thì bổn hoàng mới tin lời ngươi. Thế bây giờ ngươi tin không? Đây là khí tức đại đế yêu tộc, ta thực sự biết tung tích cổ kinh của một vị đại đế nào đó đấy. Diệp Phàm từng bước dụ dỗ. Hèn gì ta luôn ham muốn nuốt lấy ăn thịt ngươi, thì
thì ra trong người ngươi có một chút tinh huyết đại đế. Chó mực nhe răng nanh ra, đầu lưỡi liếm liếm miệng. Hắc hoàng, ngươi muốn làm gì? Bổn hoàng muốn ăn ngươi. Chó mực há cái mõm to như chậu máu ra, bất thình lình xông tới. Diệp Phàm bắt kết Nhật Nguyệt ấn, tiến lên nghênh tiếp, bàn tay màu vàng kim vung lên muốn đánh ngã con chó này. Nhưng hắn lại có cảm giác như đánh vào một khối kim loại, lúc đánh lên tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Hai canh giờ sau, cánh tay Diệp Phàm tê dần đến nỗi không đánh tiếp được nữa, hắn đành bay lên giữa không trung, lấy một bộ quần áo khác mặc vào. Con chó mực này cắn xé điên cuồng, làm hắn suýt chút nữa chịu thiệt lớn. Mẹ nó, lại bị chó cắn. Diệp Phàm nhìn mấy dấu răng trên người, thực sự không biết nói gì nữa. Từ trước tới nay, sợ rằng chưa từng có tu sĩ nào bị chó đuổi cắn như hắn. Chó mực lè cái lưỡi đỏ lòm ra thở hồng hộc, nói, ta tin ngươi thực sự luyện hóa được tinh huyết của đại đế, quả thật da dày thịt béo không dễ ăn. Diệp Phàm gào to xui xẻo, rồi xoay người rời đi. Gượng đã, chúng ta có thể thương lượng. Nếu ngươi tìm được cho ta một khối thần nguyên, ta cho ngươi biết tung tích một bộ cổ kinh. Chó mực ở phía sau hô to, không có hứng thú. Diệp Phàm không thèm quay đầu lại, bay luôn về phía thôn trại. Rõ ràng con chó mực này đã động lòng, nhưng vẫn dở công phu sư tử ngoạm ra, bây giờ hắn phải cố nhịn mới được. Hai ngày sau, Hắc Hoàng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chưa tới tìm hắn. Nhờ thế mà hắn được yên ổn hai ngày, không bị chó chắn. Cuối cùng, tới ngày thứ tư chó mực cũng lộ mặt, nó nói, tiểu tử, ngươi cố ý câu dẫn ta phải không? Dù sao hai chúng ta đều muốn cổ kinh, bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện rồi đó. Vậy ngươi đưa ta ba khối thần nguyên đi. Ta nói cho ngươi tung tích của cổ kinh đại đế yêu tộc. Gâu! Thiếu chút nữa chó mực đã nhào tới, nó trừng mắt hung dữ nhìn hắn. Vậy thôi, một khối thần nguyên thì thế nào? Diệp Phàm không nhanh không chậm nói. Tiểu tử! Ngươi còn chưa có cửa lừa bịp tống tiền ta đâu. Nói cho ngươi hay, nửa khối thần nguyên cũng không có, muốn cổ kinh của nhân tộc thì nôn ra một khối thần nguyên. Chó mực nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ hay nhỉ, ta còn chưa từng nhìn thấy được thần nguyên kìa. Đừng tưởng ta không biết, ngươi chiếm được nguyên thiên thư, sau này nhất định tìm được thần nguyên. Tìm được cũng không cho ngươi. Lần nói chuyện đầu tiên kết thúc không vui vẻ gì, Diệp Phàm và chó mực không ai nhường ai. Ngày tiếp theo, cãi vã lại nổi lên. Này nhóc, ngươi cho ta một khối thần nguyên, ta cho ngươi biết tung tích cổ kinh. Cho ta 10 khối, ta đọc nửa bộ cổ kinh cho ngươi. Cho ta 50 khối, ta cho ngươi một bộ cổ kinh hoàn chỉnh. Hắc Hoàng từng bước dụ dỗ. Vậy sao ngươi không đâm đầu vào mỏ cổ Thái Sơ chết quách luôn đi, cả Bắc vực có tổng cộng mấy khối thần nguyên? Há mồm là 10 khối, ngậm mồm liền 50 khối, ngươi nghĩ đây là khoai lang chắc. Mấy ngón tay Diệp Phàm đã tản phát ánh màu vàng kim nhàn nhạt, hắn muốn đập con chó này mấy phát. Không thể nói thế, cổ kinh vô thượng là báu vật vô giá. Nếu không, ngươi nói cho ta biết tung tích cổ kinh đại đế yêu tộc đi. Ngươi nói lời này nghe cũng được đấy, ngươi có thể dùng thần nguyên để đổi lấy cổ kinh yêu đế. Diệp Phàm mỉm cười. Gâu, coi như người lợi hại. Giọng điệu của chó mực cũng hòa hoãn hơn một chút, nói, nếu vậy chúng ta trao đổi tung tích cổ kinh với nhau đi, làm vậy không có ai bị thiệt cả. Nhưng ta cảm thấy bị thiệt, con chó già nhà ngươi quá gian xảo, ai biết ngươi nói thật hay nói giả. Diệp Phàm lấy miếng ngọc xanh hình con rùa ra, nhẹ nhàng cầm trong tay quan sát, hắn cố ý làm vậy, bởi vì hắn thấy lai, lịch con chó mực này rất thần bí. Hắn muốn xem thử đối phương có nhìn ra được gì hay không. Kết quả còn hơn cả dự kiến của hắn, ánh mắt con chó mực này ngay lúc ấy lóe lên rồi vô thanh vô tức lao tới, đánh lén nhanh như sấm sét, há to miệng ra. Dù Diệp Phàm đã phòng bị, nhưng vẫn bị cắn hai phát. Cuối cùng, vì sợ nó cướp mất miếng ngọc này, hắn đành phải bay lên cao. Mẹ nó, lại bị chó cắn rồi. Diệp Phàm tức điên lên, thật muốn lột ra ăn thịt chó mà. Nhà ngươi nói vậy là ý gì? Cái gì mà bị chó cắn? Ngươi đang vũ nhục ta sao? Đại Hắc Cẩu hùng hồn trực tiếp chất vấn.
nhân phẩm một con chó của ngươi còn hay không? Toàn há mồm cắn lén, chưa từng thấy con chó nào thất đức như thế. Nói những lời này với một con chó, Diệp Phàm có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nhưng con chó này thật quá xấu xa, không khác gì một người đã thành tinh cả. Tiểu tử, có thể cho ta xem miếng ngọc vỡ trong tay ngươi không? Chó mực liếc mắt nhìn hắn. Cho ngươi xem à? Cũng như thả dê vào miệng cọp, một đi không trở lại, đừng có nằm mơ. Diệp Phàm đứng giữa không trung, nói, đại hắc cẩu rất khó chịu với cái câu thả dê vào miệng cọp này, mặt đen xì lại, nói, không phải chỉ là một miếng ngọc vỡ sao? Đúng là hẹp hòi, chỉ là ta nhìn thấy có vẻ giống một miếng ngọc ta từng đeo qua, không cho xem thì dẹp đi, đừng nói nữa. Nó tỏ vẻ không quan tâm nữa, nghênh nghênh ngang ngang rời đi. Bỗng nhiên Diệp Phàm phát hiện con chó mực này thật sự còn âm hiểm hơn người rất nhiều, nói, Hắc Hoàng, ngươi đừng có giả bộ, tưởng ta không biết đây là cái gì ư. Nói cho ngươi biết cũng không sao, miếng ngọc này chính là một cái thần nguyên không xác. Chó mực khẽ động một cái rồi ổn định thân mình, quay đầu lại, đáp, cái đó là cái gì, ta đây không biết. Diệp Phàm cười nhạt, nói, ngươi cứ giả vờ đi. Hắc Hoàng không đi nữa, từ từ bước tới gần rồi nói, cũng chỉ là một cái vỏ thần nguyên, bên trong không còn bao nhiêu linh khí. Như vậy đi, ta miễn cưỡng coi nó bằng nửa khối thần nguyên, ngươi tìm thêm nửa khối nữa, ta sẽ nói tung tích cổ kinh cho ngươi. Chưa từng thấy con chó nào xấu xa như ngươi, đừng có làm bộ, ta biết chắc chắn bên trong miếng ngọc này có phong ấn một bí mật kinh thiên. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, nói, đây là vật ta lấy được từ một tòa thần miếu to lớn bên trong cấm địa Thái Sơ, ta khẳng định ngươi nhìn ra được gì đó, muốn dùng cổ kinh đổi lấy đúng không? Đừng có bốc phét, chỉ dựa vào ngươi mà cũng có thể tiến vào cấm địa Thái Sơ. Chỉ cần một sinh vật nào đó xuất hiện thôi, nó đã giết chết ngươi rồi. Đại Hắc Cẩu ngẩng cao đầu, nói Diệp Phàm đưa qua đưa lại miếng ngọc màu xanh trong tay, đáp. Đây là đồ vật được cung phụng trên bàn thờ bên trong miếu cổ, ngay cả Đại La Ngân Tinh cũng mục nát nhưng nó vẫn hoàn hảo như cũ, không hư tổn chút nào. Thật sao? Cho ta xem rõ một chút. Chó mực lao tới trước. Ngươi lại muốn há mõm cướp đi à? Diệp Phàm bay lên trên. Trong những ngày sau đó, Diệp Phàm và Hắc Hoàng cãi cọ liên miên. Hắn thấy con chó này thật quá phiền phức, rất muốn ăn thịt nó. Nhưng tiếc là hắn không đánh nổi, con chó này sống còn dai hơn đĩa. Cho đến nửa tháng sau, hắn thật sự không chịu nổi nữa, không thèm kiên trì cò kè mặc cả. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi thôn trại, tới lúc này chó mực mới chịu nhượng bộ. Xem như tiểu tử ngươi lợi hại, đây là lần đầu tiên bổn hoàng chịu nhường người khác. Ta chỉ cho ngươi một đường để đi tìm cổ kinh, nhưng có thể tìm được hay không thì phải dựa vào vận may của ngươi. Không thể tin con chó này. Diệp Phàm nói thầm trong bụng, rồi làm vẻ giận tím mặt, nói, đừng có nói mấy lời vô dụng đó, ta chỉ muốn Tây Hoàng Kinh. Nếu như ngươi không lấy ra được thì không cần nói nữa, bây giờ ta sẽ rời đi ngay, và cả đời này ngươi đừng hòng. Thấy được miếng ngọc xanh này, sắc mặt chó mực biến đổi liên tục, nói, tiểu tử ngươi vắt mũi chưa sạch mà sao ác độc vậy? Tại sao ta phải dẫn ngươi đi tìm cổ kinh trước? Tới khi ngươi đoạt được cổ kinh trong tay thì mới cho ta con rùa xanh đó. Thật quá bất công. Ta còn có danh dự để bảo đảm. Còn ngươi? Ta không thấy danh dự ở đâu cả. Tên nhóc ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn dội nước bẩn lên đầu ta sao? Vậy sau này chúng ta đừng nên gặp lại nữa. Diệp Phàm định xoay người rời đi. Người trẻ tuổi đúng là thiếu tính nhẫn nại. Thôi được, đích thân bổn hoàng dẫn ngươi đi tìm cổ kinh. Chó mực hùng hổ nói, nhưng trước hết phải nói cho rõ, nếu ngươi lấy được rồi thì nhất định phải đưa miếng ngọc xanh hình con rùa cho ta. Không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Còn tung tích cổ kinh đại đế yêu tộc nữa, cũng phải nói cho ta biết. Chó mực bổ sung, chuyện này thật quá đơn giản. Diệp Phàm đáp, tiểu tử ngươi tự nhiên dễ dàng đáp ứng như thế, phải chăng có âm mưu gì khác? Ta cũng nghi ngờ ngươi là một con chó đen thui hay một con hồ ly đen thành tinh đây. Gâu, nếu còn dám khinh thường bổn hoàng, ta sẽ cho ngươi biết tay. Hắc Hoàng uy hiếp. Nói ra cũng lạ, dường như con chó mực này rất tôn kính Trương Ngũ gia,
Trước khi rời đi cùng với Diệp Phàm, nó còn vẫy đuôi chào lão ta một lần. Lách cách, lách cách, Diệp Phàm lại thi triển thuật cải thiên hoán địa, hóa thân thành một người thiếu niên, hình dạng hoàn toàn đổi khác. Chó mực ở bên cạnh khinh khỉnh cười lạnh, nói, vừa nhìn là biết ngươi từng làm đủ chuyện xấu, đi ra ngoài đều phải làm như vậy. Rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý rồi. Đừng có nói lời vô vị, nhanh đưa ta đi tìm cổ kinh. Diệp Phàm cảm thấy con chó mực này thật khó đối phó. Trước tiên đưa ta đi dạo một vòng quanh thành đã. Hắc Hoàng ngẩng cao đầu, phóng mắt nhìn khắp mặt đất đỏ nâu. Không có, chuyện gì làm thì đi loanh quanh thành làm gì. Chúng ta không phải đi du lịch, mà là đi tìm Tây Hoàng Kinh. Không phải ngươi đã nói lúc Tây Hoàng Mẫu sáng lập kinh này đã khắc lên một vách đá dựng đứng sao? Bổn Hoàng đã lánh đời nhiều năm, đất đai sông núi đều có thay đổi, làm sao mà nhớ rõ ràng được? Ta cần đi dạo đây đó một tí, rồi mới tìm lại được phương vị chính xác. Cái đuôi cụt của nó dựng đứng lên, tỏ vẻ cao siêu. Ngươi sống được bao lâu rồi, còn bày đặt nói đất đai sông núi hoàn toàn đổi khác? Đúng là to mồm nói khoác. Diệp Phàm trợn mắt nhìn nó một cái. Cường đại như thần vương cũng chỉ sống được mấy ngàn năm mà thôi, tuổi thọ những người khác còn ngắn hơn rất nhiều. Cứ yên tâm, đợi ta lượn vài vòng rồi, đảm bảo có thể tìm được vách đá kia. Chó mực hóa thành một tia chớp màu đen, chạy tới phía trước. Trong mấy ngày liền sau đó, một người một chó đã đi hết 30 mấy tòa thành trì. Chó mực cứ loanh quanh quẩn qua quẩn lại, giống như đang đi dạo vậy, nhàn nhã vô cùng. Tên nhóc ngươi đúng là chuyện xấu gì cũng làm đấy. Ngươi cứ xem đi, chỗ nào trong thành này cũng có dán hình ngươi, còn được treo thưởng đến 1.000 cân nguyên đấy. Trong một cổ thành có tên Trường Phong, Diệp Phàm thấy được hình vẽ của hắn. Chính là lệnh truy nã do Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa hạ lệnh truy bắt. Hắn đã từng nhìn thấy qua cái lệnh truy nã Diệp Phàm này ở nhà của lão Đao Cầm, hai cái hoàn toàn giống nhau. Chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ giết hết toàn bộ thế hệ trẻ tiến vào Bắc vực của họ. Ngươi muốn lấy được Tây Hoàng Kinh trước, sau đó dùng bọn hắn để luyện tập. Chó mực nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi vẫn không tìm được vị trí sao? Đừng nói với ta là ngươi quên rồi, nhanh lên nào. Diệp Phàm đen mặt lại, nói. Ta gần nhớ ra rồi, có thể bắt đầu lên đường. Chó mực khẳng định. Sau khi đi được mấy ngày, Diệp Phàm cảm thấy không đúng, rõ ràng con chó này đang dẫn hắn về hướng mỏ cổ Thái Sơ. Ngươi tin chắc không nhớ nhầm chứ, đây là hướng đê tới cấm địa Thái Sơ mà. Không sai, chúng ta đang đi đến giao chỉ cố địa, chó mực đáp. Diệp Phàm cũng từng nghe qua nơi ở cũ của giao chỉ thánh địa nằm cách mỏ cổ Thái Sơ chỉ hơn vạn dặm. Sau đó toàn bộ môn phái rời đi. Bây giờ không còn ai biết nơi ở cũ của giao trì thánh địa ở phương nào, cũng không ai tìm được nó. Có người nói lúc giao trì thánh địa rời đi, họ đã triệt để phong ấn nơi đó lại. Bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ là một khu vực khai thác mỏ rộng lớn mênh mông, nhưng dường như chó mực rất quen thuộc nơi này. Nó quan sát địa thế sông núi một lúc, không ngừng tránh né các khu vực khai thác mỏ của các thánh địa, dẫn Diệp Phàm đi sâu vào bên trong. Tại sao giao trì thánh địa phải rút khỏi nơi đây? Diệp Phàm hỏi. Thật ra có rất nhiều sách sử ghi chép lại giao trì năm xưa cách mỏ cổ Thái Sơ khoảng vạn dặm, nhưng lại không đề cập tới việc rời đi này. Không ai biết được nguyên nhân cụ thể. Ánh trăng mỏng manh như một làn nước lan tỏa khắp mặt đất. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đã đi 10 mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm được nơi gọi là giao trì cố địa. Ủa, không đúng. Giao trì cố địa là một dãy núi thanh lệ, quang cảnh xinh đẹp thoát trần, đúng là một ốc đảo. Đáng lẽ nó phải ở nơi này chứ, tại sao bây giờ lại không thấy? Chó mực nghi ngờ. Ở dưới ánh trăng sáng là mặt đất màu đỏ trải rộng bao la bát ngát không thấy điểm cuối, hoang vu vô tận, đừng nói là một ngọn núi, chỉ là một tảng đá lớn thôi đã không thấy rồi. Hắc Hoàng ngửa mặt lên trời nhìn trăng, rồi lại nhìn quanh vùng đất đỏ ngòm này, nói, nơi này bị phong ấn, tiểu tử ngươi nhanh chóng tìm thử xem. Nếu như chúng ta tiến vào được một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, nói không chừng sẽ có cơ duyên lớn đó. Bất chợt Diệp Phàm thấy kinh ngạc, hắn nhìn thấy xa xa cuối. Chân trời có một bóng người màu trắng đang bay lên.
giao chỉ phi tiên. Đôi mắt Hắc Hoàng bắn ra hai tia sáng, nói, chúng ta đến đúng chỗ rồi, nhất định phải tìm ra chỗ phong ấn giao chỉ cố địa, ta cũng muốn biết tại sao các nàng phải rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 248, Cổ Giao Chỉ. Nhiệt độ giữa ban ngày và đêm khuya ở Bắc Vực khác nhau rất lớn, mỗi khi ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuất hiện là lại có hàn khí lạnh thấu xương. Ở ngay đường chân trời có mấy thân ảnh màu trắng trông rất mơ hồ, cứ chớp hiện không ngừng. Mấy thân ảnh này phiêu miểu giống như tiên nhân, rồi chậm chậm bay lên trời. Diệp Phàm lướt tới, lưu lại ở đằng sau mười mấy đạo hư ảnh, đuổi theo các thân ảnh màu trắng đó. Nhưng khi đến nơi, hắn không thể nhìn thấy được gì. Hắn đứng yên ở đó, ngước đầu nhìn lên tinh không vô hạn. Đó là cái gì? Hắn cảm thấy khó hiểu. Mấy thân ảnh màu trắng đó cứ vậy biến mất trong bóng đêm, không còn chút tung tích nào. Giao chỉ phi tiên, chó mực đáp, phi tiên, Diệp Phàm không hiểu được. Tiên, đây là một từ mơ hồ không thật đối với các tu sĩ. Mặc dù luôn có truyền thuyết nói rằng trên đời này có tiên, nhưng lại không có chứng cứ xác thực nào. Có rất nhiều sách cổ ghi chép lại nhiều này, nhưng từ ngữ cũng rất mơ hồ. Không thể nói rõ được, chó mực lắc đầu. Giao chỉ cố địa gần như là một xứ sở trong chuyện cổ tích, thỉnh thoảng có kỳ cảnh phi tiên dưới đêm trăng, không có ai biết rõ kỳ cảnh này được sinh ra như thế nào. Lúc ở xa nhìn thì rất mông lung, khi đến gần thì kỳ cảnh lại biến mất. Theo truyền thuyết, đây là những tàn ảnh từ thời hoang cổ còn sót lại, rất có thể ở bên trong còn có câu chuyện nào đấy. Không thể nào là tiên, Diệp Phàm không tin, ta cũng không nói đó là tiên. Đôi mắt của Hắc Hoàng phóng ra ánh sáng màu xanh, khi ở trong đêm, tối, trông nó không khác gì một con sói cả. Ngoại trừ đất đá ra, vùng đất trống trải này không còn gì khác. Sau nửa đêm tìm kiếm trong bóng tối yên tĩnh, Diệp Phàm và Hắc Hoàng không tìm được thứ gì. Năm đó giao trì thánh địa khai phái ở chỗ này bởi vì nơi đây có núi xanh sông biếc, chính là kỳ cảnh hiếm thấy. Nhưng lúc này đây, nơi đây đã trở thành nơi hoang vu, trừ những hạt cát màu đỏ ra, không còn bất kỳ thứ gì khác. Kỳ cảnh giao trì phi tiên đã hiện, chắc chắn nơi này là giao trì cố địa, nhưng dù có tìm kiếm như thế nào, Diệp Phàm cũng không phát hiện được điểm khác lạ. Ánh bình minh hiện lên, cả vùng đất màu nâu đỏ lấp lánh phát sáng sắc màu hồng hồng. Diệp Phàm và Hắc Hoàng tìm kiếm nguyên một đêm, nhưng đừng nói là di chỉ, ngay cả một mái ngói đổ nát cũng không có. Ngươi đúng là nói láo quen thói, dám nói rằng ở đây có một bộ cổ kinh, nhưng ngay cả một miếng gạch còn không thấy đó. Ngươi có biết câu làm việc tốt thường gian nan vất vả không? Đó là cái gì chứ? Là Tây Hoàng Kinh đó. Theo truyền thuyết thì chính Tây Vương Mẫu đã khai sáng ra nó. Sao có thể dễ dàng nhận được như vậy? Chó mực tìm lý do. Trước khi đến đây, ngươi nói hay lắm mà, nói là cổ kinh được khắc trên một vách đá dựng đứng, chỉ cần đến đây là tìm được. Giờ thì thế nào đây? Chó mực xị mặt ra, ấm ức đi qua một bên. Đôi mắt nó liếc quanh một hồi, thật lâu sau mới nói, nơi này đã bị phong ấn. Thân thể bổn hoàng bây giờ có chút không khỏe, chưa thể mở ra được. Chúng ta nghĩ biện pháp khác vậy. Nó đứng dậy, rồi nói tiếp, đi tới gần giao trì thánh địa đi, phong ấn ở nơi đó yếu nhất, chắc có biện pháp vào bên trong. Khoảng nửa ngày tìm kiếm kiếm, thậm chí còn đào mấy cái hố to ở trên mặt đất, chó mực mới xác định được, nói, tìm ở chỗ này đi. Nhiệt độ buổi trưa rất nóng, mặt trời chói chang treo ở trên đỉnh đầu, người và bóng gần như trùng với nhau. Hắc Hoàng đi qua đi lại một hồi, nói, tìm được rồi. Diệp Phàm nghe vậy liền chạy tới. Mảnh đất màu đỏ nơi Hắc Hoàng đang đứng phát sáng lấp lánh, ánh mặt trời nóng cháy đang chiếu thẳng xuống nơi đó, làm cho nơi đó như biến thành một lò lửa vậy. Dưới đây có gì cổ quái sao? Chẳng lẽ có thể vào giao trì được? Ta nhớ ở sát giao trì cố địa có một miệng giếng cổ, có thể chính là đây. Chắc chắn có thể vào được. Chó mực đáp, con chó già nhà ngươi có nói láo không đó? Đừng có tìm đại một chỗ rồi nói bừa.
Diệp Phàm không tin tưởng nó lắm. Chó mực nhe răng nhếch miệng, uy hiếp, gọi ta là Hắc Hoàng. Diệp Phàm đánh một chưởng xuống dưới, lập tức có một cơn gió cát thổi lên, rồi trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh to, bên dưới còn có một tảng đá lớn. Không sai, chính là chỗ này. Năm tháng thật là vô tình a, ngay cả miệng giếng cổ này cũng bị bão cát phủ lấp rồi. Chó mực ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ. Khi Diệp Phàm và Hắc Hoàng dọn dẹp xung quanh xong, mới thấy đúng là phía dưới có một miệng giếng cổ. Thành giếng được xây từ cổ ngọc, có một tảng đá lớn bịt miệng giếng lại. Bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống bị miệng giếng thu nạp, nên nơi đây mới trở nên nóng như lò lửa. Giao trì cố địa quả nhiên bất phàm, đã bị phong ấn nhưng vẫn có thể tự động thu lấy tinh hoa nhật nguyệt. Miệng giếng ở đây thôn nạp ánh sáng mặt trời. Khi Diệp Phàm lật tảng đá lớn ra, hắn mới thấy một cái giếng đen ngòm, rất sâu, không thể nào nhìn thấy cuối. Ngươi tin chắc, miệng giếng này đi thông tới giao trì. Diệp Phàm nhìn nó, có chút nghi ngờ, chắc là không sai đâu. Hắc Hoàng cũng không dám khẳng định, cái gì mà chắc là không sai đâu. Rốt cuộc ngươi có chắc chắn hay không? Ngươi đã từng vào bằng đường này rồi sao? Miệng giếng sâu như thế, ai mà biết nó thông đến nơi nào chứ? Không phải là có biện pháp thăm dò sao? Chúng ta cần phải từ từ tìm kiếm. Chó mực ngoạm lấy một tảng đá, rồi ném vào trong giếng cổ. Hơn nửa ngày sau mà vẫn không nghe thấy tiếng vọng. Đúng là một cái động không đáy a. Diệp Phàm cả kinh. Ta nhớ ra rồi, chắc chắn nơi này có thể đi thông tới giao trì. Trước kia đã từng có người đi thử rồi. Tiểu tử, ngươi đi trước mở đường đi. Tại sao người dò đường không phải là ngươi? Bổn hoàng tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, không thể phi hành được, bây giờ chỉ có ngươi mới bay xuống được. Ngươi làm người dẫn đường, hay là đang bảo ta đi dò đường đây? Diệp Phàm trừng mắt liếc nó một cái. Ý, ở dưới có ánh sáng kìa. Đột nhiên chó mực quay đầu nhìn xuống phía dưới. Diệp Phàm kinh ngạc, cũng nhìn xuống dưới phía dưới, nhưng không phát hiện được cái gì. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cái đầu chó to lớn của Hắc Hoàng đụng vào người mình một chút, đẩy hắn xuống phía dưới. Con chó cụt đuôi nhà ngươi đúng là gian manh xảo trá. May mà hắn luôn phòng bị con chó mực này, lúc bị đẩy xuống đã tiện tay nắm lấy mai của nó, cũng kéo nó xuống dưới. Tiểu tử, một người đi xuống là đủ rồi, không cần thiết hai người cùng vào. Đúng vậy a, tại sao ta cũng cảm thấy một mình người là đủ rồi, vậy để ta ném ngươi xuống phía dưới đi. Dường như Diệp Phàm muốn buông tay ra thật, còn bản thân hắn sẽ bay lên trên lại. Ta không biết bay, tiểu tử ngươi mà dám buông ta, sẽ không để yên cho ngươi. Chó mực nhào tới cắn Diệp Phàm, con bà có, lại bị chó cắn. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng không bay lên, cùng với Hắc Hoàng đáp xuống thăm dò đường đi. Cái giếng cổ này rất sâu, rơi xuống khoảng hơn 2.000 thước mới chạm thấy đáy. Không có mạch nước ngầm, trên mặt đất chỉ có bùn lầy, tảng đá được Hắc Hoàng ném xuống khi nãy lún sâu vào trong bùn. Vừa đáp xuống, đã có một mùi nấm mốc truyền đến, trong bùn lầy còn có vài cành cây mục nát. Cái giếng cổ này hợp với sông ngầm dưới đất, nhưng mà nước sông đã khô cạn. Nếu như để ý kỹ, có thể thấy có vài vũng nước ở cách đó không xa, bên trong còn có chút cá con đang chuyển động. Con đường khô cạn này tuyệt đối có thể thông tới giao trì, dù có phong ấn thì nó cũng là nơi nhỏ yếu nhất. Hai mắt Hắc Hoàng lại phát ánh sáng xanh. Thông đạo rất tối, đưa tay ra trước cũng không thấy được năm ngón, chỉ có thể dùng linh giác để cảm giác cảnh vật xung quanh. Diệp Phàm chậm chậm đi tới phía trước, Hắc Hoàng đi ở bên cạnh. Đường đi như vậy mà ngươi cũng có thể tìm được, có phải là cái động lúc trước ngươi đã từng chui ra chui vào không? Diệp Phàm nuốt lấy hai chữ chuồng chó về, sợ Hắc Hoàng nổi giận. Con bà nhà ngươi, có phải ngươi đang chửi ta? Chó mực rất nhạy cảm, nhẩm qua nhẩm lại vài lần đã thấy câu nói của Diệp Phàm có ý khác. Diệp Phàm sợ bị cắn, vội vàng di chuyển sự chú ý của nó. Hắn nói, không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mà làm sao ngươi phát hiện được con đường này? Ở quá khứ, cái giếng này bị nước ngầm làm ngập, rất khó phát hiện được đường đi này. Nhưng mà đúng là đã có đi vào bằng đường này, nhưng không có quan hệ với ta chỉ nghe nói mà thôi.
Cứ đi tiếp như thế, khi đã đi được khoảng 3-40 dặm, Diệp Phàm cảm thấy địa thế bắt đầu cao lên, bọn họ đang đi lên mặt đất. Phong ấn ở nơi đây rất yếu, Diệp Phàm còn nhìn thấy một màn sáng nhạt lóng lánh ở đằng trước, nhưng phong ấn yếu như vậy không thể ngăn cản được gì. Một người một chó đi thẳng tới phía trước. Đi tới trước thêm vài dặm nữa thì Diệp Phàm phát hiện có ánh sáng truyền xuống, bọn họ đã tới rất gần miệng giếng đầu bên kia. Nơi đây có thể nối thông tới giao chỉ cố địa thật. Hắc Hoàng nói thầm, thì ra ngươi cũng không chắc chắn. Diệp Phàm rất muốn tát cho nó vài cái, nhưng lại sợ bị chó cắn. Đây là một cái hồ lớn, nhưng mà đã khô cạn rồi, đáy hồ có rất nhiều vết nứt. Giữa thông đạo và đáy hồ được nối thông với nhau bởi một khe nứt lớn. Khi đi ra khỏi thông đạo, nhất thời có linh khí nồng nặc truyền tới, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giống như cả người đang được tắm trong gió xuân. Toàn bộ đáy hồ đã khô cạn, nếu như không tính những khe nứt rất lớn kia thì trông nó rất giống một cái chảo. Bởi vì đáy hồ khô cạn, nên có thể thấy ở đây có rất nhiều cá chết. Qua nhiều năm, mấy con cá chết đó chỉ còn lại xương cá, có con rất nhỏ, có con lại dài đến 10 thước. Mấy con cá lớn này như vậy, sợ rằng năm xưa lúc còn sống cũng thành tinh rồi. Xung quanh hồ còn có mấy gốc cây cổ thụ cao chọc trời cắm rễ, vô cùng cứng cáp, đáng tiếc mấy cây này đã bị khô héo. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn có 2 gốc cây và 10 mấy cái lá vàng. Mấy gốc cây này thật quá to, sợ rằng đã mọc được mấy ngàn năm rồi, hay là vạn năm nhỉ? Diệp Phàm giật mình, những cây cổ thụ như vậy đáng lẽ phải thành tinh rồi mới đúng. Nhưng chúng vẫn cứ cắm rễ ở nơi đó, thật là cổ quái. Địa phương này có chút quái dị. Đôi mắt to như chuông đồng của Hắc Hoàng phóng ra ánh sáng xanh. Nó nói, dù là cá lớn dài mấy chục thước trong hồ, hay là mấy gốc cổ thụ mười mấy người cũng ôm không hết ngay bờ hồ. Tất cả đều không thành tinh được. Ngươi cảm thấy cái gì? Diệp Phàm hỏi. Không cảm thấy cái gì cả, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho giao trì thánh địa rời khỏi nơi này. Hắc Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh xung quanh im ắng, không khí có chút trầm lặng. Diệp Phàm đi ra khỏi cái hồ khô cạn này, đi qua đi lại trên bờ hồ quan sát xung quanh một chút. Hắn phát hiện đây là một nơi mục nát, có rất nhiều cây cối khô héo, sức sống gần như đã bị hủy diệt, làm cho người ta có cảm giác vô cùng tiêu điều. Ngươi nói đây là một nơi hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von mà, nhưng sao giờ lại trở nên hoang vu và cô quạnh như vậy? Nơi này có gì đó đã xảy ra. Hắc Hoàng đi thẳng tới phía trước. Mặc dù giao chỉ cố địa rất hoang vu, nhưng linh khí lại nồng nặc, còn nhiều hơn bên ngoài rất nhiều, không hổ là một thánh địa tu hành. Khi đi thêm được mấy dặm, bỗng nhiên có tiếng nước chảy truyền đến. Đưa mắt nhìn về phía trước, có thể thấy ở đó có mấy cây xanh, xung quanh còn có một thảm thực vật xanh biếc. Bên cạnh là một hồ nước trong vắt như màu ngọc bích, sức sống ở nơi đấy tỏa ra rạt rào. Cổ mộc khổng lồ, những cành cây vươn rộng lên trời cao, thân cây không khác gì một ngọn núi nhỏ cả, những dây leo thô to quấn quanh như một con thương long đang uốn lượn. Các loại hoa thơm cỏ lạ tỏa hương thơm ngào ngạt thấm vào cả ruột gan, trăm hoa cùng nhau khoe sắc, vô cùng vui mắt. Diệp Phàm cảm thấy cổ quái, làm sao lại tương phản đến mức như vậy? Hai nơi cách nhau rất gần, nhưng một bên thì tĩnh mịch, không bên lại tỏa sức sống bừng bừng như vậy, thật quái lạ. Hắc Hoàng chạy tới phía trước, xuyên qua mảnh đất tươi tốt này. Mới đi được thêm 1.000 thước, nó lại thấy một mảnh đất mục nát, khô cằn khác. Quái lạ, không thể nào là do nguồn nước được. Bọn họ tiếp tục đi tới phía trước, phát hiện khu vực này đã có tới 90% trở thành nơi khô cằn yên tĩnh, chỉ có một số chỗ là còn sức sống. Các dãy núi cũng như thế, đa số trở nên trụi lùi, không có một ngọn cỏ. Chỉ có một vài ngọn núi là xinh đẹp hùng vĩ, thể hiện rõ cảnh non xanh nước biếc. Lại đi thêm tới trước 10 dặm, rốt cuộc cũng thấy được vài cái đình đài, nhưng mà chúng đã sụp đổ. Dù cho bên cạnh có bố trí đạo văn, nhưng vì đã qua nhiều năm tháng, các đạo văn đó cũng không kháng cự nổi lực lượng ăn mòn vô tình của thời gian. Nhanh lên, gần đến trọng địa giao chỉ rồi. Cái đuôi cụt của Hắc Hoàng dựng đứng lên, chạy nhanh tới phía trước.
hai người lướt nhanh qua từng dãy núi, rốt cuộc cũng đi tới mảnh đất được tiên vụ bao phủ. Nhưng khung cảnh ở đây vẫn yên ắng, tất cả cây cỏ đều khô héo. Có thể thấy xung quanh có những cung điện tráng lệ, hoặc các đỉnh núi sừng sững, hoặc những thác nước hùng vĩ từ trên cao đổ xuống. Nếu như có thể khôi phục sức sống, nhất định nơi đây sẽ là một tiên cảnh hiếm thấy. Giao trì cung khuyết huyền phù ở trên không trung cũng bị rời đi, không còn cái nào cả. Hắc Hoàng nhìn tứ phương, giao trì thánh địa có cổ thành vĩnh viễn không rơi xuống không? Diệp Phàm hỏi, tất nhiên là có một cái. Ánh mắt Hắc Hoàng lóe lên, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Nó nói, bay qua mấy cái sơn lĩnh ở phía trước nữa mới đến khu vực trung tâm. Bọn họ nhanh chóng đi tới địa phương có sương mù lượn lờ ở phía trước, rời khỏi khu vực khô cằn này. Sau khi đi qua vài dãy núi, quang cảnh xanh tươi lại hiện ra trước mắt, từng thác nước đổ xuống tạo nên những làn sương mù tươi mát, các cung điện vô cùng mỹ lệ. Diệp Phàm có cảm giác mình đang đi vào tiên giới. Khu vực trung tâm không trở thành vùng đất chết, thật tốt quá. Hắc Hoàng xông tới phía trước. Tây Hoàng mẫu khắc Tây Hoàng kinh ở vách đá nào? Diệp Phàm dục hỏi Hắc Hoàng. Mục đích đến nơi này của hắn cũng chỉ vì cổ kinh đó. Lúc này hắn đã không còn bình tĩnh được nữa. Ngươi gấp cái gì? Đi tới nơi này trước đã. Trên vách núi xinh đẹp có từng đạo thác nước rủ xuống. Thác nước màu bạc trải dài đến ngàn trượng. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, màu trắng xóa bao phủ lấy cả vách núi. Xa xa còn có các cung điện ẩn hiện, cảnh đẹp giống như tranh vẽ vậy. Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là giao trì thánh hồ rồi, nhờ cái hồ đó mà nơi đây mới được gọi là giao trì đó. Cách đó không xa có một mảnh đất trống trải, xung quanh có vô số kỳ hoa dị thảo, còn có những tòa cung điện. Đây chính khu vực trung tâm. Linh khí nồng nặc đến nỗi hóa thành những luồng khí màu ngọc bích lưu động, ở ngay đó còn có một cái hồ, nước mông lung, chắc là nơi này. Hắc Hoàng vọt tới. Linh khí ở nơi này quả thật rất nồng, dày đặc hơn những nơi khác rất nhiều. Chỉ cần đứng ở chỗ này thôi, cơ thể sẽ tự động hấp thu tinh khí thiên địa bổn nguyên, không cần vận chuyển huyền pháp nào cả. Phù, phù, Hắc Hoàng lao vào trong hồ trước tiên. Hắc Hoàng, có phải trong hồ có gì không? Nếu không có, tại sao ngươi lại nóng lòng như vậy? Hắc Hoàng không đáp, nó vẫn bơi qua bơi lại trong hồ, sau đó lặn xuống phía dưới. Ao! Hắc Hoàng lặn xuống dưới nước được mấy phút đồng hồ, sau đó chu lên một tiếng, rồi trồi lên khỏi mặt nước, thần sắc rất sợ hãi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Phàm kinh hãi. Không có gì, sung sướng quá thôi. Đây chính là giao trì thánh hồ. Tắm rửa trong hồ này có hiệu quả bất ngờ đó, có thể làm giãn gân giãn cốt, tốc độ tu hành tăng lên rất nhiều, tiểu tử ngươi cũng xuống đi. Ăn nói bậy bạ, khi nãy ngươi bị hù dọa đến nỗi sợ mất hồn như thế, chắc chắn ở dưới có gì đó cổ quái. Ngươi muốn ta xuống đó chịu xui xẻo chung với ngươi sao? Diệp Phàm đứng ở bên bờ hồ, nhìn thẳng vào nó. Tính tình tiểu tử ngươi rất đa nghi, lời nói bổn hoàng không đáng tin như vậy sao? Chó mực nói, ngươi có nói thật bao giờ sao? Mau lên đây nhanh, rồi đi tìm Tây Hoàng Kinh cho ta. Diệp Phàm thúc giục. Nước ở thánh hồ này rất đặc biệt, từ trước tới nay chỉ có giao trì tiên tử mới được hưởng thụ, đây chính là nơi các mỹ nhân tắm đó. Lúc bình thường, người ngoài đừng nói là đi vào, muốn nhìn thấy còn không được, ngươi không muốn xuống đây cảm thụ một chút sao? Đột nhiên Diệp Phàm kinh hãi, hắn thấy trong nước có mấy bóng người bơi qua bơi lại. Mấy bóng người này có màu trắng xóa, làm cho người nhìn thấy phải sợ hãi. Con chó cụt đuôi nhà ngươi quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Dường như Hắc Hoàng cảm ứng được gì đó, vội vàng nhảy ra khỏi mặt nước rồi hô lên, sao lại đuổi kịp rồi? Tại sao còn? Có thể động đậy được. Con bà nó con chó chết, quả nhiên muốn ta phải chịu xui xẻo cùng. Diệp Phàm oán thầm. Hắc Hoàng vội vàng thoát ra khỏi mặt nước, sợ hãi đến nỗi cái đuôi cụt cũng dựng đứng lên, rồi vội vàng chạy tới phía trước như điên. Ở dưới hồ nước có mấy thân ảnh mơ hồ bơi qua bơi lại, mái tóc đen của họ xõa thẳng xuống, thân thể mặc một bộ y phục màu trắng. Diệp Phàm nhìn thấy sợ hết hồn hết vía, rốt cuộc đây là cái gì?
Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Già Thiên, chương 249, Tiên Hồ. Hắc Hoàng vội vàng thoát ra khỏi hồ nước, làm cho nước trong hồ dậy sóng, tạo thành những làn sương mù mông lung. Con chó mực này như hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng lên bờ. Chuyện gì xảy ra? Sao các nàng lại chuyển động được? Bộ dáng của nó rất chật vật, còn quay đầu lại nhìn quanh. Con chó chết này rất đáng ăn đòn, thiếu chút nữa là Diệp Phàm đã đánh nó xuống hồ lại, hắn liếc xéo nó một cái. Tiểu tử ngươi thật không biết nói đạo lý, khi nãy còn đứng yên ở đó xem chuyện vui, không giúp gì ta cả. Hắc Hoàng quay lại nhe răng, ta rất muốn ra tay, nhưng là muốn đánh ngươi một trận. Diệp Phàm đứng ở trên bờ nhìn nó mấy lần, rồi lại nhìn bóng ảnh ở dưới nước, nói, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì? Hắc Hoàng biết mình đuối lý, nên không dám nói nhiều. Nó đi xung quanh hồ một vòng, miệng lầm bầm cái gì đó. Ngươi nói gì đó? Ta thấy tiên nữ, thân thể băng cơ ngọc cốt, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Ta còn thấy tiếc nuối đây, hay là ngươi xuống dưới thăm dò với ta nhé? Chó mực mở miệng nói. Nếu ngươi yêu tiếc như thế, vậy chắc chắn đó không phải tiên nữ, rất có thể chính là một con chó cái lớn. Gâu gâu, tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Cái đuôi cụt của con chó này lại dựng đứng lên, hăm dọa. Được rồi, đừng có cắn đấy, đuôi của ta toàn là dấu răng của ngươi rồi. Diệp Phàm vội vàng trấn an. Hắn còn muốn nhờ nó để tìm Tây Hoàng Kinh, nên không thể trêu chọc nó quá được. Linh khí xung quanh hồ nước rất dày đặc, đến mức gần như có thể tụ thành chất lỏng, đúng là một vùng đất thánh các tu sĩ luôn thiết tha mơ ước. Mặt hồ có những điểm sáng lấp lánh, sương mù phiêu động ở bên trên làm cho cảnh vật ở dưới rất mơ hồ, mấy bóng người từ từ biến mất dưới đáy hồ. Dáng người các nàng cứng ngắc, mặc một bộ y phục màu trắng rồi xõa tóc đen ra, bơi qua bơi lại dưới nước. Cảnh tượng rất đáng sợ, giống y như là mấy quỷ nước vậy. Là tử thi sao? Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Khuôn mặt của Hắc Hoàng đen xì lại, nói, thật là xui xẻo, rõ ràng một tiên hồ mà, chính là nơi các tiên tử tuyệt sắc tắm đó. Ta còn đang hưng phấn xuống đó tìm thánh vật, kết quả, thật xui xẻo. Có thứ tốt thì ngươi muốn dành một mình, khi thấy tai họa lại gọi ta xuống. Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó, chúng ta cùng đi xuống đi, nói không chừng còn có bảo bối dưới đó. Hắc Hoàng khuyến khích, không đi, ta không có hứng thú với thi thể. Diệp Phàm cự tuyệt, tiểu tử, ngươi đừng có hối hận. Đây chính là nơi quan trọng nhất của giao trì thánh địa, nếu như không phải trong hồ nước này có thi thể, ta đã muốn lấy đi hết rồi. Năm xưa, đây là hồ nước nổi tiếng khắp thiên hạ, cũng là tiên hồ nổi danh nhất Bắc Vực. Linh khí ở đây rất dày đặc, thậm chí còn kết xuất ra nguyên ngay trong hồ. Nếu như có thể uống được nước tiên hồ này, tuổi thọ của người phàm sẽ được kéo dài, hiệu quả với tu sĩ càng đáng ngạc nhiên hơn. Các nữ tử giao trì thánh địa có phong thái thánh khiết xuất trần cũng là nhờ tiên hồ này. Lâu ngày dùng nước ở đây, tiên hồ sẽ chậm rãi cải thiện thể chất của các nàng. Sau mấy chục năm, cơ thể của các nàng sẽ trở nên hoàn mỹ, không có tì vết. Nước của tiên hồ này cũng chính là nguồn nước dùng để chế thuốc tốt nhất. Thậm chí đôi lúc các đại thánh địa còn đến đây xin lấy nước khi muốn khai lò luyện thần đan chân quý. Tài liệu Tây Hoàng mẫu dùng để tế luyện vũ khí cực đạo chính đào từ trong tiên hồ này ra đó. Chúng ta xuống dưới đó tìm kiếm không chừng có thu hoạch. Hắc Hoàng dụ dỗ. Đừng có nằm mơ, nếu có thì bây giờ còn ở dưới sao? Diệp Phàm cười trêu chọc. Vũ khí cực đạo có yêu cầu rất cao với các tài liệu dùng để luyện chế. Một vị đại đế sống lâu hơn các tu sĩ bình thường rất nhiều. Nhưng đại đế dùng cả đời tìm kiếm cũng chưa chắc gom đủ số tài liệu cần thiết để luyện chế vũ khí cực đạo. Hoàng huyết xích kim chính là thánh vật trăm ngàn năm mới miễn cưỡng thấy được một lần, là đồ vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nhưng để tế luyện vũ khí cực đạo thì chỉ hoàng huyết xích kim còn chưa đủ, cần phải có những tài liệu chân quý nhất từ lúc trời đất được khai sinh ra nữa mới được. Vì vậy, từ xưa đến nay, dù là mất đi hay là có thêm một thanh vũ khí cực đạo xuất thế, nhưng dồn chung toàn bộ lại một chỗ thì cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy thanh mà thôi. Này,
Nói không chừng ở dưới còn sót lại một khối tài liệu chân quý nào đó đấy. Hai mắt Hắc Hoàng bỗng nhiên sáng lên. Người của Giao Trì đã rút khỏi nơi này rồi, chắc chắn bọn họ đã lấy sạch toàn bộ đồ ở nơi này, làm sao có thể lưu lại cho ngươi được. Diệp Phàm đứng yên đó, tỏ vẻ không quan tâm. Ngươi biết cái gì? Cái hồ này rất thần bí, ban đầu Tây Hoàng Mẫu cũng vì nó mà khai phái ở đây, nói không chừng ở dưới hồ còn có cái gì đó. Ta cảm thấy, kỳ cảnh Giao Trì phi tiên là do hồ nước này dẫn phát. Ngươi cũng thấy ở dưới có tử thi đó, còn muốn tra gì nữa? Tại sao Giao Trì đã rút lui rồi nhưng ở dưới lại có nhiều tử thi như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hiểu kỹ sao? Hắc Hoàng bất mãn, nếu như ta có đủ thực lực, ta còn muốn đào cả mỏ cổ Thái Sơ lên, muốn khai quật hết toàn bộ 9 ngọn Thánh Sơn ở cấm địa hoang cổ, nhưng bây giờ ta chỉ muốn có Tây Hoàng Kinh thôi, không muốn mạo hiểm. Nếu như ngươi không đi theo xuống, đời này đừng hòng lấy được Tây Hoàng Kinh. Hắc Hoàng nhe răng uy hiếp, con chó chết này còn muốn uy hiếp ta. Diệp Phàm nguyền rủa trong lòng. Nước hồ ấm áp trong suốt như ngọc, linh khí bên trong dày đặc bức người, tự động theo lỗ chân lông đi vào cơ thể con người. Đệ tử của Giao Trì tắm rửa trong hồ nước này, dù không muốn tu vi tăng lên cũng khó đấy. Sau khi bọn ta tìm được đủ nguyên, nhất định phải đến đây bế quan, nhất định tu vi sẽ tăng mạnh. Diệp Phàm sợ hãi than thở. Sao rồi, bây giờ biết chỗ tốt rồi sao? Bổn Hoàng có thể lừa ngươi sao? Ở dưới đó còn thần khí đấy. Hắc Hoàng tỏ vẻ kiêu ngạo. Thần khí cái gì chứ? Mau đi xuống đi, ta đi theo sau ngươi. Chờ một lát đã, phải đợi đến khi tinh thần ta khôi phục lại. Bây giờ lòng ta có chút không yên. Hắc Hoàng chột dạ. Không phải lúc trước ngươi đã lặn xuống rồi sao? Diệp Phàm nhắm mắt hưởng thụ, trêu chọc con chó mực này. Ta cũng muốn xuống, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Chẳng qua đã nghe nói đến tiên hồ này từ lâu, nên hôm nay mới muốn tìm hiểu kỹ càng. Ta nghĩ chắc chỉ có những nhân vật trọng yếu của Giao Trì mới có thể tiến vào tiên hồ này. Diệp Phàm hỏi. Vũ khí cực đạo do Tây Hoàng Mẫu lưu lại luôn được để dưới hồ, đúng là người bình thường không thể tiến vào. Chỉ có Vương Mẫu, Thánh Nữ, Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể đi vào. Nhưng mà nước trong tiên hồ có thể đưa ra ngoài để cho các đệ tử khác dùng. Vũ khí cực đạo được đặt ở dưới hồ quanh năm. Diệp Phàm kinh ngạc. Đáng tiếc, đã bị người Giao Trì lấy đi rồi. Ai? Lòng tham của Hắc Hoàng rất lớn. Bọt nước nổi lên, Hắc Hoàng lặn xuống dưới hồ, Diệp Phàm đi theo ở sau. Khi lặn sâu xuống dưới gần 100 thước, hai người mới từ từ đến gần đáy hồ. Diệp Phàm cảm thấy da đầu mình tê dại hẳn đi, dưới đáy hồ có rất nhiều thi thể, toàn là những nữ tử trẻ tuổi. Nơi này là tiên hồ, nhưng không ngờ lại là một cái mộ chôn cất người chết. Tổng cộng có khoảng mấy trăm thi thể, lấp đầy cả giữa hồ, chồng chất lên cao. Các thi thể này, thi thể nào cũng có tay trắng như ngọc, đôi chân thon dài thẳng tắp, quanh người còn có ánh sáng lấp lánh. Nhưng mà thân thể người nào người nấy lại cứng ngắc, không có dấu hiệu của sự sống. Vô số thi thể nữ tử, tóc tai mấy người này này bù xù, sắc mặt tái nhợt, thân thể mặc một bộ quần áo màu trắng, trên người còn có ấn ký Giao Trì thánh địa. Mái tóc các nàng phiêu động trong nước như những con rắn đang di chuyển trong màn nước tối tăm, làm cho người nhìn thấy phải sợ hãi. Không trách được lần đầu tiên Hắc Hoàng xuống đây lại kinh hãi đến nỗi chạy ra khỏi mặt nước, thậm chí còn muốn kéo hắn xuống dưới chịu cùng. Rõ ràng đây là một tiên hồ, nhưng cảnh tượng ở dưới hồ thật sự làm cho người ta thấy phát rét. Trong tiên hồ không có cá bơi, không có san hô hay ngọc trai, tất cả chỉ là một khung cảnh tĩnh mịch, ngoại trừ thi thể ra thì không có những thứ khác. Ngươi đi tìm bảo bối đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Phàm dùng thần thức truyền âm. Tại sao ta lại thấy bất an? Hắc Hoàng nói thầm. Mười mấy chỗ thi thể chậm rãi hiện lên rồi phiêu động đến. Các nàng theo gợn nước di chuyển đến đây chứ không phải là tự mình di chuyển đến. Nhưng dù chỉ là vậy, cảnh tượng này vẫn làm người ta sợ hãi. Bên ngoài thi thể có một lớp sáp bao bọc lại. Mấy thi thể này đã sớm trở thành sáp thi. Nhưng lớp sáp này không thể giúp các thi thể trường tồn với thời gian mãi được. Đây cũng là điều làm Diệp Phàm khó hiểu.
rốt cuộc ngươi có đi tìm bảo vật hay không? Nếu không thì chúng ta đi tìm Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm thúc giục. Tiểu tử, ngươi đi xem thử vết thương các nàng thế nào, vì sao lại chết? Hắc Hoàng truyền âm nói, giọng điệu thản nhiên. Tại sao ngươi không đi? Diệp Phàm muốn đánh cho nó một trận. Đó đều là tiên tử, tướng mạo dung nhan đều đẹp như hoa, ngươi tới dùng tâm thưởng thức đi, ta thấy sợ hãi lắm. Hắc Hoàng nói, ta muốn cắt đầu chó của ngươi xuống. Con bà ngươi, sao lại nói như vậy? Cuối cùng cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều lặn xuống, kiểm tra mấy thi thể đó. Nhưng sau khi hai người quan sát cẩn thận, lại không phát hiện bất kỳ vết thương nào trên thân thể đệ tử Giao Trì, cũng không biết được nguyên nhân làm các nàng mất mạng. Đừng xem nữa, không thể ở địa phương này lâu được đâu, có gì để xem chứ? Diệp Phàm nói. Ta muốn biết vì sao Giao Trì Thánh Địa rời khỏi nơi này, không chừng có liên quan tới cái hồ này. Hắc Hoàng chấp nhất, muốn quyết tâm tìm hiểu nguyên do. Nếu như ngươi điều tra ra được thì mới là phiền toái đó. Tất cả mọi người trong Giao Trì Thánh Địa đều muốn rút lui, hai chúng ta lại muốn tìm nguyên nhân vì sao, ngươi muốn chết sao? Diệp Phàm trầm giọng nói, ngươi mau đi tìm bảo bối đi, nếu không tìm thì chúng ta rút mau. Hắc Hoàng có chút sợ hãi. Mặc dù nó tự phụ, nhưng nghĩ đến việc toàn bộ mọi người ở Thánh Địa đều rút lui, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì mà lại làm cho một trong những Thánh Địa mạnh nhất ở Đông Hoang rút lui? Hắc Hoàng lặn xuống đáy hồ, bắt đầu tìm tòi xung quanh, muốn thử vận may một chút. Nhưng tìm kiếm cả nửa canh giờ, đáy hồ cũng bị nó bới tung cả lên, nhưng chỉ tìm được mấy cây châm ngọc. Đột nhiên Diệp Phàm có cảm giác sống lưng phát rét, vội vàng quay đầu lại. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy mái tóc đen của những thi thể sau lưng vũ động, bay loạn trong nước. Bỗng nhiên, dường như hắn nhìn thấy một đôi mắt u tối vô thần mở ra, xuyên thấu qua vô số thi thể. Đôi mắt đó còn phát ra hai đạo ánh sáng âm u chiếu thẳng vào hắn. Da đầu Diệp Phàm tê dại cả lên, hắn vội vàng bay thẳng lên mặt nước. Mấy cái xác nước khẽ chuyển động, có mái tóc của một cỗ thi thể quấn vào mắt cá chân hắn. Hắn dùng sức giật mạnh một cái, nhanh chóng thoát khỏi trói buộc rồi xông thẳng lên bờ. Hồ nước chấn động, hầu như ngay trong giây khắc đó, Hắc Hoàng cũng vọt ra, nhưng cái đuôi cụt của nó lại bị mái tóc của ba thi thể quấn lại. Tiểu tử, mau giúp đỡ! Hắc Hoàng vội vàng lê cái mông lên bờ, nó dùng sức mạnh đến nỗi cái đuôi cụt lôi luôn cả mái tóc ba thi thể lên bờ theo. Hắc Hoàng lắc mạnh cái đuôi, cuối cùng cũng thoái khỏi. Mà thi thể ba nữ tử kia vừa mới tiếp xúc với không khí bên ngoài, cả ba thi thể lập tức hóa thành ba chất lỏng màu đen. Diệp Phàm cảm thấy cả người ớn lạnh, khi nãy mấy thi thể còn nguyên vẹn ở trong hồ, nhưng không ngờ mới ra ngoài một xíu lại bị như vậy. Dường như ở dưới có gì đó, khi nãy ngươi nhìn thấy cái gì? Hắc Hoàng ngẩng mặt đen lên hỏi. Lúc đó ta cảm thấy có một cỗ thi thể mở mắt ra, nhưng bây giờ nhớ lại cảm thấy giống như có hai hạt châu được khảm ở dưới đáy hồ. Hay là ngươi đi xuống nhìn lại xem sao, dù sao ngươi cũng muốn tầm bảo. Diệp Phàm trêu chọc nó, con bà nó, không tìm nữa. Hắc Hoàng lắc lắc người một chút, nước trên người bay ra bốn phía, thoáng cái thân thể đã sạch khô, không còn hạt nước nào trên người nữa. Nó nói, tiên hồ biến thành quỷ hồ rồi, chắc chắn ở dưới có đồ vật gì đó. Giao Trì Phi Tiên, ta thấy có quỷ bay lên thì có. Mà này, ngươi thử đoán xem, tại sao ở dưới đáy hồ lại có nhiều thi thể như vậy? Đáng lẽ người của Giao Trì Thánh Địa phải mai thắng bọn họ mới đúng, tại sao lại để các nàng trong hồ như thế? Diệp Phàm không hiểu, làm sao ta biết có chuyện gì xảy ra? Cũng có khi có người quăng xuống đó đấy, mà thôi đi, ta không nói nổi nữa đâu. Hắc Hoàng sợ hãi, lông mao trên người cũng dựng đứng lên. Diệp Phàm và Hắc Hoàng rời xa tiên hồ. Khi từ xa nhìn lại, hai người nhìn thấy sương mù ở đó chuyển động, không biết là do trong lòng sợ hãi hay là do cảm giác. Nhưng lúc này hai người lại thấy chỗ đó đã trở nên âm u, không còn thánh khiết nữa. Khu vực trọng địa này có rừng xanh tươi tốt, cung khuyết to lớn ở khắp nơi. Mặc dù đã qua nhiều năm tháng, nhưng mấy cung điện này vẫn còn đứng sừng sững đó. Tất nhiên là bên trong có ẩn chứa đạo văn cực kỳ thâm ảo,
nên mấy cung điện mới có thể trường tồn đến bây giờ. Diệp Phàm đi vào trong một cung điện to lớn, cung điện này được làm từ những khối ngọc trơn bóng, bụi không thể nào dính vào được. Mặc dù đã qua nhiều năm tháng, nhưng loại ngọc này vẫn có tác dụng tinh lọc, nên bụi bặm không thể bám vào. Cộp, cộp, cộp. Trong cung điện trống trải, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên truyền ra xa. Cọt kẹt, cọt kẹt, cánh cửa lớn được mở ra giống như khai phá vô số năm tháng. Tiếng cửa mở vang vọng khắp đại điện, làm cho người ta có cảm giác đang đi vào giao trì ở thời viễn cổ. Khi đứng ở chỗ này, dường như Diệp Phàm cảm nhận được cảnh tượng huy hoàng năm xưa của giao trì cố địa. Đó là một đám tiên tử mỹ lệ sinh sống ở vùng đất và được các vì sao chói rọi trên bầu trời bao phủ. Diệp Phàm đứng yên một lúc lâu rồi mới đi thẳng về phía trước, đi qua tầng tầng đại điện. Đây là một cung điện rất rộng lớn, nhưng lại không có cái gì, chỉ có sự trống vắng do năm tháng lưu lại. Diệp Phàm không thu hoạch được gì, cũng không tìm thấy bất cứ vật dụng nào. Hắc Hoàng di chuyển liên tục, lần lượt đi qua nhiều cung điện to lớn, nhưng kết quả cuối cùng cũng là vô ích quay về. Giao trì có dược điền sao? Đã nhiều năm như vậy, nếu dược điền này vẫn còn ở nơi đó, có khi đã sinh ra thần dược. Diệp Phàm vừa mới nói xong, Hắc Hoàng đã hóa thành một luồng ánh sáng đen lao ra bên ngoài, tốc độ rất nhanh. Con chó già đáng chết này, thật không thể tin nó được. Diệp Phàm mắng, rồi theo sát phía sau Hắc Hoàng. Nếu như không phải hắn tu luyện bộ pháp của lão điên, chắc chắn đã bị bỏ lại ở phía sau rồi. Hắc Hoàng chạy như điên, tạo nên một cơn gió màu đen. Chạy được khoảng 20 mấy dặm, nhìn thấy được một mảnh đất xanh tươi tốt thì Hắc Hoàng mới dừng lại, rồi bắt đầu tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Hắc Hoàng, ngươi không biết nói đạo lý gì sao? Mới nghe được hai chữ dược điền đã chạy nhanh như thế, còn nhanh hơn thỏ chết đấy. Mà sao không chạy nữa đi? Diệp Phàm chế nhạo. Bổn Hoàng làm người ác như vậy sao? Ta đang đợi ngươi, chúng ta cùng đi tìm. Hắc Hoàng nói, ngươi mà tốt như vậy sao? Chắc chắn là không tìm được gì. Diệp Phàm tiến tới phía trước. Khu vực núi non này tỏa sức sống bừng bừng, thực vật xanh tươi tốt, nhưng lại không có cây thuốc nào, cũng không ngửi thấy mùi thuốc. Kỳ quái, mấy cái thiên tài địa bảo không có cũng không có gì lạ, nhưng tại sao ngay cả mấy cây thuốc bình thường nhất cũng không thấy? Hắc Hoàng lầm bầm, âm thanh rất nhỏ. Mặt Diệp Phàm khẽ đen lại, con chó chết này quả nhiên là không tìm được gì, chứ không phải là có lòng tốt đứng chờ hắn. Cuối cùng Hắc Hoàng phải than thở, nói, quá độc ác, người của giao trì rời nguyên cả dược điền đi rồi. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy mảnh đất trống trải ở phía trước có một cái hố to rộng khoảng 4 thước vuông, ngay cả đất cũng bị người khác đào lên lấy đi mất. Bỗng nhiên Diệp Phàm có cảm giác xấu, chẳng lẽ Tây Hoàng Kinh cũng bị người khác lấy đi rồi sao? Mặc dù trước đây Hắc Hoàng bảo đảm rằng người của giao trì thánh địa sẽ không dám động đến vách đá dựng đứng kia, nhưng lúc này hắn cũng không bình tĩnh được. Mau đi tìm Tây Hoàng Kinh, nếu như nó cũng mất, ta rất muốn giết người đó. Yên tâm đi, những thứ đó có cho người khác xem thì người đó cũng không hiểu, mấy đời vương mẫu sau này của giao trì cũng chưa chắc biết được. Bây giờ ta có để nó ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra được. Đó là những điều Tây Hoàng mẫu ngộ được sáng chế, người ngoài không thể nào nhìn ra, cũng không có ai biết là bà ta đã khắc lên đó. Vậy làm sao ngươi biết được? Diệp Phàm hoài nghi, bổn hoàng là ai chứ? Chính tai ta đã nghe người khác nói đến bí mật này. Hắc Hoàng tỏ ra kiêu ngạo. Tiếc nuối rời khỏi dược điền này, bọn họ nhanh chóng đi tới một dãy núi. Dãy núi này rất trống trải, không hề có một ngọn cỏ, nơi nơi đều là vách đá dựng đứng hoặc là núi đá, thậm chí còn không có một chút đất nữa, hoàn toàn là do đá tạo nên. Mới vừa vào núi Diệp Phàm đã bị trấn trụ. Trên thạch bích có khắc họa một nữ tử, làm cho người ta có cảm giác bức tranh này đã hợp làm một với thiên nhiên. Tuy chỉ được khắc trên đá, nhưng trong đó lại có đạo pháp tự nhiên, bút pháp đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đây chỉ là một bức tranh được khắc lên, không có bất kỳ chiêu pháp nào. Bút pháp rất cứng, nhưng tại sao ta lại có cảm giác đạo ta hợp nhất? Diệp Phàm rất khiếp sợ. Đi thôi, trong núi này còn có rất nhiều tranh khắc khác,
cứ từ từ nhìn rồi tham khảo học tập. Hắc Hoàng thúc giục, Diệp Phàm đi thẳng về phía trước, nhưng bức tranh khắc kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 250, Tây Hoàng Di Khắc. Núi đá ở đây san sát nhau, không hề có một ngọn cỏ mọc lên. Mấy vách đá của những ngọn núi này dựng đứng lên như được đao gọt, thẳng từ trên xuống dưới. Những vách đá cao vút ấy dựng chung một chỗ, nhìn từ xa trông như những bậc thang bước lên trời. Khu vực này không có một mảnh đất, cũng không có một cọng cỏ, chỉ có những ngọn núi đá liên miên nhau. Ở đây có rất nhiều rừng đá, từng khối đá lớn được đặt lộn xộn, có khối thì như đang nằm dài, khối khác lại như đang co lại. Hình thù khác nhau, có thể nói là một kỳ cảnh. Sau khi đi vào núi, Diệp Phàm đưa mắt nhìn bốn hướng. Mấy khối đá này làm cho hắn có cảm giác rất đặc biệt, giống như có một khu vực khác ngoài trời đất đang được vắt ngang qua. Một núi một cảnh giới, một đá một cảnh sắc. Giống như là có người đang dùng một thủ đoạn siêu nhiên thay đổi quỹ tích đại đạo do thiên nhiên tạo thành ngay ở trước mắt, làm cho từng ngọn núi từng tảng đá ở nơi đây hấp dẫn ánh mắt của hắn. Sau đó Diệp Phàm phát hiện ở đây có rất nhiều bức tranh khác, nhưng do bị gió mưa ăn mòn nên hình ảnh không còn rõ nữa, chỉ có thể nhận biết đại khái. Đáng tiếc, phần lớn nội dung hay tranh được khắc họa lại không phải là công pháp, nội dung của nó gần như là nói về chuyện xưa, cũng có một số bức tranh khác về trăm loài chim hoặc các loại thú quý hiếm. Tất cả đều rất sống động, cứ như thật vậy. Giao Trì tiên tử khắc những thứ này làm gì? Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu, dùng tâm cảm nhận. Đây là những vật hoặc việc đã từng xảy ra ở Giao Trì Thánh Địa, đáng tiếc thời gian đã quá lâu, bây giờ người khác không thể hiểu được ẩn ý trong đó. Đi về phía trước thêm mấy chục bước, Diệp Phàm đi tới trước một vách núi, nhất thời hắn sửng sốt. Bức tranh khắc ở đây rất đặc biệt, trên vách đá có hai đạo thân ảnh, một người trong đó không phải là một nhân tộc. Người đó là một nam tử, dáng cao hai thước, sau lưng có bốn cái cánh thần, tư thế oai hùng vĩ đại. Dưới vai hắn có tất cả tám cánh tay, mỗi cánh tay đều tráng kiện tràn đầy lực lượng, giống như là tay chân của rồng vậy, ở ngay mi tâm còn có một con mắt. Mà đối diện với hắn là một người phụ nhân dung nhan xinh đẹp, giống như một nữ vương uy nghi thiên hạ. Cả thân thể bà ta toát lên phong thái phi phàm, làm cho lòng người phải ngưỡng mộ. Đúng là ghi lại một số việc đã từng xảy ra ở Giao Trì, sinh vật vô danh đấu với cường giả tuyệt thế của Giao Trì Thánh Địa. Diệp Phàm kinh ngạc, nói chính xác là đấu với một vị vương mẫu. Hắc Hoàng lên tiếng. Đáng tiếc là chỉ có một bức tranh khắc lại hình ảnh hai người này, không còn bức nào khác nữa, nên cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng không biết được kết quả cuộc chiến. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đi tới phía trước, lúc đi cẩn thận quan sát xung quanh. Có những bức tranh khắc các tiên tử Giao Trì nghênh chiến yêu vương hay hình ảnh vương mẫu kế vị, cũng có những bức tranh khắc rất đơn giản, không thể nhìn ra được ẩn ý ở bên trong. Khi đi tới một khu rừng đá khác, rốt cuộc Diệp Phàm cũng tấy được một chiêu thức. Đó là hình ảnh một người đang đứng kết ấn, được khắc trên nửa tảng đá màu xanh, nếu nhìn kỹ có thể thấy tảng đá này rất giống như một con hổ đang nằm. Mặc dù tảng đá này bị mất một nửa, Diệp Phàm chỉ thấy được một nửa thân thể đang đứng, nhưng hắn lại thấy loại ấn pháp tương đối huyền ảo này rất quen mắt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn mới nhận ra đây là Bão Sơn Ấn. Đây cũng chính là loại ấn pháp được Ly Hỏa giáo coi là tuyệt học chấn giáo, ấn pháp này vô cùng cường đại. Đã được hắn diễn biến thành một chiêu thức trong đấu chiến thánh pháp, thật không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Tại sao lại bị mất một nửa rồi? Bỗng nhiên Diệp Phàm có cảm giác xấu. Đã qua nhiều năm như vậy, Tây Hoàng Kinh còn trường tồn sao? Chẳng lẽ cũng bị người nào đó xóa đi rồi, hắn không dám tin những lời Hắc Hoàng nói nữa. Mau mau dẫn ta đi tìm Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm giục, không phải ta đang tìm sao? Cũng có khi nó được giấu trong những bức tranh khắc trên các vách đá này. Hắc Hoàng đáp, ngươi đừng nói với gia rằng ngươi không biết vị trí chính xác. Nói đúng rồi, đúng là thế đấy, bổn hoàng cũng đang tìm đây. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói.
Con chó đáng chết này thật không đáng tin, Diệp Phàm rất muốn đạp cho nó một cước. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, hắn cần phải trông cậy vào nó. Rốt cuộc ngươi có thể chắc chắn tìm được hay không? Chắc là được thôi, Hắc Hoàng đáp lại, giọng nói không tự tin lắm. Diệp Phàm lấy hạt bồ đề ra, rồi để trong lòng bàn tay, bắt đầu cảm nhận cảnh vật xung quanh. Bây giờ không thể dựa hoàn toàn vào con chó mực này nữa, hắn cần phải đích thân tìm kiếm. Hắc Hoàng vẫn tỏ ra rất hiền lành, rồi từ từ đi tới gần Diệp Phàm. Ngay lúc đó, bỗng nhiên nó há to mồm ra muốn ngoạm lại cảnh tay của hắn. Con bà nó, cái con chó chết nhà ngươi, lại muốn cắn nữa hả? Diệp Phàm vẫn luôn đề phòng nó, vội vàng bay lên trời cao. Thật nhỏ mọn, không phải chỉ là một cái hạt thôi sao? Ta ngửi thấy thơm thơm, chỉ muốn xem thử đó là hạt quả nào thôi mà. Đánh lén thất bại nhưng Hắc Hoàng vẫn mạnh miệng, tuyệt đối không nhận sự thật là mình tham lam. Tuy nhiên, ánh mắt của nó thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hạt bồ đề. Ngươi còn dám cắn nữa thì cả đời này đừng mong lấy được con rùa kia, mau mau kiếm Tây Hoàng Kinh cho ta. Nếu như ngươi tự làm mất hết hy vọng của mình, cũng đừng hòng nói điều kiện gì với ta. Hắc Hoàng nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm, nói, tiểu tử, cái hạt ngươi đang cầm là cái gì thế, có thể ăn được không? Đừng có giả vờ ngu ngốc với ta, cái hạt của ngươi có lai lịch gì ư? Khi nãy ta nhìn thấy một tên chọc đầu ở trên đó, có cảm giác như là hình khắc vậy, là ngươi khắc lên à? Diệp Phàm biết con chó đen thui này bây giờ lại có ý đồ không tốt với hạt bồ đề, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể đưa hạt bồ đề này cho nó. Tên chọc đầu kia là ai? Sao ta thấy hắn không tầm thường thì phải? Hắc Hoàng thấy Diệp Phàm không để ý đến mình, lời nói đã có chút không kiên nhẫn nữa. Hắn tên Thích Ca Mâu Ni, ngươi đã nghe bao giờ chưa? Diệp Phàm khẽ động trong lòng. Cái tên này sao khó nghe quá, lại có đến 4 chữ. Tên chọc này nổi tiếng lắm à? Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm không biết nói gì nữa, đường đường là Như Lai, nhưng không ngờ lại bị con chó này nói như vậy. Hắn trợn mắt lên, nói, đừng nói nhảm, mau đi tìm Tây Hoàng Kinh cho ta. Tiểu tử, thái độ của ngươi vậy là sao? Hắc Hoàng nhai răng, nói, nếu như ngươi còn nói lời nào bất kính nữa, ngươi cũng đừng mong có được cổ kinh chí cao của nhân tộc. Đúng rồi, nếu như có thể tìm được Tây Hoàng Kinh, ngươi cũng phải đưa cái hạt có khắc hình tên chọc đầu mập mạp kia cho ta. Diệp Phàm không trả lời nó, hắn đi tới một nơi xa quan sát một bức tranh khắc khác trên vách đá. Thỉnh thoảng hắn lại thấy được một vài chiêu thức không trọn vẹn, mỗi khi gặp các bức tranh này, hắn lại dùng tâm cảm nhận. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đi tới trước một vách đá dựng đứng, ở trên đó có một bức tranh khắc vô cùng rộng lớn. Đây là một bức tranh do hơn 100 bức tranh khắc khác hợp lại tạo nên. Mới đầu hắn cũng không để ý, bởi vì mặc dù bức tranh khắc này rất to lớn, nhưng lại không thâm ảo là mấy, tất cả đều là những chiêu thức bình thường nhất. Nhưng sau khi nhìn hết khoảng 30 mấy bức, thần sắc của hắn khẽ thay đổi. Từ bức tranh khắc thứ 30 này, các chiêu thức bình thường đã từ từ thăng hoa trở nên phức tạp, rồi những bức tranh khắc tiếp theo lại làm cho người ta có một cảm giác thần kỳ. Diệp Phàm tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận quan sát toàn bộ bức tranh lớn này đến hơn một canh giờ mà vẫn chưa lên tiếng. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nói, giao trì không hổ danh là thánh địa, chỉ là một bức tranh khắc để cho đệ tử trẻ tuổi quan sát học tập thôi mà đã có thâm ý cao đến như vậy. Đây không phải là những bí pháp đặc biệt, thậm chí chúng còn là những chiêu thức rất bình thường, được truyền lưu rộng rãi trong giới tu hành. Nhưng những người ở giao trì thánh địa đã thăng hoa các chiêu thức ấy lên từ chỗ đơn giản nhất, tổng hợp chúng chung lại một chỗ tạo thành những chiêu thức thần kỳ, có uy lực không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ là hơn 100 chiêu thức bình thường, hợp nhất, nhưng lại diễn sinh ra một sức mạnh to lớn hoàn toàn khác, thật là thần kỳ a. Diệp Phàm suy nghĩ một thời gian rất lâu, rồi mới tiếp tục đi xuống tiếp. Sau đó, hắn lại phát hiện một bức tranh khắc khổng lồ khác, hắn cẩn thận quan sát. Khi nhìn đến tận cùng, hắn mới giật mình lên, bởi vì bức tranh khắc này được đến 500 bức tranh khắc nhỏ khác tổ hợp lại. Đây là... Diệp Phàm rất khiếp sợ, bức tranh khắc này đang thôi diễn một bí pháp vô thượng nào đó,
bắt đầu từ những chiêu thức đơn giản cho đến những chiêu thức đầy thâm ảo. Chỉ nhìn thoáng qua một lúc, hắn đã nhìn thấu huyền cơ trong đó. Bức tranh này đang thôi diễn đấu chiến thánh pháp trong cửu bí. Cao thủ tuyệt thế này của Giao Trì Thánh Địa thật làm cho người ta kinh sợ. Cao thủ này đã bắt đầu từ những chiêu thức đơn giản nhất, rồi thôi diễn ra đấu chiến thánh pháp với hy vọng có thể làm tái hiện tuyệt học cửu bí. Có thể biến cái đơn giản thành điều thần kỳ, rồi từ đó diễn sinh ra đại thuật sát sinh trong cửu bí, chắc chắn đây là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, cuối cùng nàng ta vẫn thất bại, không thể nào thôi diễn ra đấu chiến thánh pháp được. Nhưng những nhân vật như nàng từ trước đấy nay rất hiếm có. Chắc chắn nàng đã dựa vào những truyền thuyết có liên quan đến đấu chiến thánh pháp được lưu truyền trong nhân gian, rồi căn cứ vào đó để diễn hóa đến giai đoạn này, phải nói đây là một đại nhân vật. Sau chuỗi những sự tích được lưu truyền trong hậu thế, rồi thôi diễn được đến một bước này, nàng ta thật sự làm cho người ta phải kinh hãi. Diệp Phàm thở dài nói, người này lấy giản đơn để đi đến phức tạp, nhưng đấu chiến thánh pháp lại có ngàn vạn kiểu biến hóa, vĩnh viễn không thể nào đạt đến mức tận cùng, rất khó để đi đến điểm cuối của phức tạp. Đấu chiến thánh pháp chân chính trong cửu bí chính là từ một chiêu diễn hóa ra vạn chiêu, khi đạt đến sự tận cùng của phức tạp thì lại quay về một. Nếu như không có tâm, pháp cụ thể, người ngoài không thể nào làm được như vậy. Mặc cho ngươi là kỳ tài tuyệt thế như thế nào, nhưng nếu không có được tâm pháp của cửu bí, ngươi không thể nào diễn hóa ra được loại thánh pháp vô thượng này. Điểm cuối của thánh pháp này chính là biến đại đạo thành điều giản đơn. Diệp Phàm đứng im một hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù cách thôi diễn này đã đi theo một lối rẽ khác, không thể nào so sánh với đấu chiến thánh pháp chân chính được, nhưng đã đủ dẫn dắt hắn có những bước tiến lớn, giúp cho hắn có cảm nhận sâu sắc hơn về đấu chiến thánh pháp. Diệp Phàm suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy bức tranh này đã giúp cho uy lực đấu chiến thánh pháp của hắn tăng lên một chút, đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Sắc trời đã sớm tối đi, Diệp Phàm vẫn tiếp tục quan sát các bức tranh khác khác. Đến giữa đêm, hắn đã xem xong phần lớn các bức tranh khác ở các vách núi, nhưng vẫn không tìm thấy được Tây Hoàng Kinh. Nơi này không có huyền pháp gì cả, chỉ có mấy chiêu thức bình thường thôi. Ngươi đang lừa ta sao? Sắc mặt Diệp Phàm rất khó coi, đưa mắt nhìn Hắc Hoàng. Không phải ta đã nói rồi sao, dù ngươi có nhìn thấy Tây Hoàng Kinh thì cũng chưa chắc hiểu được ẩn ý bên trong, cần phải tính toán cẩn thận. Hắc Hoàng nói, nghe nó nói như thế, Diệp Phàm cũng không biết làm gì cả. Chỉ còn cách đi vòng quanh vách đá lại một lần nữa dưới ánh trăng sáng, nhưng hắn vẫn không tìm được Tây Hoàng Kinh. Tìm được rồi, ở chỗ này. Hắc Hoàng hô to lên, âm thanh của nó vang rõ trong đêm khuya, truyền sang khắp các vách núi. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới chỗ nó đang đứng. Đây là một ngọn núi đá khí thế hùng vĩ, nhưng hắn không thấy được Tây Hoàng Kinh, mặt trên vách núi không có gì cả. Ở đâu? Ngọn núi này chính là một bộ phận, có thể lấy được kinh hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên đáp, con chó nhà ngươi đúng là nói qua loa cho xong chuyện mà, tùy tiện. Chỉ ra một ngọn núi rồi nói đây chính là Tây Hoàng Kinh, ngươi nói thử ta có nên tin tưởng ngươi không? Ngươi có thể tìm được cổ kinh ở đây sao? Diệp Phàm chất vấn, cái này phải dựa vào ngộ tính của ngươi. Hắc Hoàng giả ngây, ngươi đang nói dối. Diệp Phàm trợn mắt. Hắc Hoàng cũng trợn mắt lên, nói, chắc chắn đây là một bộ phận của Tây Hoàng Kinh, chính tai ta đã nghe nói thế. Lúc đó ngươi nghe được gì? Diệp Phàm hỏi tới. Một bộ phận được khắc trong một mặt trời trên vách núi, một bộ phận khác được khắc trong gốc cây cổ thụ trên ngọn núi. Dựa theo những gì Hắc Hoàng nói, lúc Tây Hoàng Mẫu ngộ đạo khai sáng Tây Hoàng Kinh, bà ta đã khắc lại những điều mình cảm ngộ được và phân tán ở các vách đá. Bên sườn dốc của ngọn núi này quả thật có một vầng mặt trời mơ hồ, nhưng nó chỉ lớn cỡ bàn tay. Dù có cẩn thận quan sát thì người ta cũng khó nhận ra mặt trời này được khắc lên bởi vì trông nó rất giống được tự nhiên tạo thành. Một cái vòng tròn như vậy mà là Tây Hoàng Kinh, ngươi đang đùa ta à? Hắc Hoàng ngước đầu lên, nói, cái này ta cũng không biết, tự ngươi ngộ đạo đi, con chó chết. Diệp Phàm rất muốn xử lý nó, nhưng cũng biết mình không làm gì được,
cuối cùng chỉ còn cách bay lên dốc đá kia, bắt đầu quan sát vầng mặt trời được khắc trên nó. Diệp Phàm lấy một tay vuốt mặt trời đó, tay khác cầm hạt bồ đề. Nhưng hắn cẩn thận cảm nhận một hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường. Hắc Hoàng, ngươi đang nói láo, chỗ này không có gì cả. Tuyệt đối có, nhưng cần phải có ngộ tính kinh người. Có thể nhận được Tây Hoàng Kinh hay không, phải tự dựa vào năng lực của mình. Lúc nói ra những lời này, hình như Hắc Hoàng cũng cảm thấy chột dạ. Diệp Phàm đứng ở trên dốc núi, tay cầm hạt bồ đề, cẩn thận dùng tâm cảm nhận vầng mặt trời đó. Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn yên tĩnh, hắn không phát hiện được phi. Xưa nay có mấy người làm được đại đế chứ? Đồ vật do những người này lưu lại không dễ dàng lấy được đâu. Hắc Hoàng ở dưới hô lên, ta đã tìm được Tây Hoàng Kinh cho ngươi, còn việc hiểu được hay không là chuyện của ngươi, nhưng ngươi phải đưa con rùa màu xanh kia cho ta đó. Trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại một bộ phận Tây Hoàng Kinh, đó là nội dung thuộc phần bí cảnh đạo cung. Giờ phút này, Diệp Phàm yên lặng vận chuyển lại tâm pháp đó, rồi đưa bàn tay đang nắm hạt bồ đề đặt lên trên vầng mặt trời kia. Ầm, đột nhiên có một chùm sáng vọt lên cao, rồi ở ngay dốc đá xuất hiện một mặt trời chói mắt, mặt trời này nhanh chóng hút Diệp Phàm vào bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn núi này đã chuyển sang màu đỏ, lửa bốc cháy lên thiêu đốt cả nửa bầu trời ở trên cao. Trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội đó có một vầng mặt trời đỏ khổng lồ, Diệp Phàm đang ở trong vầng mặt trời ấy, tư thế trở nên trang nghiêm. Làm sao hắn có thể học được? Không phải nói ngoại trừ ngộ tính kinh người ra, còn cần có kinh dẫn của giao chỉ sao? Lỗ vốn rồi, để cho tên tiểu tử này lấy được Tây Hoàng Kinh thật rồi. Hắc Hoàng xị mặt ra, giống y hệt một tiểu hài tử bị người khác lấy mất kẹo vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.